Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1251, Kim Đao Lang. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, liền từ dưới đất chui ra trên trăm con côn trùng. Đám côn trùng này bộ dáng cũng không trách gì, cùng cỡ lớn bọ ngựa cực kỳ tương tự, chiều cao tại hơn một thước khoảng hai thước, duy nhất khiến người ngạc nhiên là màu sắc của bọn chúng, toàn thân kim chói, phảng phất giống như lấy vàng ròng chế tạo, cùng Tiêu Phàm thấy qua kim cự nhân tựa hồ là cùng một loại chất liệu. Nhất là hai chi cẳng tay, răng cưa sắp xếp chỉnh tề, hàn lóng lánh, sắc bén vô so. Kim Đao Lang, Tiêu Phàm giật nảy cả mình. Hắn tại Đào Thiên Thu trong bí kíp nhìn thấy qua có quan hệ Kim Đao Lang ghi chép, nghe nói đây là con bọ ngựa bên trong hung tàn nhất chủng loại. Nó hung tàn chi rất, lực công kích mạnh, còn tại thiết bối Đao Lang phía trên, có thể nói là con bọ ngựa nhất tộc vương giả. Nhưng trùng vương bí kíp cũng nói được rõ ràng, Kim Đao Lang là không cách nào thuần phục nuôi dưỡng. Dù coi như tại ấu trùng thời đại, những này con bọ ngựa cũng là lạ thường kiệt ngạo, tuyệt không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì ước thúc. Bất luận cái gì vật sống chỉ cần vừa tiếp cận bọn chúng, lập tức liền lại nhận vô tình công kích. Đám côn trùng này dã tính khó thuần, cực đói thời điểm, ngay cả tương đối nhỏ yếu đồng loại đều bắt tới ăn không còn một mảnh. May mắn đa số linh trùng đều có cùng loại tập tính, bọn chúng tộc đàn mới lại nhận nhất định tự nhiên khống chế, bằng không mà nói, nếu như tùy ý bọn chúng phát triển. Đã sớm quét ngang toàn bộ giao diện, không người nào có thể ngăn cản được. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên từ lòng đất toát ra trên trăm con kim đao lang, cũng đầy đủ để mọi người trợn mắt hốc mồm. Những này kim đao lang trên thân, khí tức cực mạnh, đa số đều có nhị giai đỉnh phong tả hữu, số ít thậm chí lộ ra tam giai linh trùng khí tức cường đại. Vài đầu kim đao lang đã là khó chơi, bây giờ lập tức toát ra trên trăm đầu đến, quả thực kinh dị. Là ma ngẫu, chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào hừ lạnh nói. Quả thật là ma ngẫu, nhất định con ngươi nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được, những này kim đao lang đều đã là tử vật. Bị người luyện hóa thành ma ngẫu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bằng không mà nói, vô luận là ai, đều không thể điều khiển mấy trăm đầu kim đao lang đối địch. Phàm là loại suy nghĩ này người, đa số đều thành kim đao lang trong bụng thức ăn ngon. Nhưng mặc kệ là còn sống kim đao lang hay là kim đao lang ma ngẫu. Nó hung tàn bản tính cùng bạo mạnh lực công kích, cũng không có thay đổi. Còn không có đám người lấy lại tinh thần, Kim Đao Lang đã phát động công kích, mục tiêu của bọn nó không phải thường minh xác thực, chính là Hắc Lân. Trên trăm đầu Kim Đao Lang chỉ ít có một nửa, đều hướng người khoác giáp trụ, chuẩn bị phát động lần thứ ba thật mắt chi quang công kích Hắc Lân trùng sát mà tới. Bỗng nhiên liền đến phụ cận, quả nhiên là tiến thối như điện, nhanh chóng vô cùng. Lôi quang tháp bên trên ngân sắc hồ quang điện chút xuống. 20-30 đầu kim đao lang bị lôi điện đánh trúng. Lập tức chi chi gọi bậy, hướng ngoại bên cạnh bắn ra ngoài, kim sắc trên thân thể, một mảnh cháy đen, rất hiển nhiên là bị lôi điện đốt bị thương. Bất quá những này cháy đen vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Được luyện chế thành ma ngẫu về sau, kim đao lang lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực so sánh khi còn sống càng mạnh, bất quá cũng bởi vậy hy sinh toàn bộ linh tính cùng chí ít một nửa nhanh nhẹn độ. Tại tu sĩ tầm thường mà nói, loại này nhanh nhẹn độ đánh mất cơ hồ không hề ảnh hưởng. Dù sao dù là kim đao lang chỉ dùng 3 phân lực khí đến đối phó bọn hắn cũng không thể né tránh. Chỉ có thể là một con đường chết, nhưng đối Tiêu Phàm loại này cực kỳ tinh thông chém giết gần người siêu cấp cao thủ mà nói, đối thủ nhanh nhẹn độ mỗi giảm xuống 1 phân, hắn chiến thắng nắm chắc liền gia tăng 1 phân. Hướng Hắc Lân phát động công kích không sai biệt lắm có 5-60 đầu kim đao lang. Trong đó hơn phân nửa bị lôi điện đánh trúng. Bắn ngược trở về, nhưng như cũng có gần một nửa 20-30 đầu kim đao lang ở giữa không dung chậm nháy mắt xuyên qua lưới điện ngăn chặn, giết vào. Hắc Lân quát một tiếng, thân thể lắc một cái, vô số hắc mang nổi lên, hóa thành mấy trăm miếng đen nhánh phi châm, hướng kim đao lang bay đi. Suy suy, âm thanh bên trong, đen nhánh phi châm cơ hồ đều không ngoại lệ bắn trúng kim đao lang, lại nhao nhao bị kim đao lang cứng rắn bóng loáng giáp xác trượt lái đi. Vậy mà không đả thương được kim đao lang mảy may. Hắc Lân không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, liền trong nháy mắt này, một đầu tam giai kim đao lang đã lẻn đến phụ cận, cự ngao vung vẩy, vụt, một tiếng, chính giữa Hắc Lân cùng lúc, sắt thép va chạm, cứng rắn vảy rồng giáp hiện ra một đạo thật sâu vết lõm, từ sườn trái một mực kéo đến eo phải, dài đến vài thước. Sườn trái thanh kim sắc vảy rồng giáp phiến phía trên, vết lõm thậm chí sâu đạt hai thốn. Nếu như Tiêu Phàm trước đó không có đem vảy rồng giáp cho Hắc Lân mặc vào, vẻn vẹn một đao này chính là nứt bụng chi ách. Dù là Hắc Lân nhất quán không sợ trời không sợ đất,
giờ khắc này cũng không nhịn được hoa dung thất sắc, tròn trịa trong mắt to cực nhanh hiện lên một vòng sợ hãi, kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. A, à, thật cứng rắn giáp trụ, là Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng. Trong sương mù, truyền đến giáo tôn kinh ngạc thanh âm. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn nhất quán hàm dưỡng rất tốt, giờ phút này nhưng cũng thật sự nổi giận. Phải biết, nếu hắn không có dự làm chuẩn bị, Hắc Lân liền đã không xong. Kim Đao Lang một kích chưa thể có hiệu quả, còn thứ hai Kim Đao Lang đã lấn người mà lên, vung vẩy đao phong, hướng Hắc Lân đầu gối cắt mà đi. Ma ngẫu cùng khôi lỗi không giống, chẳng những có thể lấy độc lập tác chiến, mà lại có một chút linh trí, tình hình không đúng, liền biết thay đổi công kích hình thức, cũng biết thay đổi mục tiêu công kích. Không giống khôi lỗi thú, thủ đoạn công kích cực kỳ đơn một. Mặc kệ ra sao cùng tinh xảo cứng rắn giáp trụ, khớp nối những hoạt động này bộ vị, đều là phòng hộ yếu kém nhất khâu. Hắc Lân giận dữ, phía bên trái lóe lên, cùng lúc đó, đưa tay phải ra, năm ngón tay như câu, hướng Kim Đao Lang bắt tới. Ngay cả nàng Tiêm Tiêm tố thủ, cũng giống vậy bị thanh kim sắc lít nha lít nhít giáp lưới bao vây lại. Hoàng Đường tại luyện chế lại một lần cái này giáp trụ thời điểm, đã đem hết khả năng, đem giáp trụ lực phòng hộ đề cao đến cực hạn. Bằng không mà nói, Hắc Lân cũng không dám như thế khinh thường, làm không tốt một tay nắm liền không có. Hắc Lân tay nhỏ chưa bắt đến con kia Kim Đao Lang, chỉ nghe, xùy, một tiếng, đâm nghiêng bên trong một đạo màu đỏ sậm đao phong bổ tới. Dù là Kim Đao Lang tiến thối như điện, giáp sắc cứng rắn vô so, cũng nháy mắt bị đạo này đao phong trẻ thành hai đoạn. Viêm Linh Chi nhận cận chiến sử dụng, cũng là không gì không phá lợi khí, sắc bén vô song. Chỉ tiếc, vội vàng ở giữa, Tiêu Phàm không kịp triệt để kích phát Viêm Linh Chi nhận tinh viêm chi lực, đầu kia bị đánh vì hai đoạn Kim Đao Lang lăn khỏi chỗ, kim sáng lóng lánh qua đi, hai đoạn thân thể thần kỳ tiếp hợp lại cùng nhau, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, lại dương nanh múa vuốt mãnh nhào lên. Nó bản thân chữa trị thần kỳ, vậy mà không chút nào tại thổ ma ngẫu phía dưới. Tiêu Phàm cổ tay rung lên, nhị ý bát quái đao pháp triển khai, liền muốn hướng một đầu khác bổ nhào vào phụ cận Kim Đao Lang bổ tới. Đột nhiên lại dưới chân trượt đi, cấp tốc phía bên trái bên cạnh tránh đi. Siêu, chấm ngoặc kép, một chi Kim Đao Lang hàn lóng lánh cẳng tay, gào thét lên từ trước mặt hắn vạch một cái mà qua, ngay cả xung quanh không khí đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo. May mà Kim Đao Lang bị luyện hóa thành ma ngẫu về sau, nhanh nhẹn độ giảm mạnh, nếu không dù coi như Tiêu Phàm chém giết gần người là thần hồ kỳ kỹ, cũng chưa chắc liền có thể tránh thoát được. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Hắc Lân đối mặt Kim Đao Lang tấn công mạnh thời điểm, bên kia toa, mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ cũng từng người tự chiến, cùng Kim Đao Lang đánh cho quên cả trời đất. Nguyên bản lấy Âu Dương Minh Nguyệt đám người tu vi cảnh giới, Kim Đao Lang coi như lại thần kỳ, tối đa cũng chỉ là tam giai linh trùng mà thôi, cũng không khó đối phó. Mấu chốt là bị đánh trở tay không kịp, không có chút nào phòng bị, liền bị Kim Đao Lang lấn đến phụ cận. Chém giết gần người, lại là Kim Đao Lang lớn nhất cường hạng, lấy mình ngắn đối địch sở trường. Khó trách mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ trong lúc nhất thời đều bị đánh đến luống cuống tay chân. Suy suy, âm thanh bên trong, xen lẫn Huệ Thiên Hào gầm thét cùng Đái Thành Long kêu rên, lại nhưng đã song song bị thương. Cứ việc kịp thời tránh đi yếu hại, chỉ là da thịt tổn thương, cũng đã làm cho hai tên đại tu sĩ giận phát như cuồng. Từng có lúc, bọn hắn thế mà lại tổn thương tại chỉ là nhị tam giai côn trùng trong tay. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã, mắt thấy mấy chục con Kim Đao Lang kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, không ngừng hướng phá lôi lưới ngăn chặn, hướng Hắc Lân phát động một đợt lại một đợt thế công, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, hai đạo màu xám sắt cái bóng bắn ra, đảo mắt hóa thành hai đầu chiều cao vài thước thiết bối đao lang, phần bụng kia từng vòng ngân sắc tròn điểm, càng thêm lóa mắt. Trải qua Đông Bình Hoang Nguyên đánh một trận xong, cái này hai đầu thiết bối đao lang liên tục không ngừng mà thôn vệ không ít tam giai linh trùng thậm chí tứ giai trùng vương tinh hoa. Đã giữa bất chi bất giác tiến hóa tam giai linh trùng trạng thái đỉnh phong. Chỉ là thời gian mấy chục năm, liền từ nhị giai linh trùng tiến hóa đến tam giai cảnh giới đại thành, thực tế có thể xưng kỳ tích. Nếu như để Đào Thiên Thu nghe tới, chỉ sợ linh hồn của hắn đều sẽ nhảy ra hô to, không có khả năng. Tương đối linh trùng động một tí hàng trăm hàng ngàn năm tiến giai thời gian mà nói, chỉ là mấy chục năm, xác thực quá ngắn ngủi. Tiêu Phàm chỉ đem hai đầu trùng vương kêu gọi ra, cũng không phải hắn không nguyện ý triệu hoán càng nhiều thiết bối đao lang ra trợ chiến, mấu chốt ở chỗ, kia mấy chục con nhị giai con bọ ngựa trước mắt đều tại linh thú điểm bên trong rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đại bổ qua đi, những này nhị giai con bọ ngựa cũng đều muốn tiến giai. Dựa theo Tiêu Phàm kinh nghiệm của dĩ vãng, không có một hai mười năm khoảng chừng, những này con bọ ngựa là sẽ không tỉnh lại.
Khó trách những này kỳ trùng thọ nguyên thật dài, thực tế mỗi lần tiến giai đều muốn ngủ say không biết bao nhiêu năm, thọ nguyên tự nhiên mà vậy liền dài. Hai đầu tam giai thiết bối đao lang một lao ra, khí tức cường đại lập tức liền đem đại đa số kim đao lang lực chú ý đều hấp dẫn tới. Bọ ngựa bản tính cực kỳ hung tàn, cực vui đồng loại tương tàn, đừng bảo là không cùng loại loại bọ ngựa, liền xem như cùng loại đồng nguyên, lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên chém giết, tương hỗ thôn phệ. Những này kim đao lang cố nhiên được luyện chế thành ma ngẫu, còn bọ ngựa bản tính vẫn đang. Lập tức liền có mười mấy đầu kim đao lang ma ngẫu, khí thế hung hăng hướng hai đầu thiết bối đao lang giết tới đây. Thiết bối đao lang không sợ hãi chút nào, ngược lại hưng phấn lên, vung vẩy đại đao, đối diện phản sát qua. Qua trong giây lát, suy suy, chi tiếng nổ lớn, vô số kim sắc tứ chi, sát na bay đến không trung, lại là kim đao lang ma ngẫu khoảnh khắc liền bị thiết bối đao lang xé thành mảnh nhỏ. Nếu như là còn sống kim đao lang, một đôi một, tam giai đối tam giai, thiết bối đao lang sẽ còn ở vào hạ phong. Nhưng mà được luyện chế thành ma ngẫu về sau, không thể tránh né muốn tổn thất con bọ ngựa bẩm sinh nhanh nhẹn độ. Đã đạt đến tại tam giai cảnh giới đại thành thiết bối đao lang trái lại đại chiếm thượng phong. Tiêu Phàm, để ngươi linh sủng không cần vội vã xuất thủ, xác định giáo tôn vị trí về sau, chúng ta một cùng ra tay, đánh hắn trở tay không kịp. Tiêu Phàm vang lên bên tai Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Bắt giặc trước bắt vua. Chương 1252, Nguyên Anh hậu kỳ ma ngẫu. Đối Âu Dương Minh Nguyệt đề nghị này, Tiêu Phàm rất tán đồng. Chí ít cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn chưa cảm ứng được ngộ linh kỳ tu sĩ khí tức cường đại. Lấy Tây Nhung giáo quy mô mà nói, cường đại như thế tông môn, sinh ra một tên ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Nhưng mà ngộ linh kỳ tu sĩ sinh ra, có đôi khi thật muốn dựa vào vận khí, cũng không phải là tông môn cường đại, liền nhất định sẽ có người đặt chân ngộ linh kỳ. Chỉ cần vị này giáo tôn không phải ngộ linh kỳ cao thủ, tại năm tên cùng giai tu sĩ giáp công phía dưới, kia là quả quyết ngăn cản không nổi. Huống chi, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một siêu cấp đại tu sĩ. Bây giờ hãm sâu địch cảnh, bắt giặc bắt vua là tốt nhất cũng là duy nhất đường giải quyết. Hắc Lân bắt đầu một bên tránh né lấy kim đao lang công kích một bên cẩn thận cảm ứng giáo tôn vị trí. Thật mắt chi quang cũng không phải là một loại cô lập bản mệnh thần thông, cùng cái khác đại thần thông đồng dạng, bao hàm không nội dung cho, trong đó liền bao quát khám phá mê huyễn đại trận huyễn thuật bố trí. Trừ Tiêu Phàm thời thời khắc khắc thủ hộ tại bên người nàng, mấy người khác cũng hữu ý vô ý ở giữa hướng bên này dựa vào, tạo thành một cái vòng phòng ngự tử, đem Hắc Lân hộ vệ tại khu vực hạch tâm. Kim đao lang ma ngẫu cố nhiên lợi hại, mấy vị này đại tu sĩ lại ai cũng không phải đèn đã cạn dầu, đỉnh qua ban sơ bối rối kỳ, vẻn vẹn tương đương với kim đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ nhị tam giai kim đao lang, đối uy hiếp của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không quá khổng lồ. Giáo tôn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào cái này trăm dư đầu kim đao lang ma ngẫu, tuyệt không đủ để đối phó Tiêu Phàm bọn người, hắn chỉ là đang tranh thủ nhiều thời gian hơn. Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm bỗng nhiên xuất hiện tại tổng đàn. Cũng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong lúc nhất thời, nhưng triệu tập không đến đầy đủ nhân thủ đối phó những này kẻ ngoại lai. May mà hắn sớm đã ở phụ cận đây bày ra mê huyễn đại trận, bằng không mà nói, thật có khả năng bị những này kẻ ngoại lai chạy mất. Mặt kia nhưng ném đến đủ lớn, chỉ bất quá, vì lưu lại mấy cái này kẻ ngoại lai, lần này hoa đại giới cũng thực không tiểu. Trong chốc lát, liền có mấy đầu kim đao lang ma ngẫu bị hai đầu thiết bối đao lang ăn hết sạch. Mặc dù nói ma ngẫu không là vật sống, nhưng thiết bối đao lang rất hiển nhiên cũng không quá để ý điểm này. Bất kể nói thế nào, những này ma ngẫu cũng là lấy hàng thật giá thật kim đao lang luyện chế mà thành, tinh hoa vẫn đang. Chỉ nếu có thể ăn, thiết bối đao lang từ không buông tha, mỗi một đầu kim đao lang đều được không dễ, luyện chế thành ma ngẫu càng là không đơn giản. Nơi này trăm dư đầu ma ngẫu, không sai biệt lắm hao phí ngàn dư chỉ kim đao lang mới luyện chế ra tới. Lấy vật sống luyện thành ma ngẫu, xác suất thành công xa so dùng cái khác vật liệu luyện chế ma ngẫu muốn thấp. Không cẩn thận, liền luyện chết rồi. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Giáo tôn vừa tức vừa giận, quát, là, giáo tôn, đại hộ pháp kính cẩn trả lời một tiếng. Lập tức, một trận oanh thanh âm ùng ùng vang lên, tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ nặng nề đồ vật, ngay tại hướng bên này sải bước đi tới. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn chưa nhìn thấy vật kia, lại có thể cảm nhận được vật kia không phải bình thường khí tức cường đại. Khó khăn lắm nhưng so Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại tu sĩ. Trừ Âu Dương Minh Nguyệt bên ngoài, ở đây cái khác ba vị đại tu sĩ, khí tức bên trên đều có vẻ không bằng.
Nhất là khiến người sợ hãi chính là, bọn hắn từ trong sương mù dày đặc cảm ứng được ma ngẫu khí tức. Một bộ tương đương với nguyên anh hậu kỳ siêu cấp ma ngẫu. Cho dù ai cũng biết, cứ việc ma ngẫu linh trí không cao, không cách nào chấp hành phức tạp nhiệm vụ. Nhưng riêng lấy sức chiến đấu mà nói, cũng tuyệt đối muốn tại đồng bậc nhân loại tu sĩ phía trên. Kia biến thái năng lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực, tuyệt không phải nhân loại tu sĩ có thể chịu được so sánh. Tiêu Phàm cô kia thổ ma ngẫu, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, một đôi một, đánh bại không khó, đang muốn triệt để diệt sát, coi như rất không dễ dàng. Mà bây giờ, lại có một bộ nguyên anh hậu kỳ siêu cấp ma ngẫu, chính hướng bọn hắn đánh tới. Rất nhanh, một đầu màu xám sắt đùi, từ trong sương mù dày đặc ló ra, cái này cái bắp đùi nhìn qua cùng nhân loại đùi hoàn toàn tương tự, xương cốt thô to, cơ bắp sung mãn, lóng lánh điểm điểm quang trạch, lộ ra cực kỳ cường kiện hữu lực. Ngay sau đó, là đầu thứ hai đùi, sau đó, là phần ngực bụng, lại sau đó, là cái cổ, đầu lâu. Một bộ toàn thân màu xám sắt ma ngẫu, rốt cục hiển lộ ở trước mặt mọi người. Cỗ này ma ngẫu, thân cao 8 thước, đỉnh đầu trụi lùi, bóng loáng sáng bóng, miệng mũi đều đủ, chỉ bất quá trong hai mắt một mảnh xám trắng, không nhìn thấy đen nhánh con ngươi. Lại chậm rãi giãy giụa đầu, tựa hồ đang đánh giá Tiêu Phàm mỗi một người bọn hắn, Tiêu Phàm thậm chí đều có thể cảm nhận được, ma ngẫu có hai đạo ánh mắt lạnh lùng, chính bình tĩnh nhìn chăm chú tại trên mặt mình. Một cỗ cảm giác quỷ dị, từ Tiêu Phàm trong đầu bay lượn mà qua. Cỗ này ma ngẫu, có thể là không giống bình thường. Không chỉ là cảnh giới cực cao, có lẽ còn có chút cái khác quỷ dị chỗ. Đừng để nó xuất thủ trước, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Trước hết nhất từ trong kinh ngạc kịp phản ứng chính là Huệ Thiên Hào, trong tay lôi chùy một dương, chói mắt kim sắc thiểm điện, hướng sát ma ngẫu mãnh bổ mà đi, đồng thời ngón giữa tay trái cong lên, nhẹ nhàng bắn ra, một ngụm dài chừng vài tấc. Mắt thường khó phân biệt đen nhánh phi đao, tại kim sắc lôi điện thấp thoáng phía dưới, vô thanh vô tức hướng sát ma ngẫu vào tới. Mang trưởng quý cổ tay khẽ đảo, một ngụm ô trầm trầm trọng kiếm nắm trong tay. Nhìn qua, cái này kỳ thật chính là một đầu gậy sắt, cây gậy một mặt là vót nhọn, lưỡi kiếm thậm chí chưa khai phong, nói nó là một cây kiếm, thật sự có chút miễn cưỡng. Cái này ăn mặn kiếm xuất hiện thời điểm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một hàn, ngay cả nổi da gà tất cả đứng lên. Trọng kiếm không mũi, đại xảo nhược chuyết, đây tuyệt đối là một kiện hiếm thấy lưỡi dao. Trước đó, Tiêu Phàm chưa hề thấy mang trưởng quỹ sử dụng cái này binh khí, bây giờ đối mặt một bộ nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu, không chút do dự lấy ra ngoài, có thể thấy được hẳn là hắn đắc ý nhất vũ khí. Mang trưởng quỹ một nắm ở trọng kiếm, liền là gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự hướng hai tay giơ cao trọng kiếm, hướng sát ma ngẫu một kiếm đánh xuống. Ô ô, âm thanh bên trong, một cỗ gió lốc tịch đi lên. Thiên Diệu tiên tử không có xuất thủ, vẫn như cũ đứng tại Tiêu Phàm bên cạnh thân, ngưng thần đề phòng. Tiêu Phàm đem vảy rồng giáp cho Hắc Lân, lại muốn toàn lực bảo hộ Hắc Lân an toàn, Thiên Diệu tiên tử đối an toàn của hắn, lại là yên tâm không dưới. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có xuất thủ, hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên phía trước. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đều chưa từng đem thổ ma ngẫu triệu hoán đi ra trợ chiến, lại không biết là nguyên nhân gì. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kim sắc phích lịch chính giữa sát ma ngẫu trên đỉnh đầu, cao lớn sát ma ngẫu trong khoảnh khắc liền biến thành một cái kim quang lóng lánh điện nhân. Trừ cái đó ra, sát ma ngẫu nhưng không có biến hóa khác, tựa hồ kim sắc lôi điện mảy may cũng không đối với nó tạo thành tổn thương gì. Cùng lúc đó, suy, một tiếng, chuôi này giấu ở kim sắc lôi điện phía dưới đen nhánh phi đao, cũng không chút huyền niệm đánh trúng sát ma ngẫu, theo nó nách trái xuyên vào, từ sau lưng xuyên ra ngoài. Dưới nách trái chỉ có một đạo mắt thường khó phân biệt lỗ hổng, phía sau lưng lại mở ra to bằng miệng chén một cái lỗ thủng. Thẳng nếu là nhân loại tu sĩ bị này trọng thương, dù là tu vi lại cao, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Sát ma ngẫu lại chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tự hành nhược vô sự, ngược lại đưa tay phải ra, một thanh hướng đen nhánh phi đao bắt tới. Lúc này, mang trưởng quỹ trọng kiếm nhấc lên gió lốc, đã đến phụ cận, khoảnh khắc liền đem sát ma ngẫu càn quét trong đó. Răng rắc, đảo mắt gió lốc càn quét mà qua, truyền đến một chút thanh thúy vỡ vụn thanh âm, sát ma ngẫu cái chán, hiện ra một vết nứt. Đạo này vết dạn rất nhỏ, không chút nào thu hút, ánh mắt hơi kém một chút người, cơ hồ liền sắp không nhìn thấy. Ngay sau đó, lại là, răng rắc, một tiếng, sát ma ngẫu trên cánh tay, cũng xuất hiện vết dạn, đồng dạng rất nhỏ rất không đáng chú ý. Răng rắc, thanh âm nổi lên bốn phía, sát ma ngẫu toàn thân trên dưới. Khắp nơi đều xuất hiện vết rạn,
những này vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh mở rộng, thoáng qua liền trải rộng sát ma ngẫu toàn thân, lại một cái chớp mắt, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt sát ma ngẫu, liền hóa thành một đống sắt vụn, rầm rầm rơi lả tả trên đất. Nhưng mọi người đều cũng không có lộ ra mảy may vẻ mừng rỡ. Tiêu Phàm song mi giơ lên, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, đảo mắt đến đống kia sắt vụn trên không, toàn thân ngân hồ lập lòe, một cái cự đại lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy ngưng tụ mà ra, nháy mắt liền biến thành hơn một trượng phẩm chất, lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, mảy may cũng không tại Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long phía dưới. Tật, Tiêu Phàm cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng. Trong tiếng ầm ầm, lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt, trắng lóa lôi điện, ầm vang mà hạ. Thân là thổ ma ngẫu chủ nhân, Tiêu Phàm biết rõ ma ngẫu cường đại, không nhất cổ tác khí đưa chúng nó triệt để diệt sát, chỉ cần có một chút điểm cơ hội thở dốc, lập tức liền sẽ lần nữa khôi phục tới. Quyết không thể cho nó cơ hội này, chỉ bất quá, sự thật chứng minh, bọn hắn hay là đánh giá thấp cỗ này nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu thực lực. Ngay tại mậu thổ thần lôi oanh minh mà dưới thời điểm, kia một đống sắt vụn bỗng nhiên hóa thành từng giọt nước thép, như thủy ngân, nhanh chóng hướng dưới mặt đất thấm đi, qua trong giây lát liền biến mất phải sạch sẽ, ngay cả một điểm bóng dáng đều không nhìn thấy. Cỗ này ma ngẫu mặc dù nhìn qua là kim thuộc tính, lại tinh thông thuật độn thổ. Có lẽ, nguyên bản là hỗn hợp vật liệu luyện chế mà thành, không chỉ có kim thuộc tính thần thông, cũng hiểu được thổ thuộc tính thần thông. Mậu thổ thần lôi trùng điệp oanh trên mặt đất, lập tức đá vụn bay loạn, oanh ra một cái đường kính rộng chừng mấy trượng, sâu cũng đạt mấy trượng hố to, uy lực cực kỳ kinh người. Hắc hắc, các ngươi nếu là cảm thấy sắt ma ngẫu dễ đối phó như vậy, liền không khỏi quá ngây thơ. Hư giữa không trung, vang lên lần nữa giáo tôn âm trầm cười lạnh thanh âm. Đây cũng là quý giáo bảo vật trấn giáo ha. Xem ra đây cũng là đạo hữu thủ đoạn cuối cùng. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, khóe miệng hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, vẻn vẹn gần như vậy một bộ ma ngẫu lời nói. Dù là cảnh giới lại cao, thế nhưng dọa không được ai. Mặc dù Huệ Thiên Hào Đái Thành Long Tiêu Phàm ba người liên thủ, cũng chưa đem cỗ này ma ngẫu nhất cử diệt sát, nhưng cũng chứng minh, cái này ma ngẫu cũng không phải là không thể phá hủy. Đây đúng là bản tọa thủ đoạn cuối cùng. Bất quá, các ngươi nếu là cho rằng, sát ma ngẫu chỉ có như thế một điểm thần thông, vậy coi như 10 phần sai. Yên tâm, bản tọa sẽ để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút bản giáo bảo vật trấn giáo thủ đoạn chân chính. Ngôn từ ở giữa, đối cỗ này ma ngẫu tràn ngập tự tin. Lúc này, những cái kia còn lại kim đao lang sớm đã thối lui, cũng không có người lại để ý tới đứng tại Tiêu Phàm bên cạnh thân Hắc Lân. Chương 1253, hỗn chiến. Hừ, có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra. Chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào một kích thành công, dũng khí càng hào, quát lạnh nói. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên chỉ gặp, Âu Dương Minh Nguyệt trầm thấp nhắc nhở một tiếng. Chỉ tiếc, một tiếng này nhắc nhở, tựa hồ hơi trễ chút. Một thanh màu xám sắt lợi kiếm, bỗng nhiên từ dưới đất chui sắp xuất hiện đến, trực tiếp hướng Huệ Thiên Hào đâm tới, vô thanh vô tức, lại mau lẹ tuyệt luân. Bá, một tiếng, Huệ Thiên Hào hướng bên cạnh chớp nhoáng. Bất quá từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, rất rõ ràng không có dự liệu được loại tình hình này phát sinh. Trên thực tế, dạng này đấu pháp khá thấp cấp, tại đại tu sĩ cấp độ này, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có những cái kia cấp bậc rất thấp tu chân đệ tử, tranh đấu thời điểm mới có thể dùng được như thủ pháp này. Tại đại tu sĩ trước mặt, sử dụng dạng này chiêu số, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Bất quá lần này, loại chiến thuật này lại kém chút có hiệu quả. Chủ yếu vẫn là cùng huyễn trận có quan hệ. Tại huyễn trận tác dụng dưới, thổ ma ngẫu khí tức bị che giấu, yên tĩnh tiềm hành đến Huệ Thiên Hào dưới thân, Huệ Thiên Hào lại không phát giác gì. Nếu là ngang tay đối đầu, loại tình hình này tuyệt khó phát sinh. May mà Huệ Thiên Hào phản ứng thần tốc, mặc dù chuyện xảy ra vội vàng, hay là treo mà treo tránh đi sát ma ngẫu đánh lén. Vương bát đản, chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào vừa mới đứng vững thân thể, há mồm mắng to, chỉ nói ra ba chữ, kim quang lóe lên, hai đầu kim đao lang ma ngẫu bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xông ra. Nguyên bản Huệ Thiên Hào bên người chính là một mặt vách đá, dày đặc vô so, hết lần này tới lần khác cái này hai đầu kim đao lang liền từ vách đá bên trong toát ra, hai tay giơ cao. Hàn quang lẫm liệt. Dù là Huệ Thiên Hào thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lúc này cũng trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, trong tay lôi chùy lắc một cái, kim sắc phích lịch vào đầu đánh xuống. Đem toàn thân hắn đều bao phủ nó hạ. Loại này không khác biệt phòng ngự hiệu quả tự nhiên rất không lý tưởng, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng ở giữa,
cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Xuy xuy, hai tiếng giòn vang, Huệ Thiên Hào kêu rên lên tiếng, chỉ thấy kim sắc phích lịch bao phủ phía dưới, Huệ Thiên Hào trên thân lại trống rỗng nhiều hai đạo giả sắc. Phích lịch một tiếng, Huệ Thiên Hào thân thể bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt liền đến mấy trượng bên ngoài, thời khắc mấu chốt, Huệ Thiên Hào không chút do dự thi triển ra lôi độn thuật bên trong thuấn di thuật. Huệ Thiên Hào đối thuấn di thuật nghiên cứu cũng không sâu nhập, thậm chí còn không bằng từng bị Tiêu Phàm diệt sát Mộ Dung huynh đệ. Bất quá đã tu vi đến đại tu sĩ cảnh giới, đối thuấn di thuật nhất định có tu luyện. Hai đầu tập kích đả thương người kim đao lang ma ngẫu, nhưng lại không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới là đầu mình một cái bị thương, trước mặt mọi người, Huệ Thiên Hào mặt mũi này ném đến đủ lớn. Trong tay lôi chùy một dương, nháy mắt liền hội tụ ra một đạo thô to kim sắc lôi điện, không quan tâm, hướng kim đao lang biến mất địa phương mãnh bổ mà đi. Kỳ thật hắn cũng biết, thân ở huyễn trong trận. Làm như vậy hơn phân nửa là cực khổ mà vô công. Chỉ là khẩu khí này vô luận như thế nào đều núi không trôi, quản hắn có tác dụng hay không, trước bổ lại nói. Huệ huynh coi chừng, lúc này, Đái Thành Long một tiếng quát lớn. Đái Thành Long nặng kiếm nhất phung mạnh, liền hướng Huệ Thiên Hào lòng bàn chân mặt đất tật vỗ tới. Ngay tại điện quang thạch hỏa nháy mắt, một thanh màu xám sắt lợi kiếm mới từ mặt đất ngoi đầu lên, răng rắc một tiếng, liền bị Đái Thành Long trọng kiếm đánh trúng, chẻ thành hai đoạn. Trong chớp nhoáng rụt trở về, thuật độn thổ, Đái Thành Long hừ lạnh một tiếng, kia sát ma ngẫu cho bọn hắn cảm ứng, rõ ràng là canh kim thuộc tính ma ngẫu, ai ngờ lại như thế tinh thông thuật độn thổ. Xem ra cái này đã đến cuối cùng cảnh giới siêu cấp ma ngẫu, quả thật không giống bình thường. Nếu như là bên ngoài ở giữa, vô luận Đái Thành Long hay là Huệ Thiên Hào, tự nhiên có thể phi độn đến trong cao không, nhẹ nhõm tránh đi sát ma ngẫu đánh lén, cùng thứ này buông tay buông chân hảo hảo đánh một trận. Nhưng ở cái này lớn trong thần miếu, bị vây ở mê huyễn trong đại trận, phi độn không cửa, lập tức liền chói chân chói tay, khắp nơi bị động bị đánh. Hai tên đại tu sĩ từng có lúc nhận qua dạng này uất khí. Tiêu đạo hữu, đáp bạn ở đâu? Sao không mời hắn ra, cùng một chỗ đối địch? Đái Thành Long một bên hơi hơi nghiêng đầu, cảm ứng đến dưới mặt đất sát ma ngẫu động tính, một bên thấp giọng quát nói. Thân là đại tu sĩ, Đái Thành Long đối thuật độn thổ cũng không xa lạ gì. Chỉ chẳng qua hiện nay tình hình không rõ, hắn lại là tuyệt không dám tùy tiện liền thi triển thuật độn thổ, chui tiến vào dưới mặt đất đi cùng một bộ ma ngẫu tranh đấu. Nguy hiểm như vậy tính thực tế quá lớn, kém xa lưu tại đồng hồ an toàn. Vô luận như thế nào, trên mặt đất không chỉ hắn một người, còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này siêu cấp cao thủ tùy thời có thể xuất thủ tương trợ. Đã cái này sát ma ngẫu tinh thông thuật độn thổ, Đái Thành Long tự nhiên mà vậy liền nhớ tới Tiêu Phàm cỗ kia thổ ma ngẫu. Nói đến thuật độn thổ tinh thông, thổ ma ngẫu coi như thắng không nổi sắt ma ngẫu, chí ít cũng sẽ không thua nó, tuyệt đối là cái tốt giúp đỡ. Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, mời mang đạo hữu thứ lỗi, đáp bạn cùng thổ ma ngẫu, tạm thời không thể ra tay. Đái Thành Long song mi nhăn lại, mang theo tức giận nói, Tiêu đạo hữu, đến lúc này, người hẳn là còn có cái gì tư tâm không thành. Ngữ điệu trở nên có chút lạnh, ngày bình thường, Đái Thành Long mặc dù cũng không cùng Tiêu Phàm thân cận. Nhưng cũng khách khí. Tiêu Phàm ngậm miệng lại, không còn giải thích, chỉ là đứng tại Hắc Lân bên người, mảy may đều không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Hắc Lân càng là ngơ ngác đứng vững, không nhúc nhích, hai mắt mê ly, tựa hồ đối với hai người bọn họ ở giữa khập khiễng mắt điếc tai ngơ, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Thiên Diệu tiên tử đứng tại Hắc Lân khác một bên, cũng là nguy nhưng bất động. Nàng càng không có nghĩa vụ đi giúp Huệ Thiên Hào. Bỗng nhiên ở giữa, Âu Dương Minh Nguyệt ngón tay búng một cái, một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện bắn ra, tại Huệ Thiên Hào đỉnh đầu chợt lóe lên. Hai đầu vừa lộ ra non nửa thân thể kim đao lang ma ngẫu, chi chi, kêu loạn, đầu ngực cháy đen một mảnh, liên tục không ngừng hướng trong sương mù dày đặc rụt trở về. Coi chừng chút, cái này huyễn trận dung hợp không gian chi lực. Gảy ngón tay một cái đánh lui hai đầu kim đao lang ma ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt song mi cau lại, nhẹ nói. Đại trưởng lão, vậy ở chỗ này bị động nghênh chiến, sợ không phải cái biện pháp. Huệ Thiên Hào cực nhanh hướng trên người mình hai đạo giả sắc quét qua, truyền âm nói, ngữ khí có chút phiền muộn, lại hầm hừ hướng Tiêu Phàm bên kia nhìn một cái. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, cái này huyễn trận 10 điểm tinh xảo, xông vào là xông ra không được, các ngươi nhất định phải lại vì kia linh sủng tranh thủ chút thời gian. Huệ Thiên Hào cả giận nói, vật kia đáng tin cậy a. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện bắn ra. Chỉ thấy dưới mặt đất,
chẳng biết lúc nào nhô ra một chút xíu màu xám sắt mũi kiếm, cùng mặt đất gạch xanh nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Kim sắc thiểm điện nhìn như tinh xảo, uy lực to lớn, lại không chút nào tại Huệ Thiên Hào toàn lực kích phát Hạo Nhật Thần Lôi phía dưới. Hồ quang điện những nơi đi qua, tất cả màu xám sắt mũi kiếm nháy mắt hòa tan làm nước thép, nhanh chóng thấm xuống dưới đất không gặp. Nhưng mà một bên hư giữa không trung, kim đao lang ma ngẫu nhưng lại xông ra. Trong lúc nhất thời, ba tên đại tu sĩ cùng ma ngẫu đánh cái quên cả trời đất. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, không nhúc nhích Hắc Lân bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của mình. Nháy mắt hào quang tỏa sáng, một đạo giống như thực chất đen nhánh cột sáng, bỗng nhiên hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi, khí tức cường đại, xa không phải trước hai lần trước thật mắt chi quang có thể so sánh. Lờ mờ có thể thấy được, Tiêu Phàm tay phải, khoác lên Hắc Lân chỗ cổ đại truy trên huyệt. Hắc Lân người mang quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, tu sĩ tầm thường pháp lực, rất khó vì đó sử dụng. Nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối là một ngoại lệ, không chỉ bởi vì Tiêu Phàm cùng nàng tâm ý tương thông, càng ở chỗ Tiêu Phàm thể nội chân nguyên pháp lực, hơn phân nửa đều cùng ngân dực lôi bằng có quan hệ. Cùng là trời sinh thánh linh, lẫn nhau từ có chỗ giống nhau. Thật mắt chi quang chỗ bắn cái hướng kia, vốn là một cái tường cao, từ to lớn màu xanh tảng đá kiến tạo mà thành. Cột sáng những nơi đi qua, hư không xé rách, suy suy tiếng vang, to lớn màu xanh tảng đá, như là giấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Màu xanh tảng đá xé rách về sau, nồng vụ cuồn cuộn, lại bị thật mắt chi quang không khách khí chút nào quét dọn phải sạch sẽ. Một tên thân mặc áo bào trắng râu quai nón nam tử, tại trong sương mù dày đặc hiện thân mà ra, trên mặt cực nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, tựa hồ không tin mình chỗ ẩn thân đã bị người công phá. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, râu quai nón nam tử kinh ngạc lóe lên liền biến mất, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều một thanh hình thù kỳ quái pháp khí, toàn thân đen nhánh, lộ ra nồng đậm tà khí, nhẹ nhàng vung mạnh, liền hướng thật mắt chi quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, nhìn như vô thanh vô tức thật mắt chi quang, cùng toàn thân đen nhánh pháp bảo đụng vào nhau, bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa bạo liệt thanh âm. Giống như thực chất cột sáng, nổ tung, tứ tán bay vụt. Râu quai nón nam tử trên mặt nguyên bản khắp không quan tâm thần sắc cũng nháy mắt biến mất, lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc. Đối rõ ràng chỉ là một đầu hóa hình sơ kỳ linh thú, cái gọi là thiên phú thần thông cũng bất quá là quỳ thủy mặc kỳ lân bản mệnh thần thông một điểm ra mau mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng tiện tay liền có thể đem cái này cột sáng một kích mà tán, ai ngờ vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Hắn mặc dù vẫn chưa dốc hết toàn lực, lại cũng đã đầy đủ khiến người giật mình. Mà lại thật mắt chi quang bên trong ẩn chứa quang minh lẫm liệt khí tức, cũng làm cho hắn có chút không hiểu. Thật mắt mặc kỳ lân cố nhiên tại trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên, lại không phải chính đạo tông môn thủ hộ thần linh, thiên phú thần thông cũng cùng chính đạo công pháp hào không liên quan. Hắc Lân thật mắt chi quang ẩn chứa chính đạo khí tức, lại tựa hồ như đối pháp bảo của hắn có thiên nhiên khắc chế kỳ hiệu. Bất quá loại trình độ này khắc chế chi lực, với hắn mà nói, tự nhiên sẽ không thật hình thành bao lớn uy hiếp. Chỉ là, hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, nhưng còn xa không phải Hắc Lân một vị. Ngay tại Hắc Lân xé mở huyễn trận nháy mắt, bóng trắng lóe lên, phích lịch điếc tai, một bộ áo trắng, tóc trắng bay múa Âu Dương Minh Nguyệt, trong chớp nhoáng liền đến bên người của hắn, chu cái miệng nhỏ. Một viên tấc hơn lớn cổ phác hương đồng bắn ra, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, phóng xạ ra kim quang vạn đạo. Phỏng chế linh bảo, râu quai nón nam tử lấy làm kinh hãi. Phỏng chế linh bảo cố nhiên hiếm thấy, lấy hắn Tây Nhung giáo giáo tôn thân phận, nhưng cũng không thế nào kinh ngạc. Chỉ bất quá, Âu Dương Minh Nguyệt cái này cổ phác hương đồng bỗng nhiên bạo phát đi ra khí tức thực tế quá mạnh, uy áp thực tế quá nặng, ngay cả hắn đều cảm thấy cực độ uy hiếp. Tại cái này cường đại phỏng chế thông huyền linh bảo toàn lực công kích phía dưới, một cái ứng đối không thích đáng, dù coi như là hắn, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc rơi. Chương 1254, oanh vì bột mịn. Râu quai nón nam tử không hổ là Tây Nhung giáo giáo tôn, phản ứng cực nhanh, Âu Dương Minh Nguyệt vừa một tế ra Hạo Dương bảo kính, lập tức liền dưới chân trượt đi, phía bên trái chớp nhoáng. Đúng lúc này, giáo tôn chỉ cảm thấy hai chân mắt cá chân siết chặt. Tựa như đột nhiên bị tròng lên hai đạo vòng sắt, hai cái đùi phảng phất nặng hơn vạn cân, ngay cả nửa phân đều di động không được. Gấp vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chân trên mắt cá chân, không biết lúc nào thêm ra hai con thổ bàn tay lớn màu vàng, một mực cầm hai chân của hắn. Thổ ma ngẫu, trải qua nhiều lần thăng cấp thổ ma ngẫu, mặc dù chưa đặt chân nguyên anh hậu kỳ, cũng đã đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, riêng lấy man lực mà nói,
chỉ sợ đại đa số nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn cam bái hạ phong. Huống chi, Nhung Vu cho tới bây giờ đều không lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng. Giáo tôn dù nhưng đã ở vào hậu kỳ cảnh giới đại thành, luận tu vi chi thâm hậu, không chút nào tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới, trong lúc nhất thời, lại vô luận như thế nào đều dẫy dụa mà không thoát thổ ma ngẫu đại thủ. Siêu siêu, Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đồng thời thoát khỏi tàu điện ngầm ma ngẫu cùng Kim Đao Lang ma ngẫu dây dưa, nhanh như thiểm điện đến giáo bên tôn thân, nhất cử lôi chùy, một dương trọng kiếm, không chút khách khí, hướng giáo tôn vào đầu chấn sát mà hạ. Giáo tôn, chấm ngoặc kép, đại hộ pháp thấy thế quá sợ hãi, một tiếng kinh hô, cấp tốc hướng giáo tôn bên này bổ nhào mà đến, hy vọng có thể trợ giáo tôn một chút sức lực. Bất quá cho dù tình hình khẩn cấp như vậy, đại hộ pháp vẫn như cũ duy trì đầu não tỉnh táo, thời khắc đều không quên mất mượn nhờ huyễn trận chi lực che lấp thân hình của mình. Dù là như thế, cũng vẫn hay là có người nhìn ra hành tung của hắn. Bên người không khí một trận gợn nước ba động, một đạo cao lớn thân ảnh màu trắng hiện thân mà ra, chính là Tiêu Phàm, đồng thời nháy mắt liền đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông kích phát đến cực hạn. Long tượng nặng tay, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, đón đại hộ pháp, một trưởng đánh ra. Lập tức kình phong gào thét, đất rung núi chuyển, thậm chí ngay cả không khí bốn phía tựa hồ cũng bị bóp méo, phát ra dị dạng như tê liệt nhọn tiếng khóc. Đại hộ pháp sắc mặt đột biến, cho tới nay, hắn đều không thế nào thật lưu ý Tiêu Phàm, bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm cũng là một đoàn người bên trong cấp bậc thấp nhất. Chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi mà thôi, đại hộ pháp tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm, như thế nào lại coi là thật đem một tên vẻn vẹn chỉ có trung kỳ cảnh giới hậu sinh vãn bối quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ là trăm ngàn không nghĩ đến, Tiêu Phàm luyện thể thuật cư nhiên như thế cường hoành. Làm một tên nguyên anh hậu kỳ Nhung Vu, đại hộ pháp cả đời này, nhất xem thường chính là luyện thể sĩ. Hắn thấy, phàm là tu luyện luyện thể thuật ra hỏa đều là chút dã man nhân, kỹ thuật hàm lượng, quá thấp, người coi như đem luyện thể thuật luyện đến cực hạn. Chẳng lẽ nhục thân cường hoành còn có thể thắng được ma ngẫu? Đã mệt gần chết, hao phí vô số tinh lực thời gian, cuối cùng nhục thân cường hoành còn không bằng một bộ ma ngẫu. Kia cần gì phải lãng phí thời gian. Nhưng ở bỗng nhiên kiến thức đến Tiêu Phàm long tượng nặng tay về sau, đại hộ pháp bỗng nhiên ý thức được. Mình có lẽ là sai lầm, chỉ ít có điểm vơ đũa cả nắm. Nguyên lai luyện thể thuật luyện đến cực hạn, thật là đại sát chiêu. Nếu như vẻn vẹn như thế, cũng là thôi. Đại hộ pháp mới sẽ không cùng người liều mạng luyện thể thuật. Không thể trêu vào còn không trốn thoát ra. Mấu chốt ở chỗ, Tiêu Phàm thời cơ xuất thủ. Phương vị đều nắm chắc phải phi thường đúng chỗ. Quá kén ăn, đại hộ pháp ỷ có huyễn trận yểm hộ, cơ hồ là tốc độ cao nhất hướng giáo tôn bên kia bắn vọt, không có chút nào lưu thủ. Tiêu Phàm bỗng nhiên bên trong đâm nghiêng giết ra, không chút do dự liền cho hắn một chưởng hung ác. Đừng bảo là đại hộ pháp liên tục né tránh thời gian đều không có, nhìn qua căn bản chính là đại hộ pháp mình ngạnh sinh sinh hướng Tiêu Phàm trước mặt góp, kéo đều kéo không ngừng. Về phần Tiêu Phàm vì cái gì có thể đem thời cơ cùng phương vị nắm chắc phải như thế đúng chỗ, lúc này, đại hộ pháp nơi nào còn có tâm tư đi suy đoán nội tình. Hô hấp ở giữa, đại hộ pháp liền cảm ứng được long tượng nặng tay cự lực, khí vì đó tắc nghẽn, thậm chí ngay cả toàn thân xương cốt đều phát ra, kéo kẹt, tiếng nổ vang. Vô luận đại hộ pháp trong đầu có tình nguyện hay không, đến cái này quan trọng trước mắt, cái khác tất cả tuyệt chiêu đều làm không lên. Chỉ có thể cùng cái này hắn ngày bình thường coi thường nhất mắt luyện thể sĩ cứng đối cứng. Bất quá tại ngạnh giang trước đó, đại hộ pháp hay là làm đủ khả năng cuối cùng cố gắng, tia sáng màu vàng lóe lên, một ngụm hình tròn mộc thuẫn tại đại hộ pháp trong tay nổi lên, tràn đầy mộc thuộc tính chí bảo tươi mát phiêu giật, cái này miệng mộc thuẫn, mặc dù lực phòng ngự không yếu, nhưng nguyên bản cũng không phải là dùng cho chém giết gần người bảo vật. Chỉ là dưới mắt, đại hộ pháp không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Răng rác, đại hộ pháp vừa một tế ra mộc thuẫn, liền đã ngạnh sinh sinh nghênh tiếp Tiêu Phàm long tượng nặng tay. Kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mặt này lực phòng ngự không kém mộc thuẫn, tại long tượng nặng tay cự lực phía dưới, cơ hồ liền một lát đều không thể chèo chống, lúc này liền xuất hiện vô số vết rách, sau một khắc liền bị long tượng nặng tay đánh cho vỡ nát, hóa thành từng mảnh khối gỗ nhỏ, lại hóa thành mảnh tiểu nhân mảnh gỗ vụn. Là triệt để phấn thân toái cốt, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Sau đó, đại hộ pháp liền không che không đậy nghênh tiếp luồng sức mạnh lớn đó. Lấy Tiêu Phàm tại luyện thể thuật bên trên tạo nghệ, dù coi như là long tượng tổ sư trùng sinh, tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng thi triển không ra như thế uy mãnh bá đạo long tượng nặng tay. Cứng đối cứng kết cục không có chút nào ngoài ý muốn.
tiếng rên rỉ bên trong, đại hộ pháp như là diều bị đứt dây, hướng nơi xa ngã xuống ra ngoài, thân giữa không trung, liền, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay sau đó lại là chiếc thứ hai cái thứ ba máu tươi không dứt phun ra, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc nháy mắt trở nên tái nhợt không máu. Chỉ trong một chiêu, đại hộ pháp vị này nguyên anh hậu kỳ lớn Nhung Vu liền đã trọng thương. Đại hộ pháp thân thể, đánh vỡ một cái đình nghỉ mát, bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mê huyễn đại trận vẫn luôn tại vận chuyển, may mắn được như thế, đại hộ pháp mới có thể thu được quý giá cơ hội thở dốc. Nếu lúc này Tiêu Phàm lại cùng lên đến cho hắn đến một chiêu long tượng nặng tay, đó là thật không chịu đựng nổi. Chỉ bất quá đại hộ pháp lại không nghĩ rằng, phân phối, tới đối phó hắn, không chỉ Tiêu Phàm một người. Bay ra mấy chục trượng về sau, kia cỗ to lớn cự lực mới dần dần biến mất, đại hộ pháp thật vất vả đứng vững bước chân, vừa định điều tức vận khí, há miệng, nhưng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khỏi phải điều tra, giữa không trung thời điểm, đại hộ pháp liền biết mình xương sườn cơ hồ tất cả đều đoạn mất, tạng phủ đều bị thương cực nặng. Như là phàm nhân hoặc là cấp thấp tu sĩ, trọng thương như thế, sớm đã mất mạng, nơi nào còn có nửa phân chỗ trống để né tránh. Nhưng đối với tu sĩ cấp cao, nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, cái này cũng vẫn chỉ là vết thương da thịt mà thôi, xa không đến chết. Đại hộ pháp nhấc lên đan điền pháp lực, đem toàn thân trên dưới vô một chỗ không đau kịch liệt giác quan kích thích ngạnh sinh sinh ép xuống, liền muốn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra liệu thương đan thuốc đến ăn vào. Trong lúc này, tự lo còn không rảnh, vô luận như thế nào đều chú ý không đến giáo tôn tình hình bên kia. Nghĩ đến lấy giáo tôn chi có thể, hẳn là có thể ứng phó được đến a. Lại chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa hư không bị thật mắt chi quang lần nữa xé rách, một đạo áo đen váy đen bóng người thanh tú động lòng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa, chính là Thiên Diệu Tiên Tử, mà tại Thiên Diệu Tiên Tử bên người, thì đồng dạng thanh tú động lòng người đứng một tên đại mỹ nữ Hắc Lân. Đại hộ pháp một trái tim, lập tức cấp tốc chìm xuống dưới. Bình thường tình hình dưới, hắn cũng không e ngại Thiên Diệu Tiên Tử, dù coi như lại thêm một cái nguyên anh sơ kỳ cảnh giới Hắc Lân. Cũng vấn đề không lớn, cũng có thể quần nhau một phen. Chỉ là, tình hình bây giờ thực tế quá không bình thường, hắn đã trọng thương mang theo. Nếu như không lập tức uống thuốc chữa thương, chỉ sợ vết thương da thịt cũng lại biến thành trở ngại. Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử cùng Hắc Lân nhiệm vụ, liền là đối phó đại hộ pháp. Thậm chí Âu Dương Minh Nguyệt còn không cần bọn hắn đánh bại đại hộ pháp, chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Về phần giáo tôn, thì có 4 tên hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời xuất thủ đối phó. Mặc dù giáo tôn cùng đại hộ pháp đều là nguyên anh hậu kỳ lớn Nhung Vu, nhưng giáo tôn trên thân lộ ra khí tức, rõ ràng so đại hộ pháp mạnh hơn nhiều, cùng Âu Dương Minh Nguyệt tương xứng, đã ở vào đại tu sĩ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần lại hướng phía trước nửa bước, liền có thể bước vào ngộ linh kỳ. Có thể hay không trở thành ngộ linh kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn thực lực không quan hệ, chỉ cùng trong cõi U Minh Thiên Ý tương quan. Không hề nghi ngờ, giáo tôn mới là Tặc Vương. Đánh bại đại hộ pháp, vấn đề không sẽ có được căn bản giải quyết, duy chỉ có đánh bại giáo tôn, hết thảy vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng. Âu Dương Minh Nguyệt an bài chiến thuật, hay là rất hợp lý. Đối phó giáo tôn dạng này một cùng một cường địch, liền phải vừa ra tay liền đánh bại hắn, không thể để cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Vạn nhất để giáo tôn bỏ chạy, bọn hắn muốn sống đi ra cái này Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, chỉ sợ thật chỉ là mơ mộng hão huyền. 4 tên đại tu sĩ toàn lực xuất thủ. Trong đó còn bao gồm Âu Dương Minh Nguyệt dạng này đỉnh cấp cao thủ, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Huống chi, giáo tôn còn bị thổ ma ngẫu cầm cố lại hai chân, hoãn gấp ở giữa, căn bản là không tránh thoát, thậm chí liền thi triển thuật độn thổ đến dưới mặt đất cùng thổ ma ngẫu, đối bóp, đều khó mà làm được, thổ ma ngẫu sớm đã đem hắn xung quanh thổ biến thành tường đồng vách sắt. Đối với tinh thông thuật độn thổ ma ngẫu mà nói, muốn làm đến điểm này cũng không hề làm khó. Đối mặt Tiêu Phàm, long tượng nặng tay, đại hộ pháp trong lúc vội vã còn tế ra một kiện mộc thuẫn, thoáng ngăn cản một chút, giáo tôn thậm chí ngay cả công phu như vậy đều không có. Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm đang đợi cơ hội như vậy, bây giờ cơ hội giáng lâm, lại nơi nào sẽ bỏ lỡ. Đại trưởng lão cùng người giao thủ, kinh nghiệm chi phong phú, quả thực không cùng luân so. Oanh, Hạo Dương bảo kính bên trên bắn ra một cỗ thô to kim sắc lôi trụ. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt bình thường tế ra tinh xảo lôi điện hoàn toàn khác biệt, đầu này lôi trụ bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Nàng cùng giáo tôn gần trong gang tấc, dạng này gần khoảng cách, giáo tôn không có khả năng có bất kỳ né tránh chỗ trống. Trong nháy mắt, thô to kim sắc lôi trụ liền trùng điệp đánh vào giáo tôn trên thân, xoẹt một tiếng, giáo tôn toàn thân trên dưới,
lập tức đều bao phủ tại kim sắc lôi điện bên trong. Cùng lúc đó, Huệ Thiên Hào tế ra Hạo Nhật Thần Lôi cùng Đái Thành Long Vô Phong trọng kiếm tế ra Mạnh Đại Sát Chiêu, cũng công bằng, chính giữa giáo tôn. Trong chốc lát, kim quang lóa mắt, kình phong như đao. Giáo tôn bị bao phủ hoàn toàn, cái gì đều không nhìn thấy. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ, kim sắc lôi điện cùng kình phong mới chậm rãi biến mất, lộ ra ở giữa tình hình. Không gặp, nguyên địa giống tuếch, rốt cuộc nhìn không thấy giáo tôn cái bóng. Tên này đường đường nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong lớn nhung vu, cứ như vậy bị triệt để diệt sát, ngay cả một điểm bụi bặm cùng vết tích đều chưa từng lưu lại. Thậm chí, ngay cả giáo tôn cuối cùng một tia khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1255, Ngộ Linh kỳ hợp thể ma ngẫu. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn đối lực công kích của chính mình đều cực kỳ tự tin, lại cũng không cho rằng liên thủ một kích, liền có thể khiến một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới siêu cấp đại tu sĩ hôi phi yên diệt, cái gì đều không thừa hạ. Nhung Vu cố nhiên cũng không lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng, nhưng nếu không được cũng nên có nguyên thần lưu lại. Thế nhưng là, nếu là tại bốn người liên dưới tay, giáo tôn thế mà còn có thể bình yên vô sự địa độn đi, vậy thì càng không hợp thói thường. Nếu như trọng thương mà chạy, mới nhất hợp đạo lý. Dưới mắt dạng này, không rõ sống chết, đừng bảo là thi thể, ngay cả cặn bã cũng không thấy, thật đúng là khiến người khó mà tác giải. Bên kia toa, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử lại không tâm tư để ý tới bên này, chỉ lo đối đại hộ pháp đuổi đánh tới cùng, một chiêu hung ác như một chiêu, nửa điểm cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Đại hộ pháp bị Tiêu Phàm một kích trọng thương, từ đầu đến cuối đằng không ra thời gian đến thổ nạp chữa thương, muốn thoát thân mà đi, lại bị Tiêu Phàm hai vợ chồng kéo chặt lấy. Chỉ có thể kiên trì, từ chết đến lết. Chỉ bất quá mỗi gánh một chiêu, thương thế liền tăng thêm một phân. Cứ như vậy đánh xuống, coi như không bị đánh chết tại chỗ, chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Các ngươi xông đại hỏa, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đại hộ pháp một bên kiệt lực ứng phó Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử công sát, một bên thở hào hển kêu lên, tiếng ho khan bên trong, khóe miệng bọt máu biểu bay, từng có lúc, đại hộ pháp chật vật như thế qua. Bất quá nhìn ánh mắt của hắn, lại tựa hồ như không giống như là nói chuyện giật gân. Các ngươi triệt để chọc giận giáo tôn, các ngươi đều phải chết, thật sao, vậy chúng ta trước hết giết ngươi. Âu Dương Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, từ tốn nói. Đại trưởng lão tự nhiên là vô cùng có quyết đoán người, cứ việc đối giáo tôn sinh tử còn nghi vấn, nhưng cũng trong nháy mắt làm ra quyết định, chuẩn bị lập tức quá khứ, hiệp trợ Tiêu Phàm Thiên Diệu Tiên Tử đem đại hộ pháp nhất cử diệt sát. Cái này mê huyễn đại trận lợi hại hơn nữa. Không người chủ trì. Lấy Hắc Lân Thiên Phú thần thông, muốn công phá cũng không phải nhiều khó khăn. Mặc dù hãm thân tại Tây Nhung giáo tổng đàn, nhưng mà chỉ muốn tiêu diệt giáo tôn cùng đại hộ pháp, liệu tất còn có thể thuận lợi thoát thân. Đang lúc Âu Dương Minh Nguyệt dưới chân đồn quang cùng một chỗ, đã sắp qua đi tương trợ. Lại bỗng nhiên đè lại bước chân, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long cũng cùng một chỗ dừng lại thân hình, nghi hoặc hướng phải phía trước nhìn lại. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên tại cái hướng kia bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, chính là xuất từ sát ma ngẫu, nhưng cường đại trình độ, lại cùng lúc trước sát ma ngẫu không thể so sánh nổi. Oanh, kia một mảnh trên đất bàn đá xanh đột nhiên nổ tung. Đá vụn bay loạn, một con màu xám sắt cực đại thiết quyền, bỗng nhiên oanh ra, mang theo vô biên bá khí. Ngay sau đó, sát ma ngẫu toàn bộ thân hình đều từ dưới đất đứng lên. Thân cao hơn một trượng, ở trên cao nhìn xuống. Quan sát Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, nguyên bản xám trắng song trong mắt. Lóng lánh huyết hồng ngọn lửa, tựa như hai đoàn quỷ như lửa. Khiến người gặp một lần phía dưới, liền kìm lòng không đặng trong lòng bỡ ngỡ. Ngộ Linh kỳ, chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào gắt gao tiếp cận cỗ kia sắt ma ngẫu, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Trước mắt cỗ này ma ngẫu, lại nhưng đã đột phá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Đạp tiến vào hiểu Linh kỳ. Mặc dù tựa hồ còn không phải chân chính ngộ linh tu sĩ, nhưng kia cỗ khinh người khí thế, lại đập vào mặt. Dù coi như còn so ra kém bọn hắn tại thiên chi cuối cùng gặp phải nghiễm lực lão tổ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bọn hắn đồng thời ở bộ này ma ngẫu trên thân cảm ứng được giáo tôn khí tức. Chẳng lẽ, giáo tôn cùng sát ma ngẫu hợp thể rồi? Liên tưởng đến sau một khích, giáo tôn, hài cốt không còn, lập tức để người cảm thấy khả năng này cực cao. Tiểu bối, các ngươi triệt để chọc giận ta. Từ sát ma ngẫu miệng bên trong, vang lên tiếng ong ong, nộ khí trùng thiên. Chính là giáo tôn, cũng không trách giáo tôn phẫn nộ, hắn thân là nhất giáo chi chủ,
uy trấn Tây Nhung Thảo Nguyên mấy trăm năm, dưới trướng Nhung Vu số lượng hàng trăm ngàn, Tây Nhung Thảo Nguyên ngàn tỷ sinh linh, đối với hắn quỷ bái, tôn thờ. Nơi nào sẽ nghĩ đến, một ngày kia sẽ tại mình tổng đàn, bị một đám kẻ ngoại lai triệt để diệt sát thân thể. Nếu không phải mấy năm trước đó, mình may mắn đến cực điểm lĩnh hội nguyên thần xuất khiếu cùng ma ngẫu hòa làm một thể tuyệt thế thần thông, lần này cái này bổ nhào thật là cắm lớn. Thân thể đã diệt, tại những này kẻ ngoại lai sắc bén thần thông sấm xét phía dưới, nguyên thần có thể hay không bình yên đào thoát, thật đúng là ẩn số. Không cẩn thận, kém chút lật thuyền trong mương, ta muốn đem các ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, vang lên, mặc dù cũng không thế nào vang dội, nhưng ở trận mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, chính là xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt miệng. Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp khóa chặt tại sát ma ngẫu trên thân, từ tốn nói, các hạ ngược lại là rất biết dọa người, người cái này hợp thể chi thuật cũng rất kỳ diệu, cũng không biết, dạng này trạng thái, người có thể kiên trì bao lâu. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, nàng tự nhiên nhìn ra được, giáo tôn trước mắt cũng không phải là chân chính ngộ linh kỳ cảnh giới, chỉ là cưỡng ép cất cao đến ngộ linh kỳ trạng thái, chân thực sức chiến đấu, cùng ngộ linh kỳ tu sĩ tương đối mà nói, hay là có nhất định chênh lệch. Bọn hắn nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tập hợp một chỗ, dù coi như đối mặt chân chính ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, cũng có lực đánh một trận. Nếu không được cũng có thể chạy mất mấy cái. Chân chính nhưng lo người, là ma ngẫu biến thái lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực. Một bộ thực lực đến gần vô hạn ngộ linh kỳ ma ngẫu, lại thêm siêu cấp chữa trị năng lực, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cùng Ứng Linh Trạch đều đã từng nói, nguyên thần không thể tại ma ngẫu bên trong đợi lâu, không có nhục thân tẩm bổ, nguyên thần tại ma ngẫu thể nội, sẽ bị cấp tốc suy yếu, cuối cùng bị ma ngẫu đồng hóa, biến thành ngơ ngơ ngác ngác cái xác không hồn. Giáo tôn cười lạnh một tiếng, nói, dù là kiên trì thời gian lại ngắn, thu thập các ngươi mấy cái này kẻ ngoại lai cũng đầy đủ. Từ ngữ khí của hắn nghe tới, hắn tựa hồ cũng không lo lắng nguyên thần suy yếu vấn đề, có lẽ bọn hắn Tây Nhung giáo luyện chế ma ngẫu 10 điểm đặc biệt, không giống bình thường, có thể thay thế nhục thân tẩm bổ nguyên thần. Lại có lẽ, hắn mặc dù phi thường lo lắng, cũng không tại địch nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt ngậm miệng lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi hướng Tiêu Phàm bên kia dựa sát vào. Lúc này, đoàn người vẫn như cũ hãm tại huyễn trong trận, lại muốn ứng đối cái này biến thái hợp thể ma ngẫu, cục diện coi là thật không thể lạc quan. Nếu như Tiêu Phàm cùng hắn kia con linh sủng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây chính là ngay cả một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử đối bên này phát sinh hết thảy, lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là đồng thời gấp rút đối đại hộ pháp công kích. Tiêu Phàm lần nữa đem thiết bối đao lang phóng ra. Nếu như tại bình thường, hai đầu tam giai đại thành thiết bối đao lang, cũng không 10 điểm đặt ở một tên nguyên anh hậu kỳ lớn Nhung Vu trong mắt, nhưng trước mắt tình hình này, tự có coi là chuyện khác. Đối mặt hai người tấn mãnh công kích, đại hộ pháp vốn là đỡ trái hở phải, ngăn cản không nổi, bây giờ lại đụng tới cái này tiến thối như điện thiết bối đao lang, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Suy suy, âm thanh bên trong, đại hộ pháp toàn thân máu tươi văng khắp nơi, nếu không phải hắn dốc hết toàn lực né tránh, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị thiết bối đao lang tháo thành 8 khối. Dù là như thế, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, khoảnh khắc liền vết thương chồng chất. Giáo tôn, cứu ta! Chấm ngoặc kép, hiển nhiên Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử đồng loạt giết tới, đại hộ pháp cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, đành phải vứt xuống mặt mũi, vứt xuống thận trọng, kêu to cầu viện. Cũng may hướng giáo tôn cầu viện, cũng không mất mặt. Hừ, lúc này, hợp thể ma ngẫu rốt cục động, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, thân thể cao lớn lóe lên, bỗng nhiên liền lướt ngang mấy chục trượng, thoáng qua đến Tiêu Phàm bên người. Tiểu bối, người quá phách lối. Chấm ngoặc kép, giáo tôn ngữ khí rất là bất thiện, cũng không trách giáo tôn lửa giận bừng bừng phấn chấn. Tiểu bối này bất quá là chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại xen lẫn trong một đống lớn giữa các tu sĩ, còn không biết giấu tài. Vậy mà hướng một tên lớn Nhung Vu ra tay đánh nhau, muốn giết hắn trợ thủ đắc lực nhất, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lớn lối như thế tiểu bối, giáo tôn há có thể dung hắn? Giáo tôn xuất thủ vừa nhanh vừa độc, nhưng lại 10 điểm đơn giản thô bạo, chính là một quyền hướng Tiêu Phàm oanh ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, càng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, một quyền chính là một quyền. Chỉ bất quá một quyền này, lại xen lẫn hợp thể ma ngẫu 10 thành kinh lực. Mặc dù Tiêu Phàm tại Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ bên trong xem như một cái tồn tại đặc biệt, đại đa số Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí cùng phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ đối đầu, Tiêu Phàm cũng chưa chắc liền rơi vào hạ phong.
nhưng mà đối mặt cái này đến gần vô hạn ngộ linh kỳ hợp thể ma ngẫu, song phương thực lực chênh lệch hay là quá xa. Thực lực tuyệt đối sẽ tạo thành tuyệt đối nghiền ép, ỷ mạnh hiếp yếu, giáo tôn đương nhiên phải khai thác loại này vừa nhanh vừa độc thô bạo phương thức. Một tên tráng hán đánh một đứa bé, còn cần dùng đến cái gì kỹ xảo a? Hợp thể ma ngẫu động tác nhanh như thiểm điện, đừng bảo là ở xa mấy chục trượng bên ngoài Âu Dương Minh Nguyệt mấy người tới không kịp cứu giúp, dù coi như là gần trong gang tấc Thiên Diệu tiên tử, cũng không kịp cứu viện. Đại hộ pháp không hổ là hậu kỳ lớn nhung vu, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, mắt thấy giáo tôn sát tướng tới, nhưng lại không bị động chờ đợi viện thủ, mà là lập tức phản thủ làm công, cuốn lấy Thiên Diệu tiên tử, để nàng đằng không xuất thủ tới lui giúp Tiêu Phàm. Đánh trận tiêu diệt, liền muốn tập trung ưu thế tuyệt đối lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân, nhất cử diệt địch. Tiêu Phàm, hai nữ nhân đồng thời lên tiếng kinh hô, một cái tiếng kinh hô là xuất từ Thiên Diệu tiên tử, một cái khác lại là xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt. Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long không khỏi ngạc nhiên quay đầu, nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, cực nhanh hiện lên một vòng khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn vậy mà từ Âu Dương Minh Nguyệt trong thanh âm nghe ra dị dạng. Cứ việc cái này dị dạng lóe lên liền biến mất, lại làm sao có thể giấu giếm được những này sống mấy trăm năm lão giang hồ. Mặc dù Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đều là oai hùng đại hán, đối nam nữ hoan ái sự tình cũng không ưa, nhưng mà lại cũng không biểu hiện bọn hắn không hiểu được những thứ này. Đều là nhân tinh, đương nhiên, cũng có thể lý giải Âu Dương Minh Nguyệt lo lắng Tiêu Phàm an toàn, là bởi vì phá trận cần, ngày sau tầm bảo cũng vẫn là cần hắn thần toán. Nhưng vừa rồi, Âu Dương Minh Nguyệt nhắc nhở Huệ Thiên Hào thời điểm, lại chỉ nói cẩn thận, hai chữ, lần này là gọi thẳng Tiêu Phàm danh tự, cùng Thiên Diệu tiên tử đồng dạng, thốt ra. Ở trong đó khác nhau, cho dù ai đều phân biệt ra được. Chẳng lẽ, Huệ Thiên Hào quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Cái này thực sự quá hoang đường. Kia vô cực tiểu tử, có tài đức gì, phối có như thế diễm phúc. Chỉ tiếc, lúc này, kia, diễm phúc khôn cùng, vô cực tiểu tử, lại toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản liền vô tâm đến suy nghĩ những này lưu luyến diễm lệ. Địch quyền còn tại mấy trượng bên ngoài, liền đã quyền phong Phật thể, ép tới khí đều không kịp thở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1256, lại gặp Dương Quan ba chồng. Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, không tránh không né, đón hợp thể ma ngẫu thiết quyền, cũng là một quyền vung ra. Cuồng phong gào thét, đang cùng Thiên Diệu tiên tử chiến đấu đại hộ pháp sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được Tiêu Phàm một quyền này bên trong uy lực cực lớn, thậm chí càng tại hướng hắn xuất kích một chiêu kia, lòng tượng nặng tay, phía trên. Thiên Diệu tiên tử cũng hơi biến sắc, Tiêu Phàm một kích này uy lực, đã vượt qua Thiên Diệu tiên tử chỗ nhận biết bất luận cái gì một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cực hạn, thậm chí không ít phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ, tiện tay một kích cũng chưa chắc có uy năng như thế. Mặc dù nàng cùng Tiêu Phàm có vợ chồng chi thực, lại cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm công lực, lại nhưng đã tinh tiến vào đến thế. Chỉ bất quá một kích này, khẳng định cạn kiệt Tiêu Phàm toàn lực. Thiên Diệu tiên tử hoàn toàn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm một quyền vung đi, thể nội chân nguyên pháp lực cơ hồ nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Đây tuyệt đối là liều mạng đấu pháp, bình thường không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ, bao quát cấp thấp tu sĩ ở bên trong, sẽ sử dụng dạng này đấu pháp. Thực tế quá nguy hiểm, một kích đem thể nội chân nguyên pháp lực đều hao hết, sau một kích, nếu như chưa có thể đắc thủ, chẳng khác nào khoanh tay chịu chết. Dù coi như có linh thạch cực phẩm nơi tay, cũng không có khả năng nháy mắt liền đem tiêu hao sạch sẽ pháp lực bổ đầy. Dạng này chiêu số, hoàn toàn chính là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, song phương cảnh giới thực tế cách biệt quá xa, dù là Tiêu Phàm liều mạng, hắn một kích này uy lực, cùng đến gần vô hạn ngộ linh kỳ cảnh giới hợp thể ma ngẫu tương đối mà nói, hay là không thể so sánh nổi, đừng bảo là đối cứng hợp thể ma ngẫu một kích, liền xem như hơi chỉ trệ một điểm đối phương thế công, đều lực có chưa đến. Nhưng mà, tiếp xuống để Thiên Diệu tiên tử đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tại vung ra một quyền về sau, Tiêu Phàm thế mà ngay sau đó lại bỗng nhiên đánh ra quyền thứ hai. Kình phong phá mặt như đao, uy lực của một quyền này, vậy mà mảy may cũng không tại quyền thứ nhất phía dưới. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tiêu Phàm quyền thứ nhất rõ ràng đã hao hết toàn thân pháp lực. Có thể nào tại dạng này ngắn ngủi nháy mắt, lập tức lại đem pháp lực bổ đầy, sau đó đột nhiên đánh ra quyền thứ hai. Cái này ảo thuật, lại là thế nào biến? Dương Quan ba chồng, ngay tại mọi người chưa lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm lại là một tiếng quát lớn. Quyền thứ ba gào thét mà ra, quả nhiên là nặng đào sóng trùng điệp, đất rung núi chuyển. Ba quyền chi lực một làn sóng tiếp theo một làn sóng.
cuồn cuộn hướng về phía trước, cơ hồ hợp lại cùng nhau, uy lực nháy mắt tăng vọt. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ chẳng khác gì là ba tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ, cố nhiên còn chưa đủ lấy cùng hợp thể ma ngẫu xuất thủ một kích trị uy đánh đồng, chênh lệch nhưng cũng không có như vậy cách xa. Coi như còn không thể ngăn lại ma ngẫu một quyền kia, chí ít cũng có thể tiêu mất một bộ phân to lớn cự lực. Bằng không mà nói, dù là Tiêu Phàm nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, hai cỗ cự lực liền đón đầu đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang, chỉ có không khí gấp gáp vặn vẹo, tê tê, thanh âm. Cùng sau đó bạo liệt, tất ba, thanh âm. Chính diện đối cứng kết cục không chút huyền niệm. Mặc kệ Tiêu Phàm đoạn này thời gian được bao nhiêu kỳ ngộ, tiến cảnh ra sao cùng thần tốc, cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối bóp chết tại Nguyên Anh Trung Kỳ, cùng một bộ mấy có lẽ đã đột phá hiểu linh kỳ hợp thể ma ngẫu mặt đối mặt cứng đối cứng. Cũng không thể có nửa phân phần thắng. Trên thế giới này, kỳ tích sẽ không luôn luôn xuất hiện. Chỉ thấy Tiêu Phàm thân thể kịch chấn, lập tức hướng về sau cấp tốc thối lui, hai chân thật sâu dẫm xuống dưới đất, mặt đất phủ lên bàn đá xanh như là vỏ trứng gà, vỡ tan. Vỡ nát. Đá vụn bay loạn, Tiêu Phàm càng là, oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mấy phân, khí tức cũng yếu không ít. Nhưng là rất hiển nhiên, kết quả này khiến giáo tôn hoàn toàn không tưởng được. Cái thứ nhất hướng Tiêu Phàm xuất thủ, hắn vốn là nghĩ một kích giết chết, dùng Tiêu Phàm đầu người đến lập uy, có thể trùng điệp làm tổn thương đám này kẻ ngoại lai nhuệ khí, đại hộ pháp chi vây, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ai ngờ lại là kết quả như vậy. Xuất thủ một kích, chẳng những không có đem cái này cảnh giới thấp nhất ngoại lai tiểu tử chết ngay lập tức tại thiết quyền phía dưới, nhìn qua, hắn vậy mà bị thương đều không phải quá nặng. Tiểu bối này nhất định người mang dị bảo, chỉ bất quá, dù coi như giáo tôn lại kiến thức rộng rãi, sợ cũng chưa nghe nói qua, tạo hóa giới, dạng này có thể nháy mắt bổ đầy chân nguyên pháp lực nghịch thiên bảo vật. Nếu không có tạo hóa giới nơi tay, Tiêu Phàm kiên quyết không cách nào thi triển ra như thế uy mãnh bá đạo, dương quan ba chồng. Chỉ sợ đang dạy tôn một quyền phía dưới, không chết cũng muốn nứt gân gãy xương. Tiêu Phàm, Thiên Diệu tiên tử lại là một tiếng thấp giọng hô, thân ảnh lóe lên, liền đến Tiêu Phàm bên người, gắt gao tiếp cận cách đó không xa hợp thể ma ngẫu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thậm chí ngay cả phân tâm tuân hỏi một câu Tiêu Phàm thương thế cũng không dám. Cái này hợp thể ma ngẫu mặc dù cảnh giới còn chưa hoàn toàn đột phá đến ngộ linh kỳ, nhưng xuất thủ uy lực mạnh, lại cũng không tại ngộ linh kỳ tu sĩ phía dưới. Tiêu Phàm đã thụ thương, mình như lại phân tâm vì đó ngồi, chỉ sợ hôm nay là thật giữ nhiều lành ít. Thừa cơ hội này, đại hộ pháp sớm đã thoát thân mà đi, trốn đến giáo tôn sau lưng, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới hít một hơi thật sâu, móc ra một viên màu đỏ dược hoàn ăn vào. Âu Dương Minh Nguyệt mấy người cũng phi thân đến Tiêu Phàm bên người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, tràn ngập kinh ngạc cùng ý tò mò. Lại không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái thứ nhất cùng hợp thể ma ngẫu giao thủ. Vậy mà lại là kết quả như vậy. Hẳn là loại này nháy mắt khôi phục chân nguyên pháp môn, là vô cực môn bí mật bất truyền. Trừ cái đó ra, thật đúng là không có khác giải thích. Bất quá lúc này, tự nhiên không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Còn có một cái tránh dưới đất đây này, cũng ra sáng cái tướng đi, để bản tọa kiến thức một chút. Hợp thể ma ngẫu từ trên cao nhìn xuống một quét mắt bọn hắn, màu xám sắt trên mặt lộ ra nhân cách hóa ý trào phúng. Kỳ thật đến dạng này cảnh giới. Dù coi như là một bộ ma ngẫu, cũng có thể đem mình giả trang phải cùng nhân loại giống như đúc. Mới nếu không phải thổ ma ngẫu cầm cố lại hắn hành động, nhục thể của hắn như thế nào lại bị hủy. Hào quang màu vàng đất lấp lánh, thổ ma ngẫu tại Tiêu Phàm bên người hiện thân mà ra. A, cỗ này ma ngẫu người nào luyện, đại thủ bút A, vừa thấy được thổ ma ngẫu, hợp thể ma ngẫu trong mắt lập tức hỏa diễm nhảy loạn, chật chật liên thanh. Mặc dù hắn luyện chế ra sát ma ngẫu cảnh giới càng tại thổ ma ngẫu phía trên, nhưng đây chính là cuối cùng Tây Nhung giáo toàn giáo chi lực, để hắn lại luyện chế một bộ dạng này thổ ma thỉnh thoảng xuất hiện đến, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều khó mà làm được. Đáng tiếc a, luyện chế không đúng phương pháp, lãng phí như thế cực phẩm vật liệu. Bằng không mà nói, nếu là có thích hợp thời cơ, hoàn toàn có cơ hội thành tựu một bộ hậu kỳ cảnh giới siêu cấp ma ngẫu. Giáo tôn vừa nói vừa lắc đầu liên tục, tựa hồ có chút cảm khái. Tiêu Phàm, hướng đông, Âu Dương Minh Nguyệt trực tiếp hướng Tiêu Phàm truyền âm nói. Nàng nhưng không có thời gian dỗi nghe giáo tôn ở đây nói liên miên lải nhải. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Được, Tiêu Phàm không nói hai lời, đưa tay khoác lên Hắc Lân trên cổ, Hắc Lân cái trán hào quang tỏa sáng, thật mắt chi quang bắn ra,
đem phía đông huyễn trận lần nữa xé rách ra một cái đại trận. Mọi người đối mặt với hợp thể ma ngẫu, thân thể lại đồng loạt hướng bên kia bay trốn đi. Hắc hắc, đã các người buộc bản tọa lộ ra pháp thân, còn muốn đi, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Biến, giáo tôn một tiếng quát lớn, chỉ thấy sắt hào quang màu xám chớp loạn, hợp thể ma ngẫu phía sau bỗng nhiên lại mọc ra bốn cánh tay, bao quát lúc trước hai tay ở bên trong. Mỗi cái trong tay đều nắm lấy khác biệt binh khí, đao kiếm búa rìu giản roi, đa số đều là binh khí nặng. Giết, giáo tôn hét lớn, hợp thể ma ngẫu bước nhanh chân, sáu tay vung vẩy. Hướng về phía trước đánh tới, lập tức nặng nề tiếng xé gió đại tác, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, miệng hơi mở. Hạo Dương bảo kính bắn ra, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái, bảo kính kim quang đại phóng, điện tránh lôi minh. Thô to kim sắc hồ quang điện, đón giáo tôn mãnh kích mà đi. Cái khác mấy tên đại tu sĩ, cũng không chút do dự, một cùng ra tay. Tiêu Phàm lại một mực phối hợp Hắc Lân, hướng đông phương phá vây mà đi. Năm tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ, quả nhiên là đất rung núi chuyển, sơn hà biến sắc. Nếu như cái này mê huyễn đại trận không phải thiết lập tại đại thần miếu bên trong, có không gian chi lực gia cố, đã sớm chống đỡ không nổi, bị mấy người kia liên thủ phá mất. Giáo tôn lại nghiêm nghị không sợ, sáu binh khí nhìn trời ném đi, lập tức hóa thành vô số lít nha lít nhít đao kiếm búa rìu, như mưa rơi hướng mọi người đập xuống. Lập tức, lại là sáu cái binh khí trong tay hắn nổi lên. Tựa hồ những này nặng nề binh khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong lúc nhất thời, giết tiếng nổ lớn, binh khí giao kích thanh âm, không dứt bên tai. Sau một lát, chỉ nghe Huệ Thiên Hào một tiếng gầm thét, tựa hồ có chút đau đớn. Tiêu Phàm không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được, Huệ Thiên Hào khí tức bỗng nhiên trở nên chợt mạnh chợt yếu, rất rõ ràng là bị thương, mà lại bị thương còn không nhẹ. Binh khí giao kích thanh âm càng thêm dày đặc, Đái Thành Long rên lên một tiếng. Khí tức lập tức yếu rất nhiều, thụ thương dường như so Huệ Thiên Hào còn trầm trọng hơn. Một nhóm 7 người, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, không thời gian dài, đã tổn thương 3 cái. Mà Hắc Lân trừ phá trận, trên thực tế không thể tính là nhân viên chiến đấu, lấy nàng cảnh giới bây giờ, không có khả năng đỡ được hợp thể ma ngẫu tiện tay một kích. Tất cả những người khác kiệt lực ngăn cản, đều là đang vì nàng tranh thủ thời gian. Nói thực ra, cái này mê huyễn đại trận thực tế quá lớn. Dù coi như Hắc Lân có thật mắt chi quang, tại chưa có thể hiểu thấu đáo toàn bộ đại trận trận nhãn vị trí chỗ ở thời điểm, cũng rất khó thành công phá giải. Hiện tại bọn hắn chỉ là dựa theo quẻ tượng chỉ dẫn, hướng đông phương phá vây, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đột xuất cái này huyễn trận, lại thật là không biết. Ngay sau đó, hô một tiếng, bỗng nhiên cát vàng tràn ngập, thổ ma ngẫu bị đánh trúng, nháy mắt phấn thân toái cốt, hóa thành một đống cát vàng, cụ gió lướt qua, lại nhanh chóng gây dựng lại. Khôi phục hình người. Trong thời gian này, mọi người cũng không chỉ một lần đánh trúng hợp thể ma ngẫu, trong đó hai lần, thậm chí trực tiếp đem hợp thể ma ngẫu đánh nát, nhưng hợp thể ma ngẫu bản thân chữa trị năng lực cực kỳ kinh người, trong chốc lát liền gây dựng lại hoàn tất, so vừa rồi càng thêm hung mãnh nhào đem tới. Lý luận núi, ma ngẫu không thể nào là bất tử thân, chỉ cần đánh nát nó số lần đủ nhiều, bản thân chữa trị năng lực mạnh hơn, cũng bất lực. Chỉ bất quá đối mặt một bộ đến gần vô hạn ngộ linh kỳ siêu cấp ma ngẫu, chỉ sợ còn chưa tới phiên đưa nó đánh nát vô số lần, đối thủ của nó sớm đã bị giết đến tinh quang. Nhân loại tu sĩ, vĩnh viễn không có khả năng cùng ma ngẫu so sức chịu đựng. Phút chốc, ngay cả Thiên Diệu tiên tử cũng bị thương. Chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt còn hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt chân nguyên pháp lực tiêu hao cực nhanh. Làm người liên can thủ lĩnh. Danh xưng Nam Châu Đại Lục đại tu sĩ thứ nhất, hợp thể ma ngẫu một nhiều hơn phân nửa thế công, là nàng ngạnh sinh sinh đỡ được. Nhưng loại cục diện này, rất rõ ràng khó mà thời gian dài duy trì. Chương 1257, không gian tổng khống cùng cánh cửa không gian. Xuy, thật mắt chi quang bắn ra, lập tức vang lên Hắc Lân tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn. Huyễn trận phá, nhưng theo quanh người lăn lộn nồng vụ từng đợt đảo ngược trở ra. Chúng người sự hoan hỉ trong lòng chi tình, cũng đang nhanh chóng tiêu tán, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều ngây người. Mê huyễn đại trận ngược lại là phá, nhưng mà tình cảnh của bọn hắn, lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, tương phản, đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ gặp bọn họ giờ phút này đang đứng ở một đầu lối đi hẹp bên trong, bốn phía đều là kiên cố vô so vách tường, lấy khối lớn màu xanh tảng đá trồng chất mà thành, cực kỳ dày đặc, dưới chân cũng là từ đồng dạng màu xanh tảng đá lát thành con đường. Vô luận là hai bên vách tường hay là dưới chân con đường,
đều khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, thỉnh thoảng lấp lánh một chút quang trạch, nhìn qua những phù văn này cổ pháp vô so. Nhìn ra được, những phù văn này là một loại nào đó thượng cổ cấm chế, muốn từ cái này bốn phía vách tường cùng dưới chân trong đại địa thổ độn mà đi, độ khó không tiểu. Chỗ chết người nhất chính là, đây là một con đường chết. Liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, lấp kín kiên cố tường đá, cao cao đứng sững, cùng hai bên vách đá hợp thành một thể. Đã đến cuối cùng, không đường có thể đi. Phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, hợp thể ma ngẫu ngăn chặn đường đi, sáu cánh tay tay cầm trọng binh lưỡi đao, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, hung tợn tiếp cận bọn hắn, trên mặt tất cả đều là nhân cách hóa mỉa mai ý cười. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào không khỏi mắt choáng váng, vội vàng hướng Âu Dương Minh Nguyệt nhìn lại, thần tình trên mặt lại là lo nghĩ lại là phẫn uất. Các ngươi bói toán không phải nói Đông Phương vì cát a? Hiện tại thế nào, hiện tại như thế nào, đi tiến vào ngõ cụt, dưới mắt Huệ Thiên Hào, nhưng không còn là ngày xưa uy phong lẫm liệt không ai bì nổi một phái chi tôn, trước ngực phía sau lưng đều có giả sắc, quần áo tổn hại, máu tươi chảy ngang, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Tăng thêm kia tức hổn hển thần sắc, nói đến phong độ, kia là nửa điểm đều không thừa dưới. Hiển nhiên đã thân hãm tuyệt cảnh, ai còn sẽ hồ kia cái gì cầu thí phong độ. Hợp thể ma ngẫu sau lưng ngoài mấy trượng, nồng vụ lăn lộn, chính là mê huyễn đại trận biên giới. Đột nhiên, hoắc xùy, một tiếng, từ trong sương mù dày đặc chui ra một đầu quái thú. Đầu quái thú kia chiều cao hai trượng, rộng miệng lợi chảo, thần sắc mãnh ác, trên thân huyết khí trùng thiên, thình lình cũng là một bộ bị luyện hóa ma ngẫu. Có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, mà quái thú trên cổ, thì cưỡi một tên cô gái áo bào trắng, dáng người xinh xắn, mặt mũi tràn đầy băng hàn, trên thân linh áp ba động. Vậy mà cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu. Cô gái áo bào trắng cưỡi quái thú, đi tới hợp thể ma ngẫu bên người, có chút khom người. Giáo tôn, hợp thể ma ngẫu quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Nói, đến rồi, những người khác ngay tại chạy tới. Cô gái áo bào trắng nói. Ánh mắt tại Âu Dương Minh Nguyệt bọn người trên thân quét qua. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Giáo tôn, chính là mấy người này a, lá gan thật sự là không nhỏ, dám xông vào tiến vào chúng ta chủ thần miếu. Một lời chưa tất, từ trong sương mù dày đặc lại toát ra hai cỗ ma ngẫu. Mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nhìn ra được, cái này hai cỗ ma ngẫu là một thể luyện chế, nhất định có được một loại nào đó uy lực mạnh mẽ liên thủ thần thông. Cái này tại tu chân giới cũng có chút phổ biến. Không ít huynh đệ hoặc là vợ chồng tu sĩ, đều sẽ luyện tập liên thủ thần thông, so phổ thông hợp tác, uy lực phải lớn hơn nhiều. Bất quá lúc này chỉ nhìn thấy ma ngẫu, lại không nhìn thấy thao túng ma ngẫu nhung vu, khả năng trốn ở chỗ tối, lại hoặc là, dứt khoát cùng giáo tôn đồng dạng, đem mình nguyên thần cùng ma ngẫu hòa thành một thể. Lúc này, lại có ai sẽ đi để ý cái này? Mắt thấy cao giai nhung vu cùng cao giai ma ngẫu hội tụ phải càng ngày càng nhiều. Nhất quán trầm ổn đái Thành Long cũng có chút không thể chịu được kình, thấp giọng nói, đại trưởng lão, cần phải lập tức nghĩ cách mới là. Chấm ngoặc kép, lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta coi như đều xong đời. Âu Dương Minh Nguyệt lại hướng Tiêu Phàm nhìn qua, Huệ Thiên Hào cùng đái Thành Long trong đầu cái kia phiền muộn a. Cái này đến lúc nào rồi, đại trưởng lão làm sao bỗng nhiên giống không có chủ kiến, mọi chuyện đều muốn trưng cầu kia vô cực tiểu bối ý kiến. Chẳng lẽ kinh nghiệm của hắn kiến thức? Thật đúng là so ra mà vượt những này kiến thức rộng rãi đại tu sĩ không thành. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhất là khiến người khó có thể tin sự tình, Tiêu Phàm đối đại trưởng lão ánh mắt nhìn như không thấy, một đôi mắt, một mực dính tại cuối thông đạo bức kia cao lớn kiên cố trên thạch bích, ánh mắt sáng ngời, phảng phất muốn tại kia bên trên nhìn ra một đóa hoa tới. Đái Thành Long có chút bất đắc dĩ, nhìn bên người thổ ma ngẫu ứng linh trạch một chút, thấp giọng hỏi, ứng huynh, người bói toán kết quả như thế nào? Đông Phương vì cát, đây là Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm xem bói quẻ tượng chỉ dẫn, cái này ngay miệng, Đái Thành Long lại là không thể không hoài nghi, bọn hắn xem bói có phải là có sai lầm. Làm sao đem mọi người dẫn tiến vào ngõ cụt, ứng linh trạch từ tốn nói, Đông Phương vì cát, là khẳng định không sai, quẻ tượng chỉ dẫn, cũng chính ứng ở chỗ này. Đái Thành Long lập tức một hồi lâu phiền muộn, nói thế nhưng là đạo hữu cũng nhìn thấy, nơi này căn bản chính là tuyệt địa, ra không được. Chấm ngoặc kép. Huệ Thiên Hào cũng không nhịn được nói, đáp bạn, nơi này chính là tại Tây Nhung giáo tổng đàn, những này vu sư truyền thừa, rất quỷ dị, nói không chừng bọn hắn có biện pháp che đậy trời cơ, để thuật bói toán mất linh. Đây cũng không có khả năng, chỉ tại Nam Châu Đại Lục Nguyên Linh giáo tổng đàn sở tại địa, xác thực liền có cùng loại tình hình tồn tại,
có thể bằng vào vu thuật chi diệu, che đậy trời cơ, dù coi như là xem bói chi lực, cũng khó có thể dòm tìm hiểu rõ. Các ngươi bây giờ xông tiến vào người ta Nhung Vu Tổng Đàn Thần Miếu, thuật bói toán bị áp chế, bốc tính không chính xác, cũng rất bình thường. Chỉ bất quá các ngươi cái này một sai lầm, lại làm hại tất cả mọi người mất mạng. Thổ ma ngẫu hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Nói thực ra, Ứng Linh Trạch trong lòng cũng không phải 10 điểm khẳng định. Thuật bói toán, vốn là huyễn hoặc khó hiểu, mặc cho ai cũng không dám nói, xem bói có tự tin 100%. Không cần phí tâm, nơi này vốn là mê huyễn đại trận trận nhãn, là tuyệt địa, ra không được. Hợp thể ma ngẫu cũng không có vội vã hướng bọn hắn tiến công, ngược lại dù bận vẫn ung dung cười lạnh nói. Bây giờ thuộc hạ của hắn ngay tại liên tục không ngừng chạy tới, mỗi kéo dài thêm một khắc, hắn lực lượng liền lớn mạnh một phân, này lên kia xuống, thắng bại thiên bình chỉ có càng ngày càng hướng hắn bên này nghiêng. Những này kẻ ngoại lai cuối cùng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Không ai tiếp tra, đến bây giờ, các ngươi còn không định đầu hàng sao? Chẳng lẽ còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết? Huệ Thiên Hào hướng hắn trợn mắt nhìn, người này nhân phẩm cố nhiên không thế nào, tính tình lại là táo bạo cực kỳ. Đối Huệ Thiên Hào nổi giận, giáo tôn nhìn như không thấy, cười lạnh nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, buông ra thần thức để ta gieo xuống cấm chế, ta liền tha các ngươi bất tử. Đánh giám, Huệ Thiên Hào tức giận đến mắng to, một mực đối bên này tình hình chẳng quan tâm Tiêu Phàm, bỗng nhiên nhấc tay vừa nhấc, một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay tròn mà ra. Lúc đầu chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, lập tức phồng lớn, trong chốc lát liền biến thành vài thước lớn nhỏ, hướng về phía trước bay đi, một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực, phồng lên mà ra. Chữ màu đỏ hỗn độn đồ án trực tiếp đâm vào đối diện trên thạch bích, trong khoảnh khắc liền chui vào vách đá bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chốc lát, trên thạch bích thả ra một điểm quang sáng, dần dần, càng ngày càng là lóa mắt, ánh mắt của mọi người, đều kìm lòng không đặng bị hấp dẫn. Giáo tôn trong hai mắt ngọn lửa nhảy vọt, hiển nhiên có chút không tưởng được. Trong chốc lát, kia một chút xíu sáng ngời liền hóa thành một đạo màu ngà sữa quang môn, tại trên vách đá không ngừng lấp lánh, như là như mộng ảo mỹ lệ. Đồng thời, một cỗ cường đại không gian ba động, cũng trực thấu ra. Tiêu Phàm khóe miệng rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cánh cửa không gian, Huệ Thiên Hào biểu hiện ngẩn ngơ, lập tức vui mừng quá đỗi. Lại không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này nhìn như ngõ cụt địa phương. Mân mê ra một cái cánh cửa không gian tới. Xem ra mấy cái này xem bói ra hỏa, thật là có điểm đáng tin cậy, không phải tùy tiện lắc lư người. Đông Phương Vì Cát, quả thật có chút môn đạo, cánh cửa không gian, giáo tôn đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh. Thật đúng là trò cười, cái này rõ ràng là ta tổng đàn thần miếu không gian chi lực hội tụ điểm, các ngươi vậy mà đem nó xem như cái gì cánh cửa không gian. Hắc hắc, rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có bản lãnh gì mở ra cái này phiến cánh cửa không gian? Bất quá nói thì nói như thế, hợp thể ma ngẫu trên thân kia vốn cổ phần đã ẩn liếm khí tức cuồng bạo, lại lần nữa tăng vọt, ma ngẫu 6 con thiết thủ, cầm thật chặt 6 binh khí. Rất hiển nhiên, giáo tôn đối mình, đều không thể nào tin được. Nói thật, Tây Nhung giáo 18 cái đại thần miếu, duy chỉ có tòa này tổng đàn thần miếu thần bí nhất, tràn đầy các loại không gian quỷ dị chi lực, thậm chí ngay cả giáo tôn mình cũng khó có thể một cha một cái tìm hiểu rõ. Nhiều năm trước một trận nội loạn, để tổng đàn thần miếu không gian chi lực tổng khống đồ tổn hại, từ đó về sau, tổng đàn thần miếu không ít địa phương, đều thành không gian cấm địa. Không có an toàn con đường, dù coi như là giáo tôn, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Mặc kệ người tu vi lại cao, tại không gian chi lực trước mặt, đều yếu ớt như là một trang giấy. Tại mình giáo phái tổng đàn, lại có rất nhiều ngay cả mình cũng không thể tiến vào cấm địa. Chỉ cần vừa nghĩ tới, giáo tôn liền 10 điểm phiền muộn. Chỉ bất quá, kia tổn hại tổng khống đồ dù sao còn có thể khống chế thần miếu đại bộ phận phân không gian chi địa, tổng đàn thần miếu vẫn như cũ là thập đại cái lớn trong thần miếu cường đại nhất. Giáo tôn cũng liền một mực đều đem tổng đàn thiết ở chỗ này. Dưới mắt cái này ngõ cụt, lại không phải không gian cấm địa, giáo tôn chỉ biết, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, bị không gian chi lực triệt để ngăn chặn, không người có thể thông hành. Vì vậy mới đưa mơ hồ đại trận một cái trận cước, thiết ở chỗ này. Hiển nhiên kia hiểu được thật mắt chi quang linh thú mang theo mọi người một đường hướng cái này ngõ cụt mà đi, giáo tôn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Chỉ bất quá, ngay cả giáo tôn mình cũng không nghĩ đến, ở đây trên thạch bích, còn ẩn giấu đi một cái cánh cửa không gian. Trẻ tuổi Nguyên Anh Trung Kỳ tiểu bối, quả nhiên có thật nhiều quỷ môn nói. Lấy chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi,
không phải ngạnh sinh sinh ngăn trở tự mình ra tay một kích, lại còn tại trên vách đá mân mê ra một cái cánh cửa không gian. Mặc dù giáo tôn không tin tưởng bọn họ không có tổng khống đồ cùng lệnh bài cũng có thể mở ra cái này cánh cửa không gian, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Vạn nhất cái này hậu bối tiểu tử, coi là thật có như thế thủ đoạn nghịch thiên, có thể khỏi phải tổng khống đồ cùng lệnh bài tới mở cánh cửa không gian, chẳng phải là sẽ để bọn hắn chạy thoát. Vậy cái này trò cười coi như huyên náo lớn, giáo tôn vô luận như thế nào đều gánh không nổi người này. Chương 1258, Chí Bảo. Hô, giáo tôn sáu tay vung mạnh, vô số binh khí từ trên trời giáng xuống, hướng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người húc đầu đập xuống. Lấy hắn nguyên thần cùng sát ma ngẫu hợp thể về sau, nếu như toàn lực kích phát, sức chiến đấu mạnh, tuyệt không tại ngộ linh kỳ tu sĩ phía dưới, kịch chiến xuống tới, không nói đem những này kẻ ngoại lai tiêu diệt hầu như không còn, diệt sát một hai cái, là nhất định không thể nghi ngờ. Bất quá bởi như vậy, chẳng những sát ma ngẫu lại bởi vì tiêu hao quá mức mà bị hao tổn, hắn nguyên thần chỗ phải chịu áp lực cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Nếu là tại địa bàn của mình, đến tiếp sau viện binh ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, lại là không cần thiết dạng này liều mạng. Tên kia xinh xắn nữ tính lớn Nhung Vu cũng là hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, nàng ngồi xuống đầu kia mãnh thú ma ngẫu, lại bỗng nhiên khí tức phóng đại, nháy mắt liền tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ngửa mặt lên trời gào to, dương nanh múa vuốt, hướng về phía trước đánh tới. Xem ra cái này hợp thể chi thuật, là bọn hắn Tây Nhung giáo đồng dạng đại đạo truyền thừa, giáo trung cao giai Nhung Vu, đều có loại này bản sự. Nhìn như là không khác biệt công kích, nhưng đa số binh khí, đều là hướng Huệ Thiên Hào chúc xuống. Kia hợp thể sau mãnh thú ma ngẫu, càng là kính lao thẳng về phía Huệ Thiên Hào. Cái này không cần giữ mưu, không quản giáo tôn hay là sau chạy đến vị này xinh xắn lớn Nhung Vu, kinh nghiệm chiến đấu gì cùng phong phú, tự nhiên liếc thấy được đi ra, đối phương trong mấy người, trước mắt Huệ Thiên Hào là yếu nhất một điểm. Người này dù là hậu kỳ đại tu sĩ, lại thụ thương không nhẹ, khí tức chợt mạnh chợt yếu, chiến lực đại tổn. Quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp, binh pháp nói tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn nó một chỉ. Từ đây người bắt đầu, có thể dần dần phá hủy cường địch. Vương bát đản, chấm ngoặc kép, tiếng hét phẫn nộ bên trong, một cái phòng hộ không chu toàn, Huệ Thiên Hào lại lấy một chút tốt. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long ứng linh trạch bọn người minh bạch, dưới mắt tuyệt không phải phân lẫn nhau thời điểm, nhất định phải đoàn kết nhất trí, nhao nhao hướng Huệ Thiên Hào thân xuất viện thủ. Thế nhưng dù sao tâm ý không tương thông, phối hợp tự nhiên cũng liền chưa nói tới cỡ nào ăn ý, quan trọng trước mắt, cuối cùng vẫn là tự vệ vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ có tại tự vệ làm nhẹ nhàng thời điểm, mới có thể tương trợ Huệ Thiên Hào. Thiên Diệu Tiên Tử dốc hết toàn lực, hộ vệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã sớm đem Hắc Lân thu hồi linh thú điểm, người khoác thanh kim sắc vảy rồng giáp. Đối chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ, hết sức chăm chú tiếp cận kia phiến màu ngà sữa quang môn, song mi nhíu chặt, đau khổ nghiên cứu phá giải chi đạo. Thỉnh thoảng hai tay họa vòng, đem từng đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ án đánh vào đến quang môn bên trong, kia quang môn trừ thỉnh thoảng sẽ lấp lánh mấy lần, liền lại không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt. Lại có hai tên nguyên anh trung kỳ Nhung Vu đuổi tới. Mang lấy bọn hắn đồng dạng cường đại ma ngẫu, gia nhập chiến đoàn. Như vào ngày thường, những này nguyên anh trung kỳ Nhung Vu cùng mấy cỗ ma ngẫu, đối Âu Dương Minh Nguyệt bọn người sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng dưới mắt lại không giống, có giáo tôn dạng này một cùng một đại cao thủ đi đầu nổi lên. Bọn hắn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, thỉnh thoảng thêm chút loạn, tình hình liền khác nhau rất lớn. Vô luận như thế nào? Còn phải muốn phân thần đến ứng trả cho bọn họ. Sau một lát, mọi người lại nhao nhao thụ thương, Thiên Diệu Tiên Tử càng là nhẹ nhàng rên lên một tiếng, chính hết sức chăm chú đang ngó chừng cánh cửa không gian Tiêu Phàm bỗng nhiên chấn động. Nghiêng đầu lại, thấp giọng hỏi, như thế nào? Thiên Diệu Tiên Tử trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng đỏ thắm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại. Tiêu Phàm gật gật đầu, bất quá nhìn ra được, hắn cũng không phải là thật không lo lắng Thiên Diệu Tiên Tử. Nhưng lúc này, hắn đúng là không cách nào phân tâm. Chỉ là nhìn tình hình này, nếu là hắn lại không cách nào mở ra cái này cánh cửa không gian, chỉ sợ hôm nay liền xác thực giữ nhiều lành ít. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không do dự nữa, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, trừ màu đỏ, càn khôn đỉnh, bắn ra, đón gió căng phồng lên, thoáng qua liền hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, một cỗ nhu hòa lại cường đại không gian chi lực, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Chính đang cật lực chống cự giáo tôn tiến công Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, mắt đẹp bỗng nhiên co vào, xinh xắn trên mặt lộ ra vẻ giật mình.
Càn Khôn đỉnh, chấm ngoặc kép, dù coi như chấn định như Âu Dương đại trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được thốt ra, thực tế là chấn kinh quá mức. Thân là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, nàng đương nhiên biết, Càn Khôn đỉnh, ra sao cùng dạng bảo vật, khi Tiêu Phàm triển lộ ra tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phải chưa từng hoài nghi, đã từng ở trước mặt hỏi qua Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm phủ nhận. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có truy đến cùng, cuối cùng, vẫn là ở chỗ Âu Dương Minh Nguyệt không tin tưởng lắm món chí bảo này thật sẽ rơi vào một tên xuống dốc vô cực môn đệ tử trong tay. Nàng lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm bất quá vừa mới ngưng kết nguyên anh chưa lâu, là mạnh mẽ hậu sinh vãn bối. Năm đó vì món chí bảo này, Nam Châu Đại Lục nhấc lên mấy chục năm gió tanh mưa máu, đếm không hết vô cực truyền nhân cùng tu sĩ khác, thảm tao giết chóc. Nhưng, Càn Khôn đỉnh, nhưng thủy chung như đá ném vào biển rộng, mặc cho vô số tu sĩ cấp cao đem Nam Châu Đại Lục lật cả đáy lên trời, cũng không có bất cứ tin tức gì. Lại cũng không nghĩ ra, Càn Khôn đỉnh, vậy mà thật tại Tiêu Phàm trong tay. Bất quá, chân chính để Âu Dương Minh Nguyệt khiếp sợ, còn không phải, Càn Khôn đỉnh, bản thân, mà là Càn Khôn đỉnh tại Tiêu Phàm trong tay sự thật này. Người này thân thế lai lịch, tuyệt đối không có chính hắn nói đơn giản như vậy. Ở trong đó, khẳng định có mở ám. Tiêu Phàm nói chuyện, không hết không thật, người mang nhiều loại cổ quái linh thể, tiến giai thần tốc, tinh thông không gian chi đạo, bây giờ lại có, Càn Khôn đỉnh, Âu Dương Minh Nguyệt cơ hồ có thể khẳng định, Tiêu Phàm chính là Hạo Thiên Tông tiền bối tổ sư tiên đoán cái kia vô cực môn kỳ tài ngút trời. Nghe nói cái kia có thể để vô cực môn trọng trấn uy danh, Đông Sơn tái khởi, một lần nữa trở thành Nam Châu Đại Lục thứ nhất tông môn thiên tài. Nói cách khác, một ngày kia, người này sẽ thành vô địch tồn tại, cùng năm đó vô cực thiên tôn đồng dạng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Vì như thế, cái kia tiên đoán mới có thể thành thật. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Minh Nguyệt khiếp sợ trong lòng, quả thực không cách nào nói đồng hồ. Chẳng những Âu Dương Minh Nguyệt, những người khác cũng đồng thời cảm ứng được, Càn Khôn đỉnh, bên trên lộ ra không gian chi lực, 10 điểm nhu hòa, lại tràn trề ở khắp mọi nơi. Giáo tôn trong mắt ngọn lửa, bỗng nhiên nhún nhảy, hắn cơ hồ lập tức liền cảm nhận được tình hình không đúng. Tiêu Phàm hai tay bấm quyết, vội vã trong hư không vạch ra mấy cái cực kỳ phức tạp đồ hình, một tiếng quát lớn. Tật, Càn Khôn đỉnh, nháy mắt hào quang tỏa sáng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, phóng xạ mà ra, xoay tròn lấy, hướng na trên thạch bích cánh cửa không gian bay bắn xuyên qua, trong khoảnh khắc liền chui vào trong đó. Sau một khắc, cánh cửa không gian cũng là hào quang tỏa sáng, vô số sữa điểm sáng màu trắng, giống như là tuyết bay, hướng giữa không trung vương vãi xuống. Thông Huyền Linh bảo, giáo tôn trên mặt lộ ra giật nảy cả mình thần sắc. Càn Khôn đỉnh, vừa mới lộ diện thời điểm, hắn đã phát giác được này bảo không tầm thường, nhưng cũng không có hướng, Thông Huyền Linh bảo, cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao tại dạng này dưới cùng giao diện, theo lý Thông Huyền Linh bảo là không nên tồn tại. Kia cực thiểu số ngoại lệ, bình thường đều là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Cùng Tiêu Phàm kích phát, Càn Khôn đỉnh, uy năng về sau, đã có hiểu linh kỳ tu vi giáo tôn, tự nhiên lập tức liền có thể cảm ứng được đây là Thông Huyền Linh bảo mới có khí tức cường đại. Mặc dù còn không thể 10 điểm khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần khả nghi. Sau khi hết khiếp sợ, giáo tôn tâm tư lập tức trở nên lửa nóng. Cứ việc nhìn qua, đây chỉ là một kiện phụ trợ tính chất bảo vật, nhưng Thông Huyền Linh bảo chính là Thông Huyền Linh bảo, nhất định diệu dụng vô tận. Nếu như có thể đem cái này Thông Huyền Linh bảo đoạt tới tay, Tây Nhung giáo thực lực lập tức tăng nhiều, nói không chừng nhưng để bù đắp Tây Nhung giáo đương đại không có ngộ linh kỳ lão tổ tiếc nuối, nhảy lên có thể trở thành thiên ma đạo thứ nhất lãnh tụ tông môn. Cái này cái nguyên anh trung kỳ hậu sinh vãn bối, thật đúng là để hắn kinh hỉ không ngừng. Giờ khắc này, thậm chí song phương giao chiến đều một cách tự nhiên ngừng lại, tựa hồ cũng đang chờ muốn nhìn, bảo vật này đến cùng có hạ uy có thể. Là có hay không chính là Thông Huyền Linh bảo, cũng có thể nhờ vào đó kiểm nghiệm một chút. Nhưng là, để tất cả mọi người rất thất vọng chính là, cứ việc Tiêu Phàm đã dốc hết toàn lực kích phát, Càn Khôn đỉnh, uy năng, trên vách đá cái kia cánh cửa không gian tại cấp tốc lấp lánh sau một lát, quang mang hay là dần dần ảm đạm đi, Càn Khôn đỉnh phát ra tràn trề không gian chi lực, cũng một chút xíu trở thành nhạt, biến mất. Giáo tôn trong mắt nóng bỏng ngọn lửa cũng theo đó ảm đạm. Xem ra là mình nhìn lầm, cuối cùng chỉ là cái hàng nhái mà thôi. Tiêu Phàm mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà xuống, thậm chí thân thể đều nhẹ nhàng lay động một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phân. Vừa rồi toàn lực kích phát, Càn Khôn đỉnh, uy năng, để hắn chân nguyên lần nữa tiêu hao, mặc dù có tạo hóa giới có thể nháy mắt bổ đầy, nhưng đối thân thể hay là có nhất định tổn thương. Bất luận cái gì bảo vật đều không phải vạn năng,
nhất định có nó tính hạn chế. Tạo hóa giới, dây lát bạo, công năng, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hay là không nên tùy tiện sử dụng tốt. Tiêu Phàm, thử một lần nữa. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai bỗng nhiên vang lên Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Cái này cánh cửa không gian trên thực tế là một cái không gian pháp trận, ngươi vẻn vẹn công nó một điểm không cùng với dư, có thể là sai lầm, mở không ra tới. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên dương lên, Âu Dương Minh Nguyệt lời ấy, cùng hắn suy nghĩ trong lòng, không mưu mà hợp. Làm trận pháp đại sư, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, cái này cánh cửa không gian không đơn giản, xác thực chính là một cái cỡ nhỏ không gian pháp trận. Thậm chí, Tiêu Phàm còn tại pháp trong trận tìm được 5 cái trận cước. Ngay từ đầu là nghĩ nương tựa theo, càn khôn đỉnh, không gian chi lực, cưỡng ép đột phá cái này cánh cửa không gian, hiện tại xem ra, mình công lực còn chưa đủ, không cách nào chân chính kích phát càn khôn đỉnh, uy năng. Lấy hắn hiện tại công lực, nhiều nhất cũng liền có thể kích phát thông huyền linh bảo một điểm ra mau thôi. Quan trọng chính là, muốn công phá cái không gian này pháp trận, chí ít cũng nhất định phải đồng thời công kích trong đó 3 cái trận cước, mà lại đồng dạng phải đem hết toàn lực kích phát càn khôn đỉnh, uy năng. Vấn đề ở chỗ, đi đâu tìm 3 cái tinh thông không gian thần thông vô cực môn tu sĩ cấp cao để hoàn thành đòn công kích này. Những người khác, dù là công lực lại cao, muốn điều khiển vô cực môn bảo vật chấn giáo, đó cũng là tuyệt đối không thể. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể. Thông huyền linh bảo tuyệt không phải tốt như vậy trưởng khống. Mà lại, giáo tôn tựa hồ cũng không định cho bọn hắn tiếp tục, nếm thử cơ hội. Quát khẽ một tiếng, hợp thể ma ngẫu khí tức tăng vọt. Thân thể cũng là tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành thân cao mấy trượng cự nhân, 6 tay đủ dương, 6 cái binh khí bay lên trên trời, hợp thành một thể, hóa thành một thanh màu xám sắt cự nhận, mũi nhọn dài đến 5-6 trượng, 6 tay đủ duỗi, đem chuôi này cự nhận nắm ở trong tay, giơ lên thật cao. Một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức, dâng lên mà ra. Chương 1259, chết gánh. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đều thay đổi. Tuyệt đại phong hoa trên mặt tất cả đều là lo nghĩ cùng lo lắng chi ý. Không hề nghi ngờ, giáo tôn muốn thi triển sát chiêu. Đây là không dưới ngộ linh kỳ tu sĩ một kích chí mạng. Nếu như bên ngoài ở giữa, có rộng lớn lượn vòng chỗ trống, kia còn dễ nói, không thể trêu vào lẫn mất lên, tổng còn có biện pháp có thể nghĩ, nhưng ở cái này lối đi hẹp bên trong, muốn tránh cũng không được lui không thể lui, trừ ngạnh giang, lại không có biện pháp khác. Tiêu Phàm, chỉ có một lần cơ hội. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp quét ngang, trong hai con ngươi thần quang nháy mắt trở nên lạnh như băng, miệng bên trong truyền âm, nhắc nhở Tiêu Phàm một câu, hai tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Một trận phong lôi chi thanh, ẩn ẩn tại trong lối đi hẹp pháo vang lên. Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, hiện ra từng tầng kim sắc lôi điện, mặc dù tinh xảo, lại ở khắp mọi nơi, qua trong giây lát, Âu Dương Minh Nguyệt liền thành một cái kim sắc điện nhân. Mà nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng tại một chút xíu lớn lên. Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long, Ứng Linh Trẻ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đã đến cuối cùng trước mắt, lập tức từng cái đều sử xuất bản lĩnh cuối cùng, không còn có nửa điểm giấu giếm giữ lại. Thiên Diệu Tiên Tử cổ tay trắng lật một cái, trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình, từ đó đổ ra một viên đậu nành lớn nhỏ đan dược, viên đan dược kia toàn thân đỏ tươi, lộ ra cực kỳ mùi thơm kỳ dị, nhưng cũng ẩn ẩn hàm một tia bá đạo chi khí. Cái này viên thuốc là Tiêu Phàm vì nàng điều phối, quan trọng trước mắt, có thể mức độ lớn nhất kích phát thể nội tiềm năng, đồng thời lại có thể mức độ lớn nhất tránh đối tự thân tổn thương. Y Thánh có là thủ đoạn như vậy, đương nhiên, muốn hoàn toàn tránh tổn thương là không thể nào, chỉ có thể rơi xuống thấp nhất. Thiên Diệu Tiên Tử chỉ nhìn dược hoàn một chút, lập tức ngửa cổ một cái, đem dược hoàn nuốt xuống, nháy mắt khí tức tăng vọt. Lập tức liền về đến trạng thái đỉnh phong, nhưng không có vội vã xuất thủ. Mà là đứng tại Tiêu Phàm bên người ngưng thần đề phòng, vô luận như thế nào, Tiêu Phàm an toàn luôn luôn vị thứ nhất. Giáo tôn hừ lạnh một tiếng, 6 tay vung vẩy, cự nhận giữa trời bổ đem xuống tới. Hư giữa không trung phát ra, tê tê, thanh âm, như là rắn độc le lưỡi, cả cái thông đạo thiên địa nguyên khí, thoáng qua liền bị cự nhận hấp thu phải sạch sẽ, cự nhận mặt ngoài, hiện ra một lớp bụi mịt mờ quang trạch. Không chút nào thu hút, lại khí thế đè người, chưa trước mắt. Mọi người liền cảm thấy toàn thân siết chặt, tựa hồ một tòa cự đại sơn mạch, vào đầu đè ép xuống. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt uyển chuyển thân thể mềm mại cũng dài đến 3-4 trượng chi cự, hai tay chống đỡ tại Hạo Dương bảo kính mặt sau, bảo kính kim chói, so trên 9 tầng trời mặt trời còn muốn diễm lệ. Còn muốn chói mắt, tản mát ra khí tức cố nhiên còn so ra kém cự nhận.
nhưng cũng cường đại dị thường. Một tiếng quát, Hạo Dương bảo kính nghênh tiếp màu xám sắt cự nhận. Phát ra, kéo kẹt, kim loại ma sát thanh âm, cực kỳ chói tai, dường như giữ lẫn nhau không dưới. Nhưng loại này lực lượng ngang nhau giữ lẫn nhau, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Minh Nguyệt khí tức liền yếu một phân, cao lớn thân thể mềm mại cũng có chút biến thấp một phân, xinh xắn gương mặt, lại trở nên tái nhợt một phân, bên cạnh mọi người có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Âu Dương Minh Nguyệt thể nội chân nguyên pháp lực, chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long không nói hai lời, riêng phần mình vung vẩy binh khí, nghênh kích đi lên. Nhưng mà, vô luận là Huệ Thiên Hào Hạo Nhật Thần Lôi, hay là Đái Thành Long Vô Phong Trọng Kiếm, đánh vào màu xám sắt cự nhận phía trên, lại như là bùn nhưu nhập hải, toàn không một chút tin tức, kia cự nhận vẫn như cũ từng chút hướng xuống chân áp mà tới. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt pháp lực tiêu hao kinh người, hai người rơi vào đường cùng, cũng đành phải riêng phần mình tế lên pháp bảo, cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ, gắt gao gánh vác cái này từ trên trời giáng xuống vạn quân cự nhận. Ứng Linh Trạch lại không chút do dự, hướng Na cùng xinh xắn Nhung Vu hợp thể mãnh thú ma ngẫu cùng cái khác mấy tên Nhung Vu nghênh kích đi lên, bản mệnh tiền tài tế ra, hóa thành một cỗ vàng cam cam gió lốc, đem địch nhân tất cả đều bao khỏa trong đó. Tiêu Phàm đối đây, hoàn toàn không có phản ứng, song mi nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem cái này cánh cửa không gian mở ra. Về phần này cửa mở ra về sau, thông hướng nơi nào, có phải là có thể thoát khỏi giáo tôn truy sát, lại là hoàn toàn không biết, ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có. Ai cũng không biết, cánh cửa không gian phía sau, đến cùng cất giấu thứ gì. Dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện, quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn lại tới đây, tổng là có lý do. Ầm ầm giữ lẫn nhau âm thanh bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt ba người liên thủ, cũng ngăn không được cự nhận, lại bị áp xuống tới hơn một trượng. Nhiều như vậy đại tu sĩ, lại lựa chọn loại này đấu pháp. Thực tế cũng là bất đắc dĩ. Không chỗ xê dịch, giáo tôn cũng là nhắm ngay điểm này, mới không kiêng nể gì như thế toàn lực bộc phát, muốn một đao định càn khôn. Nếu như là bên ngoài ở giữa, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng kinh nghiệm, tự nhiên sẽ có càng huyền đấu pháp, nào có nghĩ cấp thấp tu sĩ như thế, liều mạng pháp lực. Cự nhận còn tại một chút xíu ép hạ, dạng này lấy cứng trọi cứng cùng chết, càng về sau càng nguy hiểm, càng khó lấy thoát thân, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thật giống như đại lực sĩ nhờ ngàn cân áp, vừa lúc bắt đầu, phấn khởi đánh cược một lần, còn có cơ hội chạy thoát, một khi bị ngàn cân cự áp gắt gao ngăn chặn, kết quả kia bình thường chỉ có một cái kiệt lực mà chết. Tiêu Phàm, Huệ Thiên Hào cắn răng nghiến lợi buồn bực giống một tiếng. Tiểu tử ngươi lại phá không được kia quang môn, đoàn người đều là một con đường chết. Đúng lúc này, Tiêu Phàm rốt cục động, chỉ gặp hắn tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết không ngừng hướng Càn Khôn đỉnh, vọt tới, chữ màu đỏ bảo đỉnh, tại trước ngực hắn hơn một trượng chỗ xoay chậm chậm, dần dần lộ ra chữ ánh sáng màu đỏ, mà lại càng ngày càng là sáng tỏ. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, một cái bóng mờ, từ Càn Khôn đỉnh, bên trong tách ra, tách rời quá trình cực chậm, quả thực chính là cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sinh con, không cẩn thận liền làm bị thương hài nhi. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ quang cảnh, hư ảnh mới hoàn toàn từ thân đỉnh tách rời. Phiêu hốt tại, Càn Khôn đỉnh, phía bên phải vài thước bên ngoài, đồng dạng trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, lộ ra từng đợt nhu hòa nhưng lại tràn trề không gian chi lực. Lại một thời gian uống cạn chung trà, thứ hai hư ảnh cũng từ, Càn Khôn đỉnh, tách ra, trôi nổi tại bảo đỉnh bên trái vài thước chỗ. Cũng không biết Tiêu Phàm dùng loại nào pháp môn, vậy mà thành công đem, Càn Khôn đỉnh, chia ra làm ba, hai cái hư ảnh tựa hồ cũng mang có một chút bảo đỉnh không gian chi lực. Chút này không gian chi lực, dùng vào thời điểm khác. Tự nhiên là toàn chỗ vô dụng, nhưng dưới mắt dùng để phá giải vách đá này bên trên quang môn, ngược lại là đối chứng cực kỳ. Oanh, đang cùng mãnh thú ma ngẫu cùng với khắc nhung vu tác chiến thổ ma ngẫu bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một cỗ đầy trời cát vàng. Đây đã là thổ ma ngẫu bị đánh cho lần thứ ba bạo thể. Dù sao hắn muốn đối mặt đối thủ quá nhiều, mà lại từng cái đều không phải tên soàng xính, nếu như không phải đem thổ ma ngẫu tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới. Tuyệt đối không chỉ là bị đánh nổ ba lần đơn giản như vậy, nói không chừng liền bị những này tinh thông vu linh chi thuật nhung vu nhóm trực tiếp tù binh quá khứ. Trong lúc nguy cấp thời điểm, Ứng Linh Trẻ cũng xác thực đủ mạnh mẽ, thổ hoàng sắc gió lốc ở trên mặt đất một quyển, lại tại hơn một trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra thổ ma ngẫu thân thể, hổ gầm một tiếng, lần nữa đón mãnh thú ma ngẫu cùng cái khác nhung vu mãnh xông đi lên, tiền tài bay múa, cự trùy vung mạnh chuyển như gió, thế cùng hổ điên.
kéo chặt lấy bọn hắn, để bọn hắn ai cũng đằng không xuất thủ đến lại cho Âu Dương Minh Nguyệt đám ba người tăng thêm cuối cùng một cọng rơm. Thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên tách ra hai đạo bảo đỉnh hư ảnh, giáo tôn trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Phàm tựa hồ tìm được phá cửa quyết khiếu. Đánh tới mức này, nơi nào còn có thể tha cho bọn hắn chạy thoát. Giáo tôn hừ lạnh một tiếng, hợp thể ma ngẫu toàn thân quang hoa đại phóng, vậy mà lần nữa bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, vô tận chân nguyên pháp lực, bỗng nhiên tuôn ra tiến vào kia chậm chậm đè xuống cự nhận bên trong. Trong chốc lát, cự nhận uy lực tăng gấp bội, Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đồng thời miệng hơi mở, phun ra từng ngụm máu tươi, trên thân khí tức, tiến một bước suy yếu xuống dưới, thậm chí đã chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại đại tu sĩ cảnh giới. Đủ thấy lần này cứng đối kháng, thực tế bọn hắn cũng đã dốc hết toàn lực. Răng rác, một tiếng, cự nhận có hạ thấp xuống vài thước. Âu Dương Minh Nguyệt đã không sai biệt lắm khôi phục lại thường nhân chiều cao dáng người, trên mặt ân hồng tự huyết, toàn thân khớp nối xương cốt bạo đậu vang lên không ngừng, thể nội chân nguyên pháp lực, trôi qua hơn phân nửa, thậm chí chống đỡ Hạo Dương bảo kính hai tay, lại có chút khẽ run lên. Đại trưởng lão cũng đã đến cực hạn. Đúng lúc này, một cỗ to lớn đại lực bỗng nhiên từ một bên phóng lên tận trời, uy lực mạnh, ở xa Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long phía trên, tung coi như bọn họ thời kỳ toàn thịnh, cũng không gì hơn cái này. Xuất thủ chính là Thiên Diệu Tiên Tử. Đến như vậy trong lúc nguy cấp, Thiên Diệu Tiên Tử cũng chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Một khi Âu Dương Minh Nguyệt sụp đổ mất, Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long lập tức liền muốn bị vạ lây. Mà nếu như ba người bọn hắn đều đổ xuống tới, còn lại nàng cùng Tiêu Phàm cùng Ứng Linh Trạch, cuộc chiến hôm nay, kết cục liền sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Phải này giúp đỡ, Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức song mi lại nhíu chặt. Mặc dù Thiên Diệu Tiên Tử có thể giúp nàng chống cự nhất thời bán hội, nhưng mà đây chỉ là biện pháp không triệt để, kiên trì không được bao lâu, Thiên Diệu Tiên Tử chân nguyên pháp lực, cũng giống vậy sẽ bị hao hết sạch. Tất cả hy vọng, đều ký thác vào Tiêu Phàm trên thân. Đúng lúc này, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, hai tấm đỏ thắm phù lục bay ra, Tiêu Phàm hai tay gảy nhẹ, hai đạo pháp quyết đồng thời đánh trúng hai cái phù lục, lập tức quang mang lóe lên, phù lục liền bị kích phát. Hai cỗ khí tức kỳ lạ, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái này hai cỗ khí tức cũng không thế nào cường đại, lại vô cùng kỳ lạ. Ngay cả đang toàn lực đối kháng giáo tôn cự nhận Âu Dương Minh Nguyệt, trong lúc cấp bách cũng không nhịn được quay đầu hướng bên kia nhìn một cái, lập tức liền ngây người. Ba cái Tiêu Phàm, trong chớp nhoáng này, tại vách đá trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ba cái Tiêu Phàm. Mặc dù một chút liền có thể nhìn ra, ở giữa cái kia mới là chân thân, hai bên ngưng tụ ra, bất quá là hai cái hư ảnh, nhưng tấm lưng kia, lại cực giống Tiêu Phàm, nhất là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, trên người hai người này lộ ra, cũng là cực kỳ chính tông hạo nhiên chính khí, phảng phất là Tiêu Phàm hai cái phân thân. Cứ việc khí tức kém xa Tiêu Phàm bản tôn, lại cũng có được nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá không có bản tôn cường đại như vậy đến quá mức. Hai cái này hư ảnh, vậy mà là lấy phù lục triệu hoán đi ra. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời, cũng bị dạng này, ảo thuật, hù dọa. Đây là cái gì phù lục? Chẳng những có thể triệu hồi ra cùng bản tôn giống nhau như đúc hư ảnh, lại còn có thể phục chế, bản tôn cảnh giới cùng khí tức. Bất quá, đại trưởng lão thực tế thông minh, trong đầu điện quang lóe lên. Một cái tên bỗng nhiên ánh vào mi mắt của nàng, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Triệu Linh Phù. Chương 1260, thoát thân. Đối Nam Châu Đại Lục chế phù sư mà nói, Triệu Linh Phù tuyệt đối là một cái thần kỳ truyền thuyết. Loại này có thể hoàn chỉnh phục chế tự thân, đồng thời có thể phát huy ra mấy thành công lực thần kỳ phù lục, nghe nói rất nhiều năm trước đúng là tồn tại, nhưng bây giờ sớm đã thành truyền thuyết, không biết bao nhiêu năm trước liền đã thất truyền. Rốt cuộc không nghĩ tới. Vậy mà lại ở đây nhìn thấy, từ Tiêu Phàm lòng bàn tay thi triển đi ra. Đương nhiên, dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt, cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, cái này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết Triệu Linh Phù, nhưng không dám khẳng định. Chỉ thấy ba cái Tiêu Phàm đồng thời bấm quyết, từng đạo pháp quyết hướng trước mặt, càn khôn đỉnh, kích bắn đi, kia hai đạo hư ảnh bắn ra pháp quyết, lại là đường đường chính chính, không thể giả được hạo nhiên chính khí. Nếu không phải như thế, dù là công lực lại cao, cũng thúc đẩy không được, càn khôn đỉnh. Hảo tiểu tử, lớn mật, thấy một màn này, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người là vừa mừng vừa sợ, giáo tôn lại là vừa sợ vừa giận. Từ cái này tư thế nhìn, làm không tốt cái này cánh cửa không gian thật sẽ bị hắn mở ra. Mặc dù không rõ ràng lắm cánh cửa không gian mở ra về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến tổng không phải chuyện gì tốt.
hiển nhiên những này kẻ ngoại lai liền muốn ngăn cản không nổi, bị toàn diệt ở đây, lại sao có thể khoan nhượng bọn hắn thiết bên ngoài tái sinh nhánh. Lập tức một tiếng quát lớn, một đạo sắt hào quang màu xám, bỗng nhiên từ hợp thể ma ngẫu eo cùng lúc bắn ra, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người chưa lấy lại tinh thần, kia sắt hào quang màu xám liền đã chợt lóe lên, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình, lại không nghĩ tới, hợp thể ma ngẫu còn có thủ đoạn như vậy, nguyên lai tưởng rằng giáo tôn cũng đã dốc hết toàn lực. Lúc này, bất kỳ người nào đều đã không kịp xuất thủ ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu, cẩn thận, cũng không kịp nhắc nhở. Liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, hơn 10 mai nắm đấm lớn tiểu nhân vảy rồng. Từ Tiêu Phàm khôi giáp bên trên bay múa mà ra, khoảnh khắc hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, ngăn tại cái kia đạo màu xám sắt ám khí trước đó. Chính là ly giao kia 12 phiến bản mệnh vảy rồng, dung hợp kim giao vương 4 mảnh bản mệnh vảy rồng ở bên trong, là cả cỗ vảy rồng giáp lực phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cũng lớn nhất linh khí 12 vảy rồng thuẫn giáp. Mắt thấy nguy cấp, lập tức bay múa ra, tự động hộ chủ. Suy, mảnh thứ nhất vảy rồng thuẫn giáp không chút huyền niệm, bị màu xám sắt ám khí bắn thủng, cơ hồ không có chút nào trở ngại. Ám khí kia nếu là hợp thể ma ngẫu giữ lại đến đòn sát thủ sau cùng, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Dù coi như là chân chính cơ thể sống trưởng thành kim giao vương, cũng chưa chắc có thể chỉ bằng vào lân giáp liền ngăn trở một kích này. Suy suy suy, màu xám sắt ám khí lại một hơi xuyên qua 3 mảnh bản mệnh vảy rồng. Thế như trẻ tre, khi màu xám sắt ám khí xuyên thấu 8 tấm vảy rồng thuẫn giáp về sau, tình thế rốt cục thoảng qua chậm lại một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như không phải một đám hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt sắc bén, một chút tình thế chậm lại, quả thực liền nhìn không ra. Trên thực tế, điểm này trì trệ, cũng không có tác dụng gì. Lấy ám khí kia sắc bén, một hơi xuyên thấu 12 chiếc vảy rồng thuẫn giáp về sau, còn có thể dễ như trở bàn tay tại Tiêu Phàm trên thân móc ra một cái cự đại lỗ máu. Dù là Tiêu Phàm đem yêu thú thiên phú thần thông cùng vô cực long tượng công luyện thể thuật tu luyện tới cực hạn, cũng ngăn cản không nổi. Cái này sắt ma ngẫu vốn là canh kim thuộc tính, sắc bén vô so, không gì không phá. Nhưng mà lúc này, cho dù ai đều giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cầu nguyện kỳ tích sẽ phát sinh. Ngay cả Huệ Thiên Hào đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt, Tiêu Phàm bị đánh chết, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người muốn bồi táng. Không có một cái chạy trốn được. Suy suy suy, màu xám sắt ám khí lại thế như trẻ tre xuyên thấu 3 tấm vảy rồng thuẫn giáp, đảo mắt cũng chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh bản mệnh vảy rồng thuẫn giáp. Lúc trước bên cạnh 11 chiếc vảy rồng thuẫn giáp tình hình đến xem, cuối cùng này một chiếc vảy rồng, cũng không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn, trong nháy mắt, liền sẽ bị bắn thủng. Nhưng mà, kỳ tích ngay tại lúc này phát sinh, khi màu xám sắt ám khí thẳng bắn tới thời điểm, cuối cùng một chiếc vảy rồng thuẫn giáp bỗng nhiên phóng xạ ra hào quang màu đỏ, thuẫn giáp xung quanh không khí, nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Mắt đỏ cánh cá mập, mọi người vừa mừng vừa sợ, nhớ được tại ma quỷ bờ biển duyên, Tiêu Phàm thế nhưng là đại khai sát giới, thu thập không ít mắt đỏ cánh cá mập vây ngực. Cái này mắt đỏ cánh cá mập cực kỳ hung hãn, nhất là am hiểu chém giết gần người, vây ngực đối các loại công kích có trời sinh lực phòng ngự, có thể tại quan trọng trước mắt đem công kích của địch nhân lướt qua đi một bên. Trên thực tế chính là trong phạm vi nhỏ không gian vặn vẹo, chỉ bất quá lực đạo không mạnh, có chút cùng phàm tục giới võ thuật, chiêm y thập bát điệt, tương tự. Tại Hắc Uyên chi địa, Hoàng Đường vì Tiêu Phàm trùng luyện vảy rồng giáp, liền đem mắt đỏ cánh cá mập vây ngực luyện hóa đi vào. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều bổ sung lấy mắt đỏ cánh cá mập loại này phòng ngự thiên phú. Chỉ bất quá, màu xám sắt ám khí thế tới thực tế quá nhanh, bám vào kinh lực thực tế quá mạnh, bản thân hiện tại quả là quá mức sắc bén. Đằng trước 11 tấm vảy rồng thuẫn giáp bên trong mắt đỏ cánh cá mập thiên phú thần thông không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng trải qua liên tiếp không ngừng trở ngại cùng tiêu hao, màu xám sắt ám khí bốc đồng đến cùng còn là bị làm dịu không ít. Cuối cùng này một tấm vảy rồng thuẫn giáp, rốt cục phát huy tác dụng. Đương nhiên, muốn triệt để ngăn trở cái này mũi ám khí, kia là không thể nào. Suy, ám khí không chút khách khí, đem cuối cùng một tấm vảy rồng thuẫn giáp bắn thủng, nhưng mà... Làm ám khí xuyên thấu cuối cùng này một tấm vảy rồng thuẫn giáp thời điểm, phương hướng lại hướng phải thoáng lệch một điểm. Bất quá, đối với Tiêu Phàm đến nói, đem ám khí mang lệch điểm này phương hướng, cũng đã đầy đủ. Màu xám sắt ám khí bắn trúng hắn eo phải, nghiêm chỉnh mà nói, là quẹt vào hắn eo phải bộ khôi giáp lân phiến, sau đó nghiêng bay chéo ra ngoài, chính giữa bên phải cái kia đạo triệu linh phủ huyễn hóa mà ra hư ảnh.
Phốc, một tiếng, cái bóng mờ kia tựa như cùng bọt biển bạo liệt mà ra, không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực, hư ảnh ngưng tụ mà ra hạo nhiên chính khí, cũng tiêu tán theo. Cái này, Phù Linh, nháy mắt liền bị diệt sát rơi. Y theo thiên diệu thần phù ghi chép, tốt nhất nhất triệu linh phù triệu hoán đi ra Phù Linh, có thể đủ phát huy ra bản tôn hơn 9 thành thực lực, kiên trì thời gian cũng không quá ngắn, đồng thời vô luận khí tức hay là hình dạng, đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào, đủ để đánh cháo. Bất quá lấy Tiêu Phàm trước mắt chế phù tiêu chuẩn, lại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra thấp nhất chờ triệu linh phù, Phù Linh thực lực cực kỳ có hạn, tự nhiên ngăn không được ngộ linh kỳ hợp thể ma ngẫu một kích. Chỉ bất quá, lúc này diệt sát Phù Linh, lại là không kịp ngăn cản Tiêu Phàm. Phù Linh trước mặt, càn khôn đỉnh, hư ảnh, đã bị Phù Linh triệt để kích phát, ba cái, càn khôn đỉnh, đồng thời hào quang tỏa sáng, ba đạo chữ màu đỏ hỗn độn đồ xoay tròn lấy, bắn ra, đảo mắt liền chui vào đến trên thạch bích màu ngà sữa quang môn bên trong. Ngay sau đó, cánh cửa không gian phóng xạ ra cực kỳ bạch quang chói mắt. Nguyên bản tương đối ổn định không gian chi lực, bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng loạn, ẩn ẩn có không gian phong bạo càn quét mà ra. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không khỏi đại hỉ. Lẽ nào lại như vậy? Giáo tôn giận tím mặt, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem toàn thân pháp lực đều kích phát ra đến, sau cánh tay đồng loạt phát lực, màu xám sắt cự nhận bỗng nhiên đè ép xuống. Cùng lúc đó, Hạo Dương bảo kính cũng là hào quang tỏa sáng, gắt gao đứng vững màu xám sắt cự nhận. Âu Dương Minh Nguyệt lại chu cái miệng nhỏ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phong hoa tuyệt đại gương mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long hai người, tình hình cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, toàn thân xương cốt lạc lạc, rung động. Hiển nhiên cũng đã kích phát ra giọt cuối cùng tiềm lực. Thiên Diệu tiên tử thì gương mặt xinh đẹp đỏ thắm, trên thân khí tức nháy mắt đạt đến tại trạng thái đỉnh cao nhất. Tục ngữ nói, cứng quá dễ gãy, quá thịnh khó thủ, khi tất cả tiềm lực đều kích phát sau khi đi ra, tiếp xuống chính là phi tốc suy sụp. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành thân cao mấy trượng cự linh thần. Toàn thân công lực ngưng tụ, bỗng nhiên một trường hướng về phía trước đánh ra. Mở, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia màu ngà sữa cánh cửa không gian rốt cục hoàn toàn mở ra, vô số màu ngà sữa vầng sáng xoay tròn mà ra, cực kỳ huyễn lệ, nhưng mà bổ sung không gian phong bạo, lại khiến cho mọi người đều gan chiến tâm kinh. Trừ bạch quang hay là bạch quang, bất kỳ người nào đều thấy không rõ lắm, cái này cánh cửa không gian phía sau, đến cùng là cái gì? Chỉ bất quá trong lúc này, lại là ai cũng không lo được những này, vô luận cái này không gian phong bạo nhiều nguy hiểm, cũng vô luận cái này cánh cửa không gian phía sau có cái gì, bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác. Đi, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên một quấy, trừ màu đỏ hỗn độn đồ bay múa mà ra, lập tức đem một phần nhỏ không gian phong bạo quấy nhiễu phải cải biến ban đầu lộ tuyến, hướng giáo tôn biến thành hợp thể ma ngẫu càn quét mà đi, thế đi rào rạt, rất có muốn đem giáo tôn bọn người đều một quyển mà vào tư thế. Tiểu bối, giáo tôn giận quá mà cười, lại cũng không nghĩ ra, một nhóm kẻ ngoại lai bên trong, ngược lại là cái này trẻ tuổi tiểu bối khó chơi nhất, nhiều lần bị một cái hậu bối như thế khiêu khích, giáo tôn quả thực ngay cả phổi đều muốn tức điên. Nhưng mà tức giận thì tức giận, giáo tôn còn thật không dám đối cái này không gian phong bạo chi lực làm như không thấy. Không gian chi lực, dù coi như là chân chính ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không dám khinh thường. Mắt kiến không ở giữa phong bạo cuốn tới, giáo tôn bất đắc dĩ, đành phải sáu tay vừa nhấc, đem cự nhận thu hồi lại, đồng thời bỗng nhiên một đao, hướng na khí thế hùng hổ không gian phong bạo mãnh vỗ tới. Đối với không gian chi lực, giáo tôn biết cũng không quá nhiều, hắn vẫn luôn chưa từng tinh nghiên không gian chi đạo. Bằng không mà nói, hắn sớm liền nghĩ biện pháp chữa trị tổng đàn thần miếu không gian tổng khống cơ quan, chí ít cũng sẽ nghĩ cách một tìm tòi minh những cái kia nhiều năm trước bị triệt để ngăn cách thần miếu không gian. Bất quá giáo tôn nhưng cũng biết, mặc kệ là loại lực lượng nào, tranh đấu, tóm lại là kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, cái này một quy tắc, là tuyên cổ bất biến chân lý. Nếu như là vậy chân chính cường đại hoàn chỉnh không gian phong bạo, giáo tôn tự nhiên không dám ngạnh giang, đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ không gian phong bạo bị lệch phương hướng, mà lại kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng cũng không hề đáng sợ. Ngay tại cự nhận thu về nháy mắt, đặt ở Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đỉnh đầu, Thái Sơn, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cái gì đều không kịp ngẫm nghĩ nữa, lòng bàn chân độn quang cùng một chỗ, không chút do dự hướng Tiêu Phàm bên kia kích bắn đi. Nhìn thấy cuồn cuộn tứ ngược không gian phong bạo, cũng chỉ hơi chần chờ, liền không quan tâm bay bắn vào.
chữ màu đỏ, Càn Khôn đỉnh, chính chậm rãi lơ lửng tại cánh cửa không gian phía trên. Đợi đến giáo tôn một đao xua tan không gian phong bạo, lại ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, nơi nào còn có Tiêu Phàm đám người bóng dáng. Ngay cả trên thạch bích màu ngà sữa cánh cửa không gian cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũ hồi phục thành một cái màu nâu xanh vách đá, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1261, tàn phá không gian. Hào quang màu nhũ bạch dần dần tiêu tán, tất cả mọi người cước đạp thực địa, không chịu được nhẹ nhàng thở phào một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một bên mông lung, không nhìn rõ thứ gì. Lại nhìn về phía trước đi, lại là từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là rộng lớn không gian. Dưới mắt, bọn hắn tựa hồ là đặt chân tại một chỗ trên vách đá, đứng được cao, tầm mắt cực dai, tốt một mảnh đại sa mạc Gobi, không thể nhìn thấy phần cuối. Tình hình này, ngược lại là cùng Tiêu Phàm ở địa cầu cái kia dưới nước kim tự tháp nội bộ thời điểm có chút cùng loại. Chỉ bất quá tại cái kia dưới nước kim tự tháp, Tiêu Phàm nhìn thấy chính là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Bây giờ thấy, lại là một mảnh hoang mạc, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thấp bé bụi cây tô điểm trong đó, nó hoang vu trình độ, có thể so Đông Bình hoang nguyên. Mà lại, mọi người lập tức cảm ứng được, nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, so Đông Bình hoang nguyên còn muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm, trên cơ bản không thích hợp tu luyện, chỉ sợ ngay cả chút cơ kỳ tu sĩ ở đây, đều sẽ cảm giác phải khó mà tiến bộ. Lại không biết đến cùng là loại nguyên nhân nào. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt gọi một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm sớm đã bốn phía từng điều tra, Từ Tốn nói, chúng ta đã tiến đến, đây là một cái hoàn toàn độc lập không gian, nhung vu vào không được. Khi bọn hắn tiến vào cái này không gian độc lập về sau, Tiêu Phàm tự nhiên ngay lập tức đem Càn Khôn đỉnh thu hồi lại, cánh cửa không gian lập tức quan bế. Không có Càn Khôn đỉnh, không có hắn dạng này cao thâm không gian tạo nghệ. Dù coi như giáo tôn thật sự là hàng thật giá thật ngộ linh kỳ lão tổ, cái kia cũng tuyệt đối tiến vào không tới nơi này. Nghe Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục đều để xuống. Lại là ai đều chưa từng mở miệng xin hỏi, kia chữ đỉnh nhỏ màu đỏ đến cùng là loại nào dị bảo, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết vô cực môn bảo vật trấn giáo, Càn Khôn đỉnh. Mặc dù mọi người trong lòng đều đang hoài nghi, nhưng rất thức thời, ai cũng không hỏi. Tại cái này không gian xa lạ bên trong. Hay là không nên tùy tiện gây Tiêu Phàm sinh nghi vi diệu. Trên đường đi, Tiêu Phàm biểu hiện ra đủ loại thực lực, thực tế để người lau mắt mà nhìn. Mặc kệ là Huệ Thiên Hào hay là Đái Thành Long bọn người, đều không thể không ở trong lòng thừa nhận, đơn đả độc đấu, mình có lẽ sẽ không thua tiểu tử này. Nhưng mà muốn dễ dàng bắt lấy hắn, kia tuyệt đối không thể. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái thiên diệu tiên tử thời thời khắc khắc thủ ở bên cạnh hắn. Lúc này, đi ngấp nghé người ta chí bảo, thực tế là rất không thích hợp. Tại cái này dị giới tha hương, người một nhà hay là chân thành đoàn kết tốt, nếu không. Chỉ sợ khó mà còn sống Nam Châu Đại Lục, đây rốt cuộc là cái dạng gì không gian, làm sao linh khí như thế mỏng manh. Chốc lát, Huệ Thiên Hào không chịu được hỏi. Vừa mới một trận ác chiến, người người thụ thương, Huệ Thiên Hào thương thế nặng nhất. Vội vã muốn đả tọa an dưỡng, ai ngờ này địa linh khí mỏng manh dị thường, đừng bảo là chữa thương, liền là thường ngày tu luyện. Đó cũng là còn thiếu rất nhiều. Huệ Thiên Hào trong lòng tự nhiên có chút phiền muộn. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói có lẽ còn là tại Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu. Khí tức là giống nhau, bất quá khả năng trước đây thật lâu, liền cùng cái khác không gian mất đi liên hệ. Không có liên tục không ngừng linh lực bổ sung, vì vậy mới 10 điểm hoang vu. Trên cơ bản, Tiêu Phàm điều phỏng đoán này đã cực kỳ tiếp cận sự thật. Năm đó Tây Nhung giáo nội loạn, chẳng những không gian tổng khống hư hao, tổng đàn thần miếu rộng lớn không gian, cũng bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Dưới mắt không gian này, hẳn là bị chia cắt phải 10 điểm triệt để, đến mức không cách nào từ cái khác không gian thu hoạch được linh khí bổ sung, một lúc sau, liền trở nên cực kỳ hoang vu. Trận kia nội loạn, dẫn đến Tây Nhung giáo thực lực đại tổn, cần biết năm đó, Tây Nhung giáo thế nhưng là thiên ma đạo đệ nhất đại tông. Kia phải nghĩ biện pháp sớm một chút rời đi nơi này mới được. Chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào nghe xong, lập tức nói. Hay là trước chữa thương đi, Tiêu Phàm đơn giản sáng tỏ nói, muốn rời khỏi dạng này không gian độc lập, có đôi khi thật đúng là phải bằng vận khí, cũng không phải muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra. Trận này đại chiến, Tiêu Phàm cũng thụ thương không nhẹ, mặc dù này địa linh khí 10 điểm mỏng manh, mượn nhờ linh thạch chữa thương vẫn là có thể làm được, nếu không, linh thạch lấy ra có làm được cái gì.
Lấy bọn hắn người đi đường này thân gia chi giàu, phẩm tướng cực giai cao giai linh thạch cũng không biết có bao nhiêu. Đối Tiêu Phàm lời ấy, ngược lại là ai cũng không có có dị nghị. Ứng Linh Trạch ẩn thân cùng thổ ma ngẫu bên trong, mặc dù không có thụ thương, nhưng cùng Nhung Vu tác chiến, thần hồn bao nhiêu lại nhận chút ảnh hưởng, có lẽ tính dưỡng thật tốt điều tức một phen. Đồng thời còn muốn luyện hóa một ít linh thạch dự bị. Thổ ma ngẫu dung nhập linh thạch cực phẩm về sau, cùng cái khác ma ngẫu có một cái khác biệt lớn nhất, chính là linh thạch hòa tan lượng không biết tăng to được bao nhiêu lần. Bình thường đến nói, lúc trước Nguyên Anh sơ kỳ thổ ma ngẫu, ước chừng một lần nhiều nhất có thể luyện hóa 10 khỏa cao giai linh thạch, cũng đã là dung nạp linh khí cực hạn. Như lúc trước dạng này ác chiến, chỉ sợ một lần liền có thể đem tất cả linh khí toàn bộ hao hết. Dung nhập linh thạch cực phẩm về sau, linh khí dung lượng lại trong bất chi bất giác tăng nhiều. Mặc dù nói, linh thạch cực phẩm linh lực dồi dào, đủ để chèo chống thổ ma ngẫu hoạt động thời gian rất dài, Ứng Linh Trạch hay là thường xuyên vì thổ ma ngẫu bổ sung linh lực, linh thạch cực phẩm cung cấp linh lực, chỉ làm dự trữ, chỉ có tại hoàn toàn không có thời gian bổ sung linh lực thời điểm, mới vận dụng sau cùng dự trữ nguồn năng lượng. Lập tức mọi người ngay tại trên vách núi đá mở ra tiểu xảo động phủ, riêng phần mình ăn vào đan dược chữa thương, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch, bắt đầu thổ nạp điều tức. Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử đều không chút do dự tiếp nhận Tiêu Phàm cho đan dược, Đái Thành Long hơi một do dự, cũng tiếp nhận Tiêu Phàm đan dược ăn vào, chỉ có Huệ Thiên Hào không tiếp thu, một câu, hảo ý tâm lĩnh, liền đem Tiêu Phàm chắn trở về, phối hợp ăn vào mình tùy thân mang theo đan dược. Hiển nhiên tại ở sâu trong nội tâm đối Tiêu Phàm hay là 10 điểm đề phòng. Ai biết tiểu tử ngươi ăn cái gì tâm, vạn nhất đan dược này bên trong có gì đó cổ quái, cũng không phải lấy ngươi đạo nhi. Phải biết gia hỏa này thế nhưng là danh xưng y thánh, tại cái này y đạo dược lý bên trên tạo nghệ, 10 cái Huệ Thiên Hào cũng so ra kém. Thật muốn tại đan dược bên trong giấu giếm huyền cơ, người bình thường lại nơi nào phân biệt ra được. Tiêu Phàm cố nhiên là lỗi lạc quân tử, làm sao mỗi cái suy tư của người phương thức đều là suy bụng ta ra bụng người, Huệ Thiên Hào nhà mình âm hiểm xảo trá, tự nhiên là vô luận như thế nào cũng tin không nổi Tiêu Phàm. Tiêu Chân Nhân cũng tịnh không miễn cưỡng, nhoáng một cái. 2 tháng liền đi qua, một nhóm 6 người lại xuất hiện tại bên bờ vực, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, thả ra màu xanh sẫm phong vũ tàu cao tốc, mọi người đạp lên tàu cao tốc, chậm chậm hướng đại sa mạc Gobi chỗ sâu bay đi. Nói dễ nghe điểm, đây là một cái không gian độc lập, trên thực tế chính là một cái tàn phá không gian. Trừ linh khí mỏng manh bên ngoài, không gian chi lực cũng là hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải ẩn tàng vết nứt không gian, không cẩn thận liền sẽ bị cắt thành 2 đoạn. Mặc dù đối tốc độ bay không có quá nhiều áp chế, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, ai dám cực tốc chạy vội. Dù coi như Tiêu Phàm tinh thông không gian thần thông, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn thả ra phong vũ tàu cao tốc, chờ mọi người cùng nhau phi độn, cứ như vậy, chỉ ít đang phi độn thời điểm, bọn hắn là một cái chỉnh thể, Tiêu Phàm chỉ cần cam đoan tàu cao tốc an toàn, không bị không gian chi lực phá hủy là được. Nếu như riêng phần mình cưỡi gió mà đi, hắn sẽ phải đồng thời chiếu cố tất cả mọi người. Có Càn Khôn đỉnh bảo vệ, trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian đều bị Tiêu Phàm một một tránh đi. Bọn hắn tại tìm đường ra ngoài, đây là một cái kỳ lạ không gian, chẳng những linh khí mỏng manh mà lại đối thiên cơ che đậy phải cực kỳ nghiêm mật, thuật bói toán ở đây cơ hồ hoàn toàn mất linh. Cái gọi là xem bói đơn giản là nhìn trộm trời cơ, nhưng mà nơi đây tàn phá không gian cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, không ngớt cơ chi lực đều cơ bản bị che đậy bên ngoài, xem bói liền mất linh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể khai thác ngốc nhất biện pháp, một chút xíu hướng trước điều tra. Lấy hắn tại không gian thần thông phương diện tạo nghệ, chỉ cần cái này tàn phá không gian nơi nào đó không gian chi lực bất ổn, hẳn là có thể điều tra được đi ra, lại tìm cách mượn nhờ Càn Khôn đỉnh chi lực, cưỡng ép phá vỡ điểm yếu, rời đi cái này đất chết. Chỉ là phong vũ tàu cao tốc không thể cực tốc phi đột, như thế từng tấc điều tra, thực tế là rất hao tổn tốn thời gian. Cũng may không gian này không tính quá lớn, mà lại tựa hồ thành chật hẹp hình sợi dài, phong vũ tàu cao tốc tả hữu lưu động một cái vừa đi vừa về, cũng khỏi phải quá lâu. Xuất phát không có mấy ngày, bọn hắn ngay tại một chỗ sa mạc bên trên tìm được một bộ thi hài. Kiểm tra cái này thi hài bọc hành lý, có thể xác định, đây là một Nhung Vu, mà lại tựa hồ cấp bậc còn không quá thấp. Bởi vì bên cạnh hắn cách đó không xa còn có một bộ vứt bỏ ma ngẫu. Cỗ này ma ngẫu ngược lại là không có cái gì tổn thương, chỉ là linh lực hao hết, thể nội 2 hồn 5 phách không có linh lực tẩm bổ, triệt để tiêu tán.
Từ sử dụng trong tài liệu đến xem, cỗ này ma ngẫu lúc trước khả năng có được nguyên anh sơ kỳ thực lực. Có thể luyện chế đồng thời thúc đẩy nguyên anh cấp ma ngẫu, nhất định là cao giai nhung vu, điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Từ cái này nhung vu chữ vật vòng tay bên trong tìm tới một mảnh thẻ tre bên trong minh xác ghi chép, nhiều năm trước Tây Nhung giáo kia một trận nội loạn, là bắt nguồn từ hai tên lớn nhung vu tranh đoạt giáo tôn chi vị, ra tay đánh nhau. Trong giáo cái khác nhung vu, phân biệt phụ thuộc cái này hai đại cao thủ, gà nhà bôi mặt đá nhau, sử dụng bạo lực. Rất không may, bọn hắn là thất bại một phương. Vì đào thoát truy sát, đại sư huynh tại tối hậu quan đầu tự bạo không gian tổng khống lệnh bài, đem tổng đàn thần miếu bên trong cực kỳ rộng lớn không gian triệt để nổ tung, lúc này mới trốn qua đồng môn bắt giết. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí cũng làm thật không tốt, vậy mà thất thủ tại cái này xong chết hết không gian độc lập bên trong, rốt cuộc ra không được, cuối cùng linh khí hao hết, thọ nguyên cũng hao hết, như vậy vẫn lạc ở đây, hóa thành một đống xương khô. Theo phỏng đoán, lần này nội loạn phát sinh ở rất nhiều năm trước. Xem hết mảnh này thẻ tre bên trong ghi lại nội dung, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Ra không được, người này thân là Tây Nhung giáo cao giai nhung vu, đối tổng đàn thần miếu tự nhiên so với bọn hắn muốn hiểu được nhiều, thế nhưng hắn bị vây ở chỗ này về sau, lại là rốt cuộc ra không được, cuối cùng cả đời, cũng không từng tìm tới đường đi ra ngoài, cuối cùng bị vây chết tại đây. Vậy bọn hắn những này kẻ ngoại lai, lại sao có thể tìm tới đường ra? Đây là nhiều năm chuyện trước kia, chấm ngoặc kép, thật lâu, Tiêu Phàm trầm giọng nói, cái không gian này, nhiều năm trước liền linh khí hao hết. Loại tình hình này, là không thể nào lâu dài, nhất định có thể tìm tới điểm yếu. Không gian độc lập cũng không đủ linh lực chèo chống, một lúc sau, liền sẽ đổ sụp. Chỉ bất quá đổ sụp trước đó, sẽ dần dần xuất hiện rất nhiều khe hở, cuối cùng toàn bộ không gian chống đỡ không nổi, triệt để đổ sụp. Những này khe hở, chính là bọn hắn muốn tìm điểm yếu. Chương 1262, hoàn chỉnh bảo tàng. Thời gian từng ngày trôi qua, sự tình cơ bản không có cái gì tiến triển. Tiêu Phàm phỏng đoán tựa hồ có chút không lớn chuẩn xác, cái này không gian độc lập cố nhưng đã hao hết linh khí, nhưng cách đổ sụp còn rất sớm, thậm chí ngay cả khe hở đều rất ít có. Đoàn người tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Mặc dù nói, hao hết linh khí không gian độc lập cuối cùng khẳng định sẽ đổ sụp trước đó cũng khẳng định sẽ xuất hiện khe hở, nhưng ai biết còn muốn đợi bao lâu. Một nhóm 6 người, trừ Tiêu Phàm rất trẻ trung, còn có mấy trăm năm thọ nguyên bên ngoài, những người khác đều hao không nổi. Hao phí không được nhất, tự nhiên là Âu Dương Minh Nguyệt cùng Ứng Linh Trạch. Cứ việc có hồn hương một tầm bổ nguyên thần, về thời gian cũng không thể kéo quá dài. Tiêu Phàm vẫn như cũ kiên định không thay đổi thi hành chính mình lúc trước chế định kế hoạch, điều khiển lấy phong vũ tàu cao tốc, vừa đi vừa về tìm kiếm. Hơn nửa năm trôi qua, xem chừng cái này tàn phá không gian cũng tìm kiếm gần một nửa, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Phong vũ tàu cao tốc bên trong bầu không khí, trở nên 10 điểm một ngạt. Đoàn người đều không giữ được bình tĩnh, nhao nhao đứng ở đầu thuyền, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một điểm dấu hiệu khả nghi. Ngay cả nguyên bản thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long, đều kìm nén không được. Dạng này bay tới bay qua thời gian, càng ngày càng buồn tẻ. Huệ Thiên Hào đám người sắc mặt, cũng càng ngày càng khó coi. Tiêu đạo hữu, người nói đến cùng có đáng tin cậy hay không? Lại là rất nhiều ngày quá khứ, vẫn còn vô đoạt được, Huệ Thiên Hào rốt cục nhịn không được, sụ mặt, trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn ban đầu là dựa vào Tiêu Phàm mới lấy mở ra cánh cửa không gian trốn đến nơi đây, tránh thoát một kiếp, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhưng thật giống như đây hết thảy trách nhiệm đều hẳn là từ Tiêu Phàm đến gánh chịu như, tiểu tử ngươi không đem chúng ta làm tiến vào trong này đến, có lẽ lúc trước chúng ta còn có những biện pháp khác đâu. Người vốn là như vậy, Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, không rên một tiếng. Đối Huệ Thiên Hào, hắn cho tới bây giờ đều không có chút nào hảo cảm, đồng thời cho tới bây giờ đều không giấu giếm mình đối với hắn cảm nhận. Cùng người này ngàn tỷ bên trong đồng hành, đơn giản là lợi ích hút mắc, muốn nói giao tình, kia là không có một chút. Bây giờ mình ngay tại dốc hết toàn lực tìm kiếm đường đi ra ngoài, người này lại khí thế hùng hổ phảng phất hỏi tội. Tiêu Chân Nhân không có ở trước mặt gắt hắn một cái, đã coi như là rất khách khí. Huệ Thiên Hào lập tức giận dữ, trên cổ gân xanh từng cây tăng vọt mà lên. Nguyên bản đến hắn dạng này cảnh giới, cùng nhất môn chi chủ thân phận địa vị, tính được là lão hồ ly, trên cơ bản có thể làm được hỉ nộ không lộ. Chỉ bất quá tại loại này tuyệt cảnh đợi thời gian dài, tính tình cũng giữa bất chi bất giác có không nhỏ cải biến. Thiên Diệu Tiên Tử tiến lên một bước, đứng tại Tiêu Phàm bên người,
ánh mắt lạnh như băng, không khách khí chút nào hướng Huệ Thiên Hào quét tới. Huệ Thiên Hào không khỏi trong lòng cứng lại, nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu qua đi. Đúng lúc này, Tiêu Phàm song mi trong chớp nhoáng dương lên, dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, phong vũ tẩu cao tốc lập tức điều chỉnh hướng đi, phía bên phải phía trước bay thẳng mà đi. Tại cái hướng kia, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, có một cái cổ thành di chỉ. Nhìn ra được, nơi đó đã từng có một mảng lớn công trình kiến trúc, chỉ là thời gian xa xưa, những kiến trúc này vật phần lớn cũ nát sụp đổ, biến thành từng tòa phế tích. Cùng loại di chỉ, bọn hắn tại đại sa mạc Gobi bên trên cũng đã gặp mấy chỗ, nơi này nếu là Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu, có kiến trúc như vậy hào không lạ kỳ. Nhưng lần này, tình hình rõ ràng có chút khác biệt. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng từ trong khoang thuyền đi ra, thấp giọng hỏi một câu. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, đáp nơi đó có chút cổ quái. Chấm ngoặc kép, về phần đến cùng là loại nào cổ quái, Tiêu Phàm nhưng không có nói tỉ mỉ. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn, Càn Khôn Đỉnh, bỗng nhiên có cảm ứng, cái này đã nói lên, chỗ kia trong phế tích có không gian dị thường. Về phần có phải là hắn hay không một mực tại đau khổ tìm kiếm vết nứt không gian, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng đây là hơn nửa năm qua, Càn Khôn Đỉnh, một lần duy nhất cảm ứng, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua. Cứ việc tại cái này tàn phá không gian bên trong, không gian chi lực tương đối hỗn loạn, phong vũ tàu cao tốc không thể tốc độ cao nhất lao vùn vụt, trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, cũng là chớp mắt là tới. Dựa vào, Càn Khôn Đỉnh, cảm ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đi tiến vào di chỉ trung ương một cái vứt bỏ đại điện bên trong. Tòa đại điện này, hẳn là toàn bộ công trình kiến trúc trung tâm chỗ, cũng là lớn nhất công trình kiến trúc. Bất quá dưới mắt từ lâu trở nên tàn tạ không chịu nổi, thô ráp đất cát bụi đất, khoảng chừng vài thước dày, cơ hồ nhìn không ra đại điện dáng dấp ban đầu. Tiêu Phàm không chút do dự, ống tay áo phất một cái, lập tức một cỗ vòi rồng tịch đi lên, cuồng phong những nơi đi qua, đầy trời cát vàng bay múa, sau một lát, đại điện trên mặt đất vài thước dày bụi đất liền không thấy bóng dáng, lộ ra bằng phẳng hình sợi dài trang đá xanh, ngược lại là cùng toàn bộ tổng đàn thần miếu kiến trúc dùng tài liệu 10 điểm nhất trí. Rất nhanh, Tiêu Phàm ngay tại đại điện một góc, tìm được một cái bí mật dưới mặt đất cửa vào. Đây là một loại rất phổ thông cũng rất đơn giản mật thất dưới đất thiết kế. Một đoàn người không chút do dự, đi tiến vào dưới mặt đất cửa vào. Một cỗ mốc meo khí tức, đập vào mặt, mà, Càn Khôn Đỉnh, cảm ứng, càng thêm mãnh liệt. Tại thông đạo dưới lòng đất đi ra không bao xa, liền đi tới một chỗ trong mật thất dưới đất, Tiêu Phàm tiện tay ném ra ngoài một khối to lớn nguyệt quang thạch, đem chọn cái mật thất dưới đất chiếu rọi tươi sáng. Ngay tại mật thất trung ương, một bộ xương khô khô tàn trên mặt đất, cùng bọn hắn tại địa phương khác nhìn thấy hài cốt đồng dạng, bộ xương khô này cũng đã chết đi rất nhiều năm. Không qua ánh mắt của mọi người cơ hồ ép căn bản không hề bộ xương khô này trên thân dừng lại, mà là trực tiếp đảo qua đi, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một cái cổ quái trận pháp phía trên. Pháp trận này không lớn, đường kính không đến 2 trượng, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ không phải sau đó bị người phá hư, mà là lúc trước liền không có bố trí xong. Nhìn thấy cái này không trọn vẹn pháp trận, người người trên mặt đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, nhưng cũng có chút lo được lo mất. Lấy mọi người đại tu sĩ tầm mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, đây là một cái truyền tống trận. Chỉ là niên đại xa xưa, bố thành cái này truyền tống trận vật liệu, sớm đã linh tính hoàn toàn không có. Tiêu Phàm gắt gao tiếp cận cái kia truyền tống trận, như là mê mẩn. Mọi người không nhìn lầm, đây đúng là một cái truyền tống trận, nhưng mà, cái này truyền tống trận bố trí cực kỳ tinh xảo, cùng Tiêu Phàm trước kia nghiên cứu qua đa số truyền tống trận, đều có chỗ khác nhau. Tựa hồ đối với không gian chi lực thúc đẩy, so với cái kia truyền tống trận càng hơn một bậc. Tự nhiên, cũng chỉ có hắn dạng này tinh nghiên không gian chi đạo cao thủ, mới có thể từ một cái tàn khuyết không đầy đủ pháp trong trận nhìn ra cái này rất nhiều đầu mối. Huệ Thiên Hào lại đối truyền tống trận không có hứng thú gì. Dù sao hắn cũng không hiểu, mà là khẽ vươn tay, liền đem kia bộ xương khô bên người chữ vật vòng tay nhiếp vào trong tay, không chút khách khí mở ra, đem đồ vật bên trong đều lấy ra ngoài. Chữ vật vòng tay bên trong đồ vật cũng không nhiều, linh thạch tự nhiên là một viên đều không có, thậm chí pháp bảo pháp khí đều rất ít, chỉ có một ít thẻ tre cùng rỗng tuyết hộp ngọc bình ngọc. Cái này cũng có thể lý giải, năm đó linh khí hao hết về sau, người này khẳng định đem hết thảy có thể bổ sung linh khí đồ vật, mặc kệ là linh thạch hay là pháp bảo pháp khí hoặc là linh đan rượu dược, đều dùng đến sạch sẽ. Nhưng là, khi một thứ cuối cùng từ chữ vật vòng tay bên trong bay lúc đi ra, tất cả mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Bao quát đang nghiên cứu cái kia không trọn vẹn truyền tống trận Tiêu Phàm, ánh mắt đều bị hấp dẫn,
Ngọc bài, cuối cùng từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra ngoài, là một mảnh ngọc bài. Mà mảnh này ngọc bài kiểu dáng, đang ngồi mỗi người biết rõ hơn cực như lưu. Địa đồ, mảnh này ngọc bài chính là bọn hắn vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm có quan hệ thiên hương ngọc lộ địa đồ. Rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này đất chết, tại một bộ không biết đã chết bao nhiêu năm xương khô trên thân, đạt được một mảnh khác ngọc bài. Có lẽ, có mảnh này ngọc bài, liền có thể đạt được một bức hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Âu Dương Minh Nguyệt không chút khách khí, đưa tay liền đem ngọc bài bắt tới, lập tức ống tay áo lắp một cái, nó dư 5 mảnh ngọc bài bay ra, cùng mảnh thứ 6 ngọc bài song song lơ lửng ở giữa không trung, theo từng đạo pháp quyết đánh vào ngọc bài bên trong, một bức bản đồ dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người không tự chủ được nín thở, một bức hoàn chỉnh địa đồ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cơ hồ là không có một chút tâm lý chuẩn bị, bọn hắn liền kiếm ra một bức hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Quả thực là hoang đường, đây là Tiêu Phàm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Tại ngươi hoàn toàn không tưởng được thời điểm, hạnh phúc vậy mà đến mức như thế đột nhiên, như thế không chân thực, thậm chí để hắn có hoang đường cảm giác. Cái này bức bản đồ là thật sao? Chốc lát, Huệ Thiên Hào thấp giọng hỏi, mở miệng trước đó, vị này đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà rất chướng tai gai mắt trước nuốt từng ngụm nước bọt. Mà lại, còn hỏi ra yếu như vậy chí. Không có người trả lời hắn. Đây là kẻ ngốc vấn đề, không cần trả lời. Địa đồ là ở chỗ này, thanh thanh sở sở, kín kẽ, không có nửa điểm khuyết tổn. Không hề nghi ngờ, đây là một bức hoàn chỉnh chân thực địa đồ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng này một mảnh ngọc bài, vậy mà giấu ở thất dạ giới Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu tàn phá không gian bên trong, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Có lẽ, đây chính là quẻ tượng bên trong biểu hiện địa điểm. Bọn hắn vị trí cái này không gian độc lập, có lẽ liền giấu ở Thiên Ma Thành phụ cận, thậm chí cùng Thiên Ma Thành là trùng điệp, chỉ bất quá không tại cùng một cái đại không gian mà thôi. Bất quá những này đều không trọng yếu chính là, bọn hắn rốt cục góp đủ này tấm hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Cứ việc còn vây ở cái này đất chết, nhưng mỗi người đều đột nhiên cảm giác được, thiên hương ngọc lộ cách mình là gần như thế, quả thực ngay tại chỉ cách một chút. Tất cả mọi người một mực đem địa đồ ghi khắc trong đầu. Cho dù ai cũng biết, thiên hương ngọc lộ chí bảo như thế, thường thường là người có duyên cư chi. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, đạt được hoàn chỉnh tàng bảo đồ vui sướng mới thoáng nhạt mấy phân, Âu Dương Minh Nguyệt lắc một cái ống tay áo, đem 6 mảnh ngọc bài đều thu vào. Mặc dù mọi người đều đem địa đồ khắc họa trong đầu, nhưng địa đồ hay là đầy đủ chân quý, có lẽ những này địa đồ, còn có cái gì đặc thù công dụng cũng khó nói. Thu hồi tàng bảo đồ về sau, Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nhìn trời nhẹ nhàng một chiêu, kia vài miếng thẻ tre bay tới, đại trưởng lão thần niệm chi lực tại những này trên thẻ trúc một quét qua, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lập tức đem những này thẻ tre giao cho những người khác duyệt nhìn. Đái Thành Long sau khi xem, khẽ gật đầu một cái, nói, nguyên lai người này liền là đại sư huynh. Chấm ngoặc kép, cái gọi là đại sư huynh, liền là năm đó tham dự tranh đoạt giáo tôn chi vị một phương thủ lĩnh, cũng là hắn tự bạo không gian tổng khống lệnh bài, chế tạo cái này tàn tạ không gian. Chương 1263, trận bàn. Cuối cùng đoàn người ánh mắt lại lần nữa rơi vào kia tàn khuyết không đầy đủ trên truyền tống trận, thần tình trên mặt lại là kinh ngạc lại là bội phục. Dựa theo thẻ tre bên trong ghi chép, cái này truyền tống trận, vậy mà là đại sư huynh khi còn sống một chút xíu bố trí ra. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Truyền tống trận, tại từng cái giao diện đều không mới lạ, chính là liên tiếp các nơi chủ yếu thủ đoạn, nhưng hiện nay các giới mặt tuyệt đại đa số truyền tống trận đều là thời kỳ thượng cổ còn sót lại. Nhiều năm qua, mới xây truyền tống trận ít càng thêm ít, bình thường cần các đại tông môn chung sức hợp tác. Mà lại đa số mới xây truyền tống trận, đều là khoảng cách ngắn truyền tống trận, mượn dùng thượng cổ siêu cấp truyền tống trận ổn định không gian thông đạo, lúc này mới có thể xây được. Dù coi như là hai đại tông môn chung sức hợp tác, truyền tống trận kiến tạo cũng cực kỳ không đơn giản, cần rất nhiều chuyên môn nhân tài, còn muốn có thượng cổ không gian thông đạo tài liệu cặn kẽ, hao phí vô số nhân lực vật lực. Xây thành về sau, thu phí cũng là 10 điểm đắt đỏ. Tại Nam Châu Đại Lục, chính mà hai đạo thế lực lớn nhất tông môn tổng đàn sở tại địa, đều có xây truyền tống trận. Cái này không chỉ là thực tế cần, cũng là mặt mũi vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào? Kiến tạo truyền tống trận đều là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại, cần rất nhiều người chung sức hợp tác. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, truyền tống trận có thể một người kiến tạo. Vị này tọa hóa ở đây Tây Nhung giáo tiền bối đại sư huynh, thực tế là bất thế gia kỳ tài, tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ chi cao,
đã đạt đến tại một cái thường nhân muôn vàn khó khăn với tới cảnh giới. Lúc này, duy chỉ có Tiêu Phàm không có đi nhìn cái kia truyền tống trận, mà là đem một mảnh thẻ che thiếp ở trên trán của mình, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ xuất thần. Hắn chính đang đọc mảnh này thẻ che bên trong ghi chép nội dung. Đây là Đại sư huynh công pháp truyền thừa. Không hề nghi ngờ, Đại sư huynh là chính tông nhất phu linh truyền nhân, thẻ che bên trong ghi lại rất nhiều vu thuật, Tiêu Phàm đều nhìn không rõ. Nhưng có quan hệ ma ngẫu luyện chế nội dung, Tiêu Phàm lại là thấy rõ ràng. Đừng bảo là so Nhạc Tây Quốc phu linh cốc khiếu môn cao minh được nhiều. Dù coi như là linh quan môn đại linh quan truyền thừa, đều kém xa tít tắp cái này thẻ tre bên trong ghi chép nội dung cao minh thâm ảo. Nếu như dựa theo cái này biện pháp luyện chế, có lẽ thổ ma ngẫu nhiều năm trước liền đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí trực tiếp đặt chân Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có thể. Đại sư huynh thậm chí nói, ma ngẫu phương pháp luyện chế vô cùng vô tận, chỉ cần có đầy đủ cực phẩm vật liệu, lại thêm cơ duyên xảo hợp, ngay cả ngộ linh kỳ ma ngẫu đều có thể luyện chế ra tới. Đây không phải đại sư huynh phỏng đoán chi từ, tại Tây Nhung giáo trong lịch sử, xác thực. Mấy vạn năm trước, Tây Nhung giáo giáo chủ, liền từng lấy nhà mình thần hồn cùng ma ngẫu hợp thể, trực tiếp đột phá ngộ linh kỳ bình cảnh, thậm chí còn đặt chân hiểu linh trung hậu kỳ cảnh giới, là năm đó thiên ma đạo mấy triệu giáo chúng cùng đề cử trưởng giáo, danh xưng thiên ma đạo tổ. Tại năm đó trận kia giao diện đại chiến bên trong, thiên ma đạo tổ tung hoành vô địch, đánh bại toa ma giới nhiều tên ngộ linh kỳ lão tổ, uy chấn lưỡng giới. Có quan hệ vị này thiên ma đạo tổ tình hình, Tiêu Phàm cũng là tại một chút trong cổ tịch đọc được qua đôi câu vài lời. Chỉ là, năm đó giao diện chi chiến dù sao quá khứ nhiều năm như vậy, rất nhiều truyền thuyết sớm đã trở nên hoang đường. Chân thực ít, miễn cưỡng gán ghép hơn nhiều. Những cái kia cổ tịch cũng chưa nói cùng, uy danh hiển hách thiên ma đạo tổ, chính là một tên hợp thể ma ngẫu. Nghĩ đến đặt chân ngộ linh kỳ về sau, đến cùng là thân thể hay là ma ngẫu, ngoại nhân rất khó phân biệt ra được đi. Tại cùng giáo tôn khổ chiến qua đi, Tiêu Phàm ngược lại là cũng không nghi ngờ đại sư huynh cái này ghi lại. Chỉ bất quá, năm đó uy chấn lưỡng giới thiên ma đạo tổ cuối cùng kết cục đến cùng như thế nào, cổ tịch bên trên lại đều không có kỹ càng ghi chép. Nghĩ đến, vị này thiên ma đạo tổ chỉ sợ cũng đã từng là vô cực thiên tôn bại tướng dưới tay. Năm đó toa ma giới lọt vào mấy cái giới diện khác liên thủ công kích, tình thế nguy ngập vạn phân, nếu không phải vô cực thiên tôn hoành không xuất thế. Liên tiếp trọng thương giới diện khác ngộ linh kỳ lão tổ, làm cho tối cao đoan chiến lực phát sinh nghiêm trọng không đối các loại, toa ma giới mới rốt cục chuyển bại thành thắng, bằng không, chỉ sợ sớm đã bị giới diện khác diệt tộc. Xử lý lý phân tích, vô cực thiên tôn tại lúc ấy, tuyệt đối là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ cần giới diện khác còn có một tên ngộ linh kỳ lão tổ có thể mạnh hơn vô cực thiên tôn ngăn cơn sóng dữ liền sẽ không phát sinh. Bị vô cực thiên tôn trọng thương thậm chí diệt sát giới diện khác ngộ linh kỳ lão tổ bên trong, hẳn là cũng bao quát vị này tại thất giả giới số 1 số 2 thiên ma đạo tổ. Chỉ bất quá những này phỏng đoán, bao quát ma ngẫu phương pháp luyện chế ở bên trong, đều không phải Tiêu Phàm dưới mắt chú ý nhất. Hắn chú ý nhất tự nhiên là đại sư huynh lĩnh ngộ không gian chi đạo. Cùng vu linh truyền thừa đồng dạng, không gian chi đạo cũng là Tây Nhung giáo nhất truyền thừa cổ xưa, mỗi một thời đại đều có người nghiên cứu tu tập. Bất quá Tây Nhung giáo chủ công pháp, tự nhiên hay là vu linh chi thuật. Nghiên cứu không gian chi đạo, thực tế cần thiên phú cực cao, mà lại cũng chỉ là phụ trợ pháp môn, rất khó trực tiếp dùng để đối địch, vì vậy tại Tây Nhung giáo, nghiên tập không gian chi đạo đệ tử không phải rất nhiều. Vị đại sư huynh này, lại chẳng những tinh nghiên không gian chi đạo, tại vu linh thuật phương diện cũng có thành tựu cực cao, nếu không, hắn cũng không có tư cách đến tranh đoạt giáo tôn chi vị. Nghĩ đến tọa hóa trước đó, chí ít cũng đã đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ đại thành cảnh giới. Vô luận là vu linh thuật hay là không gian thuật, đều có thể nói là tông sư cấp tiêu chuẩn. Chí ít đại sư huynh lưu lại không gian chi thuật, Tiêu Phàm liền nghiên cứu phải như si như say, được gợi ý lớn. Mặc dù hắn có, càn khôn đỉnh, nơi tay, không gian thuật lại không phải vô cực môn độc nhất vô nhị truyền thừa, càn khôn đỉnh cũng không phải duy nhất không gian chi bảo. Bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Huống chi đại sư huynh tại không gian thuật bên trên tạo nghệ, thực tế không thể coi thường. Cuối cùng mỗi người đều lặng im xuống tới, ngay tại cái này mật thất dưới đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu linh thạch bên trong linh lực, ai đều không đi quấy rầy Tiêu Phàm. Không gian thần thông gì cùng thần kỳ, tuyệt không phải sớm chiều ở giữa liền có thể tìm hiểu thấu đáo, Tiêu Phàm coi như ở đây nghiên cứu cái một năm nửa năm, cũng không phải là không có khả năng. Thẳng nếu không phải ở vào dạng này ác liệt hoàn cảnh. Mà là tại Nam Châu Đại Lục trong nhà mình,
làm không tốt Tiêu Phàm sẽ nghiên cứu cái 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm. Trọn vẹn 7 ngày thất giả quá khứ, Tiêu Phàm mới rốt cục thở phào một hơi, đem dán tại trên trán thẻ tre lấy xuống, đại đại xoay xoay lưng, hơi nhếch khóe môi lên lên, tựa hồ rất có đoạt được. Tất cả mọi người lập tức đồng thời mở to mắt, nhìn sang. Chúng ta cho hết thành cái này truyền tống trận. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều nói, ánh mắt rơi tại bên người kia không trọn vẹn trên truyền tống trận. Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua hắn, chậm đợi đoạn dưới. Nhưng là chúng ta vật liệu không đủ, cho nên ta cần muốn mọi người chung sức hợp tác. Không người dị nghị, đây là đương nhiên, nơi này là một chỗ vết nứt không gian, cho nên lúc ban đầu đại sư huynh tuyển nơi đây đến kiến tạo truyền tống trận. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lại đơn giản giải thích vài câu, nghiêm chỉnh mà nói, cái này không thể xem như một cái truyền tống trận, chỉ ít không phải mọi người trong tưởng tượng truyền tống trận. Đại sư huynh lúc trước suy nghĩ, chính là muốn lấy trận pháp chi lực, đem đầu này vết nứt không gian ổn định lại, lại xuyên thấu qua vết nứt không gian, truyền tống mà đi, rời đi cái này đất chết. Cùng mọi người lý giải cái chủng loại kia ổn định truyền tống trận tương đối mà nói, biện pháp như vậy tự nhiên là phong hiểm cực lớn. Như không phải là không có biện pháp khác, đại sư huynh tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Chỉ tiếc, kiến tạo một cái dạng này pháp trận, tài liệu cần thiết thực tế quá nhiều, cũng may mắn được là đại sư huynh, ngày bình thường tinh nghiên không gian chi thuật, lúc này mới tùy thân mang theo rất nhiều dùng cho không gian thuật vật liệu. Đổi một người, căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Dù là như thế, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhưng Tiêu Phàm cẩn thận kiểm tra qua đi, phát hiện không gian này pháp trận đại bộ phận phân phụ trợ vật liệu còn có thể dùng, chỉ có mấu chốt nhất mấy loại vật liệu, linh lực hao hết. Đã cái này mấu chốt nhất mấy loại vật liệu linh lực hao hết, chúng ta lại như thế nào bổ cứu? Huệ Thiên Hào nhìn không được hỏi, bọn hắn đối không gian chi đạo đều không có bao nhiêu nghiên cứu, từ cũng sẽ không tùy thân mang theo dùng cho không gian pháp trận vật liệu. Bất quá nghĩ đến Tiêu Phàm hẳn là có đi, không phải hắn cần gì phải nhắc lên cái đề tài này. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, bổ cứu biện pháp vẫn phải có, cái này áp sau lại nói, chúng ta trước thanh cái này truyền tống trận bổ sung hoàn chỉnh. Đại bộ phận phân phụ trợ vật liệu, ta chỗ này đều có, nhưng một chút mang tính then chốt vật liệu, ứng phó không đủ, còn muốn mọi người cùng nhau đến góp. Nói, Tiêu Phàm liền báo ra mấy loại tài liệu tên. Ngược lại cũng không phải là chỉ có không gian pháp trận mới có thể sử dụng đến chuyên môn vật liệu, pháp trận vật liệu rất nhiều đều là tương thông. Mọi người tại chỗ, cứ việc cũng không phải là từng cái đều là trận pháp đại sư, nhưng tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, đối trận pháp chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một chút, các loại vật liệu cũng có mang theo. Thế mà rất dễ dàng liền đem cái này mấy loại vật liệu đều góp đủ, lại là để Tiêu Phàm có cái vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra vận khí cũng thực không tồi. Có vật liệu, bố trí pháp trận đối Tiêu Phàm đến nói, vấn đề không là rất lớn, lập tức đem Hắc Lân triệu hoán đi ra, mạo xưng làm người giúp đỡ. Đừng nhìn nơi này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một đống lớn, chân chính luận đến trên trận pháp tạo nghệ, lại cũng chưa chắc từng cái đều cao hơn Hắc Lân. Nhất là Hắc Lân cùng Tiêu Phàm tâm ý tương thông, hai người hợp tác nhưng lấy cực kỳ ăn ý. Dù là có cái này rất nhiều giúp đỡ, truyền tống trận bố trí cũng hay là vô cùng chậm chạp. Trọn vẹn một tháng trôi qua, Tiêu Phàm mới cuối cùng đem còn lại kia một góc bổ tốt, để cái này không trọn vẹn pháp trận thành một cái hoàn chỉnh truyền tống trận. Bất quá nhìn qua, cái này truyền tống trận hay là u ám không sáng, không có cái gì linh khí. Chỉ có thể nói, nó nhìn qua giống như là cái truyền tống trận, nhưng muốn để cái này truyền tống trận coi là thật vận chuyển, lại đây không phải có chuyện như vậy. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào truyền tống trận xung quanh 6 cái trận trên mắt. Liền coi như bọn họ lại không tinh thông không gian chi đạo, cái này truyền tống trận liền bày ở trước mắt, vẫn có thể thấy rõ ràng. Bây giờ mấu chốt, ngay tại cái này 6 cái trận nhãn, mà Tiêu Phàm lời nói cần gấp nhất mấy loại vật liệu linh lực hao hết, chỉ kỳ thật cũng là chèo chống 6 nơi trận nhãn đặc chế trận bàn. Tiêu đạo hữu, người có trận bàn sao? Huệ Thiên Hào hỏi, Tiêu Phàm nói muốn áp sau lại nói, hiện tại đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong. Chỉ là, chẳng những Huệ Thiên Hào, những người khác cũng đều trong lòng sinh nghi, nếu nói Tiêu Phàm tùy thân mang theo truyền tống trận trận bàn, kia là nhất định không khả năng. Ai biết sẽ ở chỗ này nhìn thấy cái này truyền tống trận. Lại cảm giác tiên tri, cũng không có khả năng thành thần tiên. Tiêu Phàm liền cười, ánh mắt tại trên mặt mọi người một quét qua. Lạnh nhạt nói, chúng ta không cần trận bàn, chính chúng ta chính là trận bàn. Chương 1264, truyền tống. Dù là một đám đại tu sĩ kiến thức rộng rãi, nghe Tiêu Phàm lời này cũng không khỏi phải sửng sốt một chút.
Cái gì gọi là, chính chúng ta chính là trận bàn. Tiêu Phàm nói, cái này truyền tống trận bàn phi thường đặc biệt, chẳng những cần đặc thù vật liệu, luyện chế cũng 10 điểm không dễ. Chúng ta không có nhiều tài liệu như vậy, càng thêm hao không nổi như thế thời gian. Bất quá chư vị tu vi tinh thâm, pháp lực cao cường, nếu như đối không gian chi đạo hơi có chỗ thông lời nói, lấy chư vị tự thân vì trận bàn, khu động cái này truyền tống trận, ngược lại cũng không phải hoàn toàn làm không được. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Tiêu Phàm lời này ý tứ, bọn hắn ngược lại là hiểu, bất quá lấy nhân thân vì trận bàn, khu động truyền tống trận, đừng bảo là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, chính là nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn sẽ có làm như vậy. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt tiếp lời. Không gì hơn cái này vừa đến, cái này truyền tống trận liền xem như triệt để hủy đi. Tiêu Phàm lại thêm một câu, thế thì không quan trọng, dù sao chúng ta cũng chỉ cần dùng một lần liền đủ. Nhưng là, cái này truyền tống trận như vậy nhỏ, có thể đem chúng ta 6 người một lần truyền tống đi à. Chố mắt chốc lát, Huệ Thiên Hào hỏi, nửa tin nửa ngờ, hơn phân nửa hay là không thể nào tin được. Nghĩ cũng biết, lúc trước đại sư huynh bố trí cái này truyền tống trận thời điểm, chính là cung cấp hắn một người sử dụng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, không thể, chúng ta chỉ có thể từng cái đi. Huệ Thiên Hào liền cười, cười đến có chút âm trầm. Làm nửa ngày, đoàn người phí hết tâm tư, lại chỉ có thể đưa đi một người. Nếu như là chính quy truyền tống trận, như vậy một lần đưa tiễn một người ngược lại cũng không sao, lớn không được nhiều hoa chút linh thạch, đem mọi người từng cái truyền tống đi liền có thể. Thế nhưng là Tiêu Phàm mình cũng nói, cái này truyền tống trận muốn lấy bọn hắn tự thân làm trận bàn, như vậy rời khỏi một cái về sau, cái này truyền tống trận chẳng phải không cách nào khu động rồi sao? Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn Huệ Thiên Hào. Bình tĩnh nói, cái này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Chỉ cần toàn lực kích phát, cái này truyền tống trận có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Thật giống như nhân thể, nếu bất chấp hậu quả, toàn lực kích phát thể nội tiềm lực, cũng có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Nhiều kiên trì một hồi, không thành vấn đề. Đái Thành Long có chút nhăn lại lông mày, nói Tiêu đạo hữu, phải chăng còn có càng thêm biện pháp ổn thỏa. Nghe việc này, luôn luôn có chút chẳng phải đáng tin cậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đái Thành Long bọn người đối không gian chi lực e ngại. Dù coi như là đại tu sĩ, tại không gian chi lực trước mặt. Cái kia cũng yếu ớt như là người bù nhìn, hoàn toàn không có kháng cự chi năng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây đã là nhất biện pháp ổn thỏa. Mà lại chúng ta tốt nhất đừng lại trì hoãn, đầu này vết nứt không gian, tồn tại rất nhiều năm. Cũng không biết nó sau một khắc sẽ phát sinh biến hóa gì. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta tất cả cố gắng đều uổng phí. Tốt, chính là làm như vậy. Thấy Đái Thành Long tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Âu Dương Minh Nguyệt đã giải quyết dứt khoát. Lúc này, cũng xác thực trì hoãn không dậy nổi. Lập tức Tiêu Phàm liền đem một bộ khẩu quyết truyền thụ cho mọi người. Đây là trưởng khống không gian chi lực phương pháp, đơn giản dễ học. Dù sao cũng không phải muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành không gian đại sư. Chỉ là học được một cái khiếu môn, tự nhiên không cần thiết làm cho quá phức tạp. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt đám người cơ trí cùng đại tu sĩ căn cơ, học biết bộ này phương pháp tự nhiên hoa không có bao nhiêu công phu. Tầm nửa ngày sau, trong mật thất bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Tiêu Phàm cùng 6 người phân biệt đứng tại truyền tống trận 6 cái trận trên mắt, mỗi người thần sắc đều 10 điểm túc mục ngưng trọng, một cỗ tinh thuần linh lực, từ trong cơ thể của bọn họ trực thấu mà ra, nhao nhao hội tụ đến dưới chân trong mắt trận. Nhìn kỹ lại, 6 người đều là trầm thấp lơ lửng tại trận nhãn phía trên hơn một xích cao địa phương. Truyền tống trận 4 phía trong lỗ thủng, che kín lít nha lít nhít cao giai linh thạch. Đổi một ngoại nhân ở đây, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm. Dù coi như là những cái kia truyền tống khoảng cách cực xa siêu cấp truyền tống đại trận, chỉ sợ truyền tống một lần cũng không cần hao phí cái này rất nhiều cao giai linh thạch. Chỉ bất quá cái này truyền tống trận là lâm thời, mượn dùng lại không phải vững chắc không gian thông đạo, mà là một đầu lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố vết nứt không gian, cho nên cần thiết linh thạch nhiều, khiến người nhìn mà than thở. Tiêu Phàm chính là muốn lấy cường đại linh lực, cưỡng ép khống chế lại đầu này không ổn định vết nứt không gian, cam đoan truyền tống quá trình bên trong an toàn. Bởi vậy có thể thấy được, coi như khi niên đại sư huynh hoàn thành cái này truyền tống trận bố trí, chỉ sợ hắn cũng không có nhiều như vậy cao giai linh thạch có thể dùng. Đối bọn này tài đại khí thô đại tu sĩ mà nói, linh thạch lại nhiều cũng không đáng kể. Tựa hồ đã sớm dự liệu được tầm bảo trên đường gian nguy, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người tùy thân mang theo đủ nhiều cao giai linh thạch.
Tiêu Phàm lơ lửng tại chủ điều khiển trận nhãn phía trên, thần sắc nghiêm nghị, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trước mắt mọi người chử hào quang màu đỏ lóe lên, tấc hơn lớn, càn khôn đỉnh, bắn ra, chợt hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, tại Tiêu Phàm trước ngực xoay chậm chậm. Mọi người ánh mắt đều ngưng lại, nhao nhao chú mục tại càn khôn đỉnh phía trên. Bọn hắn mặc dù đối càn khôn đỉnh ngậm miệng không đề cập tới, nhưng đối cái này thanh danh cực lớn không gian chí bảo, hay là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tại tổng đàn thần miếu cùng giáo tôn giao thủ thời điểm, chưa kịp nhìn kỹ, dưới mắt tự nhiên là cái cơ hội tốt. Chỉ thấy càn khôn đỉnh phát ra ánh sáng dịu dịu, thân đỉnh hỗn độn đồ án cổ lão mà thần bí, trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái gì quá chỗ đặc biệt. Có lẽ chí bảo như thế, là rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra nó không giống bình thường đến. Bắt đầu, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm. Lấy người thay thế thay trận bàn, vốn là hành động bất đắc dĩ, tại trưởng khống phương diện, độ khó tự nhiên phải lớn hơn nhiều, chỉ cần một người trong đó thao tác có chút sai lầm, liền có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận vận hành. Nhưng loại sự tình này, lại không có cách nào tiến hành, diễn tập, chỉ có thể đánh cược một keo. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng những này đại tu sĩ trí tuệ cùng đối bản thân linh lực trưởng khống trình độ. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm đối với bọn hắn tín nhiệm là rất chính xác. Mỗi người đều dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu, 10 điểm đều chuyển vận linh lực, nguyên bản ảm đạm vô quang, không có chút nào linh khí truyền tống trận, dần dần sáng lên sự ánh sáng trắng mang, cực kỳ nhu hòa, đồng thời phát ra ông ông khẽ kêu âm thanh, ngược lại là cùng chính quy truyền tống trận khởi động thời điểm rất tương tự. Rất nhanh, một cỗ không gian chi lực phun ra ngoài, lộ ra rất có mấy phân cuồng bạo chi ý. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào, càn khôn đỉnh, bên trong, bảo đỉnh hào quang tỏa sáng. Trừ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay tròn mà ra, hướng na cỗ cuồng bạo không gian chi lực chấn áp mà hạ. Cơ hồ không có chút nào kháng cự, cuồng bạo không gian chi lực liền bị trừ màu đỏ hỗn độn đồ án chấn áp xuống. Vô thanh vô tức, cử trọng nhược khinh, chính là chí bảo thủ đoạn. Truyền tống trận quang mang càng ngày càng là lóa mắt, mặc dù mọi người tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ cũng không bằng Tiêu Phàm. Nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái này truyền tống trận, như hồ đã hoàn toàn khởi động. Đại trưởng lão, ngay tại lúc này, Tiêu Phàm hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận kia hào quang màu nhũ bạch chói mắt truyền tống trận, thấp giọng quát nói. Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, không chút do dự. Thân thể nhoáng một cái, liền đến giữa cột sáng màu trắng bên trong, thân hình lập tức bắt đầu mơ hồ, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cảm giác bên trên, trong truyền tống trận truyền ra không gian chi lực. Hay là tương đối ổn định, Tiêu Phàm truyền thụ cho bọn hắn pháp quyết, chẳng những có thể lấy kích phát cái này truyền tống trận, đối chống cự không gian áp lực, cũng có hiệu quả nhất định. Ngắn khoảng cách truyền tống, có thể bảo vệ không ngại. Đương nhiên, nếu như là khoảng cách cực dài truyền tống, kia là nhất định phải có không gian lệnh bài, nếu không, không gian áp lực sẽ để cho bị truyền tống người 10 điểm khó chịu, công lực hơi thấp. Thậm chí trực tiếp bị không gian chi lực đập vụn, chỉ là lần này, lại ai cũng không có cách nào dự báo, đến cùng sẽ bị truyền tống bao xa. Nếu thật là bị hút tiến vào không gian loạn lưu thậm chí là không gian phong bạo bên trong, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thực bức nơi đây, muốn một phân phong hiểm đều không bốc lên, kia là không cần nghĩ. Có thể tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới, mọi người tại chỗ, ai không phải kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Thanh Nhu, Âu Dương Minh Nguyệt về sau, cái thứ hai tiến vào truyền tống trận, là Thiên Diệu Tiên Tử. Cái này truyền tống trình tự, cũng là Tiêu Phàm suy nghĩ tỉ mỉ qua đi mới bài xuất đến. Cái thứ nhất để Âu Dương Minh Nguyệt bên trên, từ là bởi vì nàng tu vi cao nhất, công lực sâu nhất. Ai cũng không biết, như thế truyền tống, sẽ ở nơi nào hiện thân mà ra, cũng không biết điểm cuối cùng chỗ có phải là có cái gì tồn tại nguy hiểm, đem mạnh nhất Âu Dương Minh Nguyệt truyền tống đi qua, vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm, nàng năng lực tự vệ cũng là mạnh nhất. Âu Dương Minh Nguyệt về sau, liền nhất định phải là Thiên Diệu Tiên Tử. Người khác không nói, chỉ ít Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đối Tiêu Phàm là một mực lo nghĩ trùng điệp, tuyệt không tin. Cái này truyền tống trận thế nhưng là Tiêu Phàm mân mê ra, vạn nhất cái này căn bản cũng không phải là cái gì truyền tống trận đâu. Tiêu Phàm trực tiếp đem bọn hắn đều đưa tiến vào không gian phong bạo bên trong đi. Dù sao hiện tại tầm bảo đồ đã góp đủ, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết hết, Tiêu Phàm đại khái có thể cùng mình người yêu cùng đi tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ. Ngày xưa hợp tác đồng bạn, đảo mắt liền thành sinh tử đại thù. Nếu để cho Huệ Thiên Hào Đái Thành Long hai người theo sát Âu Dương Minh Nguyệt về sau truyền tống mà đi, hai vị này là quả quyết sẽ không đáp ứng.
Tiêu Phàm cũng lười hướng bọn hắn giải thích, Thiên Diệu Tiên Tử theo tại Âu Dương Minh Nguyệt về sau, Huệ Thiên Hào Đái Thành Long liền không lời nào để nói. Bọn hắn ngược lại là có thể nhìn ra được, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử ở giữa, tình cảm rất không tệ. Cái này truyền tống trận thật muốn có vấn đề gì, Tiêu Phàm cũng sẽ không để bạn lữ của mình đi chịu chết. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm thật tâm ngoan thủ lạt, ngay cả Thiên Diệu Tiên Tử chết sống đều không để ý, đó cũng là không thể làm gì. Bất quá nghĩ đến, khả năng này không lớn, cho dù có tầm bảo đồ, nếu như không có Thiên Diệu Tiên Tử đồng hành, Tiêu Phàm chỉ là một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, cũng đòi ngấp nghé Thiên Hương Ngọc Lộ không thành. Đằng sau còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu hung hiểm đâu. Thiên Diệu Tiên Tử về sau, là Đái Thành Long, Huệ Thiên Hào tại Đái Thành Long về sau, Tiêu Phàm cùng Ứng Linh Trạch lưu tại cuối cùng, hai người bọn họ cùng đi. Truyền tống trước đó, Tiêu Phàm đương nhiên phải đem thổ ma ngẫu thu nhập đến trong không gian giới chỉ, sẽ không để cho thổ ma ngẫu cũng chiếm cứ một cái truyền tống, danh ngạch. Chỉ bất quá, khi Đái Thành Long thân hình biến mất tại màu ngà sữa quang trận về sau, dị biến chợt hiện, một cỗ xa so vừa rồi cuồng bạo được nhiều không gian loạn lưu, phun ra ngoài. Toàn bộ truyền tống trận cũng lúc sáng lúc tối lấp lánh, nguyên bản nhu và bình tĩnh tiếng ông ông, cũng biến thành 10 điểm gấp rút vô so. Chuyện gì xảy ra, Huệ Thiên Hào giật nảy cả mình, gấp vội kêu lên, cổ tay khẽ đảo, kim sắc lôi chùy đã nắm trong tay, hai mắt thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm, nháy mắt như lâm đại địch. Liền biết tiểu tử này sẽ đùa nghịch hoa súng. Chương 1265, đáy nước hang. Vết nứt không gian không ổn định, nhanh, tăng lớn linh lực. Tiêu Phàm dung mạo siết chặt, gấp vội gọi nói, càn khôn đỉnh, quang mang đại thịnh, chữ màu đỏ hỗn độn đồ án hướng về phía trước bao phủ xuống. Đối Huệ Thiên Hào khẩn trương cùng căm thù, thoáng như chưa gặp. Huệ Thiên Hào sắc mặt biến đổi không chừng, trong lúc nhất thời, có chút không nắm chắc được chủ ý, không biết đến cùng phải hay không tiểu tử này đang đùa hoa súng. Thất thần làm gì, nhanh a! Tiêu Phàm lại là một tiếng quát chói tai. Huệ Thiên Hào giật mình, lập tức cũng không lo được khác. Vội vàng hướng trong mắt trận tăng lớn linh lực rót vào. Bên kia toa, Ứng Linh Trạch sớm đã làm ra phản ứng. Sau một trận hoảng loạn, vết nứt không gian cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Huệ đạo hữu, đến ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, thấp giọng nói. Nhìn qua hào quang màu nhũ bạch lấp lánh truyền tống trận, Huệ Thiên Hào sắc mặt càng thêm biến ảo, chần chờ, không chịu hướng về phía trước. Tiêu Phàm thần sắc lập tức nghiêm nghị lại, lạnh lùng nói, ngươi còn do dự cái gì? Lại chậm trễ thời gian, Tiêu Mỗ coi như xin lỗi, muốn đi trước. Mặc dù vết nứt không gian một lần nữa ổn định, nhưng Tiêu Phàm lại biết, loại này ổn định là tạm thời, bởi vì liên tục truyền tống ba người quá khứ, một mực yên lặng vết nứt không gian, thụ đến ngoại giới kích thích sau trở nên rất không ổn định, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Huệ Thiên Hào nếu như lại do dự lời nói, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào đem hắn bỏ ở nơi này, mình mang lên thổ ma ngẫu đi trước. Hắn nhưng không có nghĩa vụ bồi tiếp hắn mạo hiểm ở đây. Trên thực tế, Huệ Thiên Hào tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ đã xếp vào có thể giết liệt kê, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Phàm cũng không ngại lấy tính mệnh của hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm không chút nào giống như là nói đùa, Huệ Thiên Hào cắn răng một cái, cất bước hướng về phía trước, bước vào truyền tống trận bên trong. Nếu thật là bị tiểu bối này lẻ loi trơ trọi ném ở chỗ này. Tình hình thế nhưng là đại đại không ổn. Chỉ cần nghĩ tới đại sư huynh bọn người còn sót lại xương khô, Huệ Thiên Hào liền không chịu được khắp cả người sinh hàn. Ngay tại Huệ Thiên Hào thân ảnh tại hào quang màu nhũ bạch bên trong dần dần biến mất thời điểm, truyền tống trận lại lần nữa trở nên không ổn định, quang mang sáng tối chập chờn. Âu Dương Minh Nguyệt đã từng trưởng khống cái kia trận nhãn, cấp tốc ảm đạm đi, ngay sau đó là Thiên Diệu Tiên Tử trưởng khống trận nhãn. Truyền tống trận bị kích phát tiềm lực, sắp tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ pháp trận sắp sửa sụp đổ. Tiêu Phàm lại không chần chờ, tay vừa nhấc, thổ ma ngẫu nhanh chóng hóa thành một cơn gió lớn, trong chớp nhoáng thu tiến vào không gian giới chỉ, cùng lúc đó, hắn đã nhảy lên tiến vào chính đang nhanh chóng sụp đổ trong truyền tống trận. Hào quang màu nhũ bạch loạn lắc, khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn che hết. Sáu cái trận nhãn đều trở nên ảm đạm vô quang, oanh, một tiếng, truyền tống trận triệt để sụp đổ, bạch sắc quang mang dần dần biến mất, trong mật thất, chỉ còn lại có một đạo sâu không thấy đáy thật dài khe hở. Tiêu Phàm tiến vào nhập vết nứt không gian thời điểm, thông đạo đã kinh biến đến mức cực không ổn định, bất quá có, càn khôn đỉnh, nơi tay, loại trình độ này không gian loạn lưu, tự nhiên không đáng kể. Theo Tiêu Phàm công lực tinh tiến vào, cảnh giới tăng lên, đối càn khôn đỉnh, trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bảo đỉnh phát huy uy lực cũng càng lúc càng lớn,
Càn Khôn đỉnh phóng xạ ra chữ ánh sáng màu đỏ, đem không gian loạn lưu đều che đậy bên ngoài, nâng Tiêu Phàm vững vàng hướng về phía trước. Lần này không gian hành trình cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, ước chừng 30 phút sau quang cảnh. Tiêu Phàm mắt tối sầm lại, hào quang màu nhũ bạch dần dần ảm đạm, lại là đã từ vết nứt không gian bên trong xông ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hào quang màu nhũ bạch tại sau lưng lóe lên, như vậy ẩn vào hư giữa không trung, rốt cuộc nhìn không thấy. Lập tức, Tiêu Phàm liền thấy rõ ràng mặt tình hình trước mắt. Tất cả mọi người tại Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử, Đái Thành Long, Huệ Thiên Hào, không thiếu một cái, mà lại lông tóc không thương, đều bình an xuyên qua kia vết nứt không gian. Điểm này, ngược lại cũng không ra ngoài Tiêu Phàm dự kiến. Không gian kia pháp trận cố nhiên đơn sơ, lại bố trí được cực kỳ cao minh. Nếu như không có tham tưởng qua đại sư huynh có quan hệ không gian thuật nghiên tập tâm đắc, Tiêu Phàm tự hỏi, còn vải không ra cao minh như vậy cỡ nhỏ truyền tống trận tới. Cái này ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, lại cao mấy phân. Đây là địa phương nào? Tiêu Phàm quan sát bốn phía hết thảy chung quanh, theo miệng hỏi. Không có người trả lời hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng chỉ là tới trước một lát, nhất thời bán hội, cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cứ việc trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái. Tựa hồ là tại một cái cự đại trong sơn động 10 điểm ẩm ướt, thỉnh thoảng có nước giọt giọt rơi xuống đến, mà bên tai thì là tiếng sóng như nước thủy triều, dưới chân mấy chục trượng, chính là một mảnh uông dương, đen nhánh bọt nước, không ngừng vuốt dưới chân nham thạch. Đây là một cái đáy nước hang, lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi, một cái dưới nước hang tự nhiên không có gì quá kỳ quái. Bất quá, Tiêu Phàm lại ở đây cảm nhận được rất không bình thường không gian ba động, 10 điểm hỗn loạn. Hắn trước kia rất ít đụng phải cùng loại tình hình. Nhưng bất kể như thế nào, nơi đây linh khí dồi dào, tối thiểu nhất chứng minh bọn hắn đã thoát ly tổng đàn thần miếu cái kia tàn tạ không gian độc lập. Lòng của mọi người tình lập tức đều dễ dàng hơn, chỉ là không cảm ứng được Hắc Uyên ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân thần hồn. Không biết bọn hắn phải chăng xảy ra ngoài ý muốn, hay là nói nơi đây vẫn như cũ có thể che đậy cảm giác. Tại vừa mới cái kia tàn phá không gian, bọn hắn không cảm ứng được bất luận cái gì ngoại giới khí tức, tự nhiên cũng liền không cảm ứng được càng triển đám người thần hồn ấn ký. Chỉ là, hiện tại giống như không có người để ý việc này. Trong lòng mỗi người nghĩ, chỉ sợ đều là giống nhau, như là đã tìm được tầm bảo đồ toàn bộ bản đồ, kia Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Thúy phu nhân thần toán, tựa hồ cũng không phải là như vậy nhất định phải. Trọng yếu chính là trước hết xác định một chút, đến cùng thân ở phương nào, phải chăng còn tại Tây Nhung giáo trên địa bàn. Hoặc là dứt khoát liền còn tại tổng đàn thần thần miếu Càn Khôn bên trong. Lập tức một đoàn người theo dưới chân con đường, hướng về phía trước chậm rãi bay trốn đi. Cái này đáy nước hang cực kỳ rộng lớn, trọn vẹn bay gần nửa canh giờ, vẫn như cũ không gặp cuối cùng, chỉ có hải đào không ngừng đập nham thạch thanh âm. Ngược lại là ở trong quá trình này, có một tiểu bầy phi ngư thú từ đáy nước xông ra, hướng bọn hắn phát động tập kích. Bọn này phi ngư là một đám đê dai trong biển yêu thú, vô tri vô biết, minh ngoan bất linh. Mảy may cũng không cảm ứng được Tiêu Phàm một đoàn người cường đại, tự nhiên trong nháy mắt liền bị diệt sát phải sạch sẽ. Cái này việc nhỏ xen giữa, lại là để đoàn người trong lòng càng thêm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhìn thấy vật sống, tại kia đất chết đợi bao lâu, nhìn thấy chỉ là mênh mông cát vàng, mênh mông sa mạc, cùng một bộ lại một bộ thi hài xương khô, dù là mọi người kiến thức rộng rãi, nhiều lịch gian nguy, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng cảm thấy cực độ đè nén. Bây giờ nghe tới tiếng sóng như sấm, còn có đê dài yêu thú ẩn hiện, rốt cục lại trở lại bọn hắn quen thuộc thế giới. Càng đi về phía trước, không gian hỗn loạn tình hình liền càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả Càn Khôn đỉnh đều có cảm ứng. Rốt cục, bọn hắn đi tới hòn đảo trung ương, như sấm hải đảo âm thanh, dần dần xa. Một tòa cự đại truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại là truyền tống trận, chúng người kìm lòng không được quay đầu hướng Tiêu Phàm nhìn lại. Cái này đều đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy được truyền tống trận, ngay lập tức liền chờ đợi Tiêu Phàm phát biểu ý kiến. Tiêu Phàm cũng là không khiêm tốn, bắt đầu vây quanh cái này cái cự đại truyền tống trận chậm rãi đi dạo. Từ cái này truyền tống trận quy mô đến xem, một chút liền biết là loại kia truyền tống khoảng cách cực xa siêu cấp truyền tống trận. Không quá sớm đã ảm đạm vô quang, linh khí hoàn toàn biến mất, pháp trận không ít địa phương đều có tổn hại, có thể thấy được không biết đã vứt bỏ bao lâu. Mà lại từ pháp trận bên trên khắc họa phù văn đến xem. Đây cũng không phải là gần đây kiệt tác,
Đây là một cái bên trên cổ truyền tống trận, vứt bỏ rất nhiều năm. Chốc lát, Tiêu Phàm rất khẳng định nói. Điểm này, kỳ thật khỏi phải hắn nói, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Pháp trận bên trên khắc họa phù văn 10 điểm cổ pháp. Cần xây xong cái này truyền tống trận sao? Thiên Diệu tiên tử thấp giọng hỏi một câu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sửa được. Chúng ta không có nhiều tài liệu như vậy. Mà lại, dạng này siêu cấp truyền tống trận, muốn chữa trị lời nói, tốt nhất là có nguyên đồ, như thế nắm chắc liền lớn hơn một chút, bằng không, cũng chỉ có thể tìm vận may. Mà lại, bọn hắn cũng không biết cái này siêu cấp truyền tống trận mục đích là nơi nào, coi như cái này truyền tống trận còn có thể dùng, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Tại tàn phá không gian, linh khí hoàn toàn không có, khốn ở nơi đó, là không thể không mạo hiểm lợi dụng vết nứt không gian thoát thân, dưới mắt tựa hồ không cần thiết làm như vậy. Tiêu Phàm phỏng đoán, cái này siêu cấp truyền tống trận không phải chủ động vứt bỏ, hẳn là xảy ra chuyện gì không gian biến cố, không cách nào lại dùng, lúc này mới cuối cùng hoang phế. Bằng không, khổng lồ như thế truyền tống trận, sẽ không xây dưới đáy nước. Bất quá có thể khẳng định là, dạng này siêu cấp truyền tống trận, tuyệt đối không phải là kiến tạo dã ngoại hoang vu, bình thường đều là xây ở siêu cấp trong cự thành. Hoặc là nói, trước có dạng này bên trên cổ truyền tống trận, mới dần dần hình thành từng tòa tu sĩ tụ cư siêu cấp thành lớn. Chỉ là không biết cái này truyền tống trận hoang phế bao nhiêu năm, không biết ở phụ cận đây, phải chăng còn có siêu cấp thành lớn tồn tại. Đi đường thủy rời đi, đi mặt nước nhìn xem. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt làm quyết định. Điểm này, không người phản đối. Lập tức mọi người không chút do dự phi thân lên, chui đến hòn đảo biên giới, chui vào biển trong nước. Không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn ở trong biển vẫn chưa gặp được đặc biệt cường đại động vật biển, chỉ có một ít đồng giá cực thấp yêu thú, hung hãn không sợ chết hướng bọn hắn trùng sát mà đến, tự nhiên đều bị tiện tay diệt sát đi. Nhìn tới đây hẳn không phải là ngoại hải, có thể là nơi nào đó nội hải, cường đại động vật biển sớm đã bị tiêu diệt phải tinh quang. Đáy nước hang cực kỳ rộng lớn, lấy bọn hắn dưới đáy nước tốc độ bay, cũng hoa chút thời gian mới cuối cùng từ trong nham động xuyên ra ngoài, lại chậm rãi thăng trên mặt biển. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy tối tăm mờ mịt bầu trời, đen nhánh vẩn đục sóng biển, ngược lại là cùng bọn hắn tại thất dạ giới trải qua thường gặp được cảnh tượng 10 điểm nhất trí. Nhưng trên mặt biển thỉnh thoảng có thuyền buồm chạy qua, có thể xác định, hẳn là một chỗ nội hải. Nếu như tại viễn dương biển cả, bình thường phàm nhân thuyền buồm là không dám xâm nhập. Thất dạ giới loại này giao diện viễn dương biển cả, cùng trên địa cầu biển cả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Khi mọi người chậm rãi thăng trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một cái hùng vĩ cự thành, ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mỗi người đều nhẹ khẽ hít một cái khí, trên mặt lộ ra lại là kinh ngạc lại là vẻ mặt hưng phấn, cũng cực nhanh hiện lên một vòng vẻ khẩn trương. Thiên Ma Thành, tòa này trình hiện tại bọn hắn trước mắt cự thành, chính là bọn hắn đích đến của chuyến này, Thiên Ma Đạo Tổng Đàn sở tại địa, Thiên Ma Thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1265.